Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 140. Bởi vì, Diệp Thần chính là mỗi người bọn họ, lớn nhất kiêu ngạo, chính là tinh thần bọn họ lên, vĩnh viễn trụ. Bọn họ thà chịu mình hồn phi phách tán, vậy tuyệt sẽ không làm ra bất kỳ phản bội Diệp Thần hành vi. Ngay tại Tống Trạch tiếng nói vừa dứt, vậy chiếm cứ ở trên núi thần Sương Mù Long, lại là hai tròng mắt sáng lên, phát ra tiếng gầm thét, chủ động hướng Tống Trạch bay sông lên đi. Thiên địa, đều ở đây tiếng này rồng ngâm bên trong rung động. Gió lớn nổi lên bốn phía, gào thét vượt quá. Ừ, Tống Trạch trên mặt, thoáng qua một vẻ ngoài ý muốn, hắn quỷ tiếng nói, có rung chuyển hắn người tim uy năng của thần, cũng không phải là như thế tùy tiện là có thể không nhìn à. Bất quá, vậy không quá mức để ý, lại không coi, con kiến hôi cũng chỉ là con kiến hôi thôi, cái gì, vậy không thay đổi được. Hắn cả người âm khí cuồn cuộn, hời hợt, hướng vậy nhìn như uy thế vô biên Sương Mù Long, một trường vỗ tới. Trường ý dâng trào, âm khí sôi trào, một trường kia, nháy mắt tức thì, biến ảo làm một viên to lớn quỷ đầu, cùng vậy Sương Mù Long, đụng vào nhau. Không thể tưởng tượng nổi một màn, ở trước mắt mọi người, xuất hiện. Cái này hội tụ thần cực tông mọi người lực, còn có một người thượng cổ tồn tại chủ đạo. Mượn trận pháp đánh ra Sương Mù Long, lại là, giống như mì sợi vậy, bị quỷ kia đầu hút vào trong miệng. Vô cùng sợ hãi vẻ, ở trong mắt mọi người chớp động, mặt của bọn họ sắc, ngay tức thì trắng bệch liền xuống. Một khắc sau, quỷ kia đầu, liền đánh vào mạnh mẽ Sương Mù bên trên. Ầm một tiếng vang thật lớn, đúng ngôi thần sơn, cũng kịch liệt rung rung, trong thần cực tông vô số kiến trúc, bắt đầu sụp đổ, các đệ tử kêu lên, tiếng kêu thảm thiết. Này thay nhau vang lên. Vậy cuồn cuộn sương mù, lại là điên cuồng bạo tán, cái này đi qua củng cố, có thể ngăn cản thượng cổ tồn tại đại trận, liền bị đối phương tiện tay một trường, trực tiếp đánh nát. Thượng cổ tồn tại, cũng phân là tầng thứ. Quỷ vương này Tống Trạch, đem hỗn độn cảnh hậu kỳ nghịch thiên thực lực, lộ ra không bỏ sót. Phốc, chủ kia cầm đại trận mấy người, rối rít miệng phun máu tươi, trừ Dương Xích Nguyên ra. Cái khác mấy người, ngay tức thì liền trọng thương sắp chết, hơi thở như có như không, rơi vào hôn mê. Mà Dương Xích Nguyên, cũng là mặt như giấy vàng, một trường này, cho dù phần lớn uy năng, bị trận pháp hấp thu, nhưng hắn chịu đựng được vậy vô cùng là miễn cưỡng, nếu như, Tống Trạch lại nghiêm túc một chút xuất thủ, liền hắn đều phải bị thương nặng à. Bất quá, lúc này, Dương Xích Nguyên nhưng là đứng dậy, đôi mắt bên trong, xích mang bạo tránh. Chặt chẽ nhìn chằm chằm không trung Tống Trạch. Cả người hơi thở, trình độ cao nhất bùng nổ. Tống Trạch mắt nhìn xuống Dương Xích Nguyên, cười lạnh nói, à, xem ra ngươi chính là thần cực tông ỷ vào tồn tại, bất quá, ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, ngươi bùng nổ khí tức gì. Ở bổn tôn trước mặt, còn muốn gắn, có cái gì, tốt chứa. Bổn tôn khuyên ngươi, tốt nhất thừa dịp hiện tại bổn tôn tâm tình khá tốt, nói cho bổn tôn. Cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử ở nơi nào? Nếu không, ngươi, nhất định sẽ hối hận, vô cùng hối hận. Hắn mới vừa rồi, thần niệm quét qua cái này thần cực tông, cũng không có phát hiện âm tồn ấn tượng bên trong tương tự Diệp Thần hơi thở. Dương Xích Nguyên, nhưng là thờ ơ, khẽ quát một tiếng, một thương hướng Tống Trạch đâm ra. Thương xuất như long, mặt trời nóng rực bạo tránh. Cái này một thương, vô cùng tươi đẹp. Tựa như có thể một thương đem bầu trời bên trong mặt trời xuyên qua, cướp lấy vậy. Có thể Tống Trạch trong mắt, nhưng là thoáng qua vô cùng thần sắc khinh miệt, theo vung tay lên, vậy nóng rực vô cùng một đạo thương ý, liền hóa thành hư không. Nhưng, một khắc sau, Tống Trạch trên mặt thần sắc nhưng là đọng lại. Trong mắt, thậm chí, lóe lên một chút vẻ sợ hãi. Lúc này, Dương Xích Nguyên, trên ngực mặt trời xăm, tựa như sống lại vậy. Tản ra xích ánh sáng màu vàng, tràn đầy kéo dài tới Dương Xích Nguyên quanh thân. Dương Xích Nguyên, cả người giống như một quả to lớn quang cầu, tản ra chí dương hơi thở. Hắn ngưng mắt nhìn Tống Trạch, lạnh lùng nói, lên thời xưa, quỷ vương Tống Trạch, tàn phá thần quốc, đem vô số sinh linh, làm thịt máu chiếm đoạt, có ba tên chuyên thiện trấn áp quỷ vật chí cường võ giả liên thủ, lấy sinh mạng làm giá, mới đưa hắn phong ấn. Mà một người trong đó, chính là ta Dương gia tổ tiên, ta Dương gia người, trời xanh có chí dương thân thể, từ trước đến giờ chính là tất cả loại quỷ vật khắc tinh.
Tống Trạch sắc mặt cuồng biến, gào thét nói, ngươi là người Dương gia. Không thể nào, cái này không thể nào. Dương Sích Nguyên ánh mắt đông lại một cái, hiện tại, Tống Trạch thực lực, hẳn còn không có hoàn toàn khôi phục, phải đem giết chết, chỉ có cái này cơ hội. Hắn quát lên một tiếng lớn, nghiệt chướng, ngày đó ta Dương gia tổ tiên, có thể đem ngươi trấn áp, hôm nay, ta Dương Sích Nguyên, như nhau có thể để cho ngươi hồn phi phách tán. Dứt lời, thân hình hắn động một cái, giống như một quả màu đỏ sao rơi vậy, hướng Tống Trạch bay đi. Mà nguyên bản, không thể nhất thế, làm chúng sanh run rẩy một trong thượng cổ thập sát, quỷ vương Tống Trạch, lúc này, nhưng là mặt đầy vẻ hoang mang, thét lên hướng phương xa chạy trốn. Dương Sích Nguyên trong mắt tinh quang chớp mắt, hung hãn hướng Tống Trạch sau lưng, một quyền đánh ra. Một quyền kia, xích kim quang mang vô cùng đậm đà, cơ hồ phải đem cả thế giới thắp sáng vậy, chí dương chi khí ngưng luyện tới cực điểm. Quyền chưa đến, Tống Trạch trên thân hình, thì đã toát ra tia luồng khói xanh, phảng phất, muốn hòa tan vậy. Dương Sích Nguyên mặt hiện vui mừng, cái này thượng cổ mười sát, sẽ chết ở tay ta chúng. Nhưng vào lúc này, Tống Trạch thân hình, bỗng nhiên dừng lại, một cái đầu lâu, quỷ dị lắc một cái, trực tiếp chuyển hướng sau lưng, hướng về phía vào tới Dương Sích Nguyên. Lộ ra một cái vô cùng thê lương, vô cùng âm u khủng bố nụ cười. Hắn một cái tay, sắc sắc vang dội, thoáng qua bây giờ, khớp xương vặn vẹo, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, hướng sau lưng chuyển đi, đưa tay một cái, lại là trực tiếp, đem Dương Sích Nguyên vậy ẩn chứa trình độ cao nhất chí dương khí một quyền, trực tiếp cầm. Dương Sích Nguyên mặt mũi, ngay tức thì động lại, cặp mắt, cũng ảm đạm xuống, trong lòng chợt trầm xuống. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chí dương thân thể, không phải hết thảy quỷ vật khắc tinh sao? Hắn tổ tiên, không phải trấn áp qua đầu này ác quỷ sao? Tại sao, mình một quyền này, dễ dàng như vậy, liền bị hắn tiếp nhận à? Tống Trạch cầm Dương Sích Nguyên một quyền kia bàn tay, tí tách vang dội, khói xanh bồng bềnh, giống như thịt nướng vậy. Nhưng, hắn thần sắc nhưng không có thay đổi chút nào. Hướng về phía hoàn toàn rơi vào kinh hãi bên trong Dương Sích Nguyên cười lạnh nói, chí dương thân thể, cũng phân là đẳng cấp, người so năm đó cái đó đáng chết lão già kia, kém xa. Mà đang ở hắn nói chuyện đồng thời, Dương Sích Nguyên tứ chi, lại là bắt đầu quỷ dị nhăn nhó, một cái đầu lâu vậy không bị khống chế hướng sau lưng, chậm rãi chuyển đi, cho dù hắn dụng hết toàn lực, muốn kháng cự, nhưng căn bản không cách nào ngăn lại. Dương Sích Nguyên phát ra một tiếng gào thống khổ, trong mắt, toát ra sợ hãi, chẳng lẽ, hắn thì phải chết như vậy sao? Như vậy chậm rãi nghênh đón chết cảm giác vô lực, để cho hắn đạo tâm, cơ hồ đều phải xuất hiện vết rách. Nhưng vào lúc này, Tống Trạch chợt quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, con người co rúm một cái. Nơi đó, một đạo kim quang, đang hướng hắn cực nhanh vào tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hư không bể tan tành, Tống Trạch thân hình chớp mắt, đứng yên không trung, hướng nguyên bản đứng chỗ nhìn. Chỉ gặp tất cả sinh hai sừng, toàn thân vàng óng trăm mét dài cá sấu khổng lồ, xuất hiện ở nơi đó, mà hắn đầu lâu bên trên, còn đứng một người thần sắc lãnh đạm người tuổi trẻ. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Giờ phút này bầu không khí ngưng trọng. Mà ở Diệp Thần bên người, Dương Sích Nguyên nửa quỳ xuống, sắc mặt vô cùng là hôi bại. Tựa hồ cả thân tinh khí, cũng sắp bị hút khô vậy. Hắn ho khan miễn cưỡng mở miệng nói, Diệp công tử, xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt thần cực tông. Người mất mát vọng, ta nguyện đã chết kéo đối phương. Diệp thần có chút kinh ngạc, ban đầu hắn không có chu diệt Dương Sích Nguyên, lựa chọn lấy đức báo oán, chưa từng nghĩ tới Dương Sích Nguyên sẽ như vậy. Bây giờ nhìn lại, quyết định ban đầu rất chính xác. Dương Sích Nguyên đây là dùng tánh mạng giá phải trả thần bảo vệ vô cùng tông. Hắn đầu đi qua một cái ánh mắt vui mừng, nhàn nhạt nói, người đã làm rất khá, ở chỗ này nghỉ ngơi đi, tiếp theo, giao cho ta. Kim Thiên Ngạc nhìn Tống Trạch, thụ mục khẽ run, trầm giọng nói, công tử, người này là bị gọi là một trong thượng cổ thập sát quỷ vương Tống Trạch. Thực lực vô cùng là khủng bố, mời chú ý. Diệp thần gật đầu một cái, ngưng mắt nhìn Tống Trạch ánh mắt. Bộc phát lạnh như băng. Hắn nhìn ra được, người trước mắt, mặc dù thúc đẩy là âm tôn thân xác, nhưng, tuyệt không phải âm tôn. Mà là nào đó chồng,
làm hắn cũng không tự chủ được cảm thấy không ưa, chán ghét quỷ dị tồn tại. Hơn nữa, thực lực cực kỳ khủng bố. Mình coi như bùng nổ toàn lực, có thể còn không cách nào chống lại. Nhưng, bỏ mặc người này là ai, bỏ mặc hắn có mục đích gì, động thần cực tông người, đều phải chết. Một khắc sau, thân hình hắn động một cái, liền hướng Tống Trạch đi tới. Tống Trạch nhìn Diệp Thần, khinh miệt cười một tiếng nói, ngươi chính là Diệp Thần. Cả người huyết khí, quả nhiên vô cùng là thịnh vượng, hơn nữa ta cảm giác được huyết mạch ngươi có chút đặc thù. Ha ha, như thế nào, muốn không muốn tự nguyện tiếp nhận bổn tôn đoạt xác? Nói như vậy, bổn tôn, nói không chừng có thể lưu ngươi một mạng. Như vậy huyết mạch, ta như cắn nuốt, ta như nắm trong tay, sợ rằng ta có thể lên trời mà đi. Kim Thiên Ngạc cùng Dương Xích Nguyên nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ tự nhiên không phải lo lắng Diệp Thần sẽ tiếp nhận loại yêu cầu này, mà là bởi vì Tống Trạch lời nói bên trong, lại hàm chứa một loại vô cùng là quỷ dị lực lượng, làm thần hồn của bọn họ, ngay tức thì mơ màng nặng trĩu, không tự chủ được nghĩ phải dựa theo đối phương nói đi làm. Cái này, chính là trong truyền thuyết quỷ tiếng nói thuật sao? Như vậy tùy tiện, là có thể dung chuyển hỗn độn tồn tại thần hồn, quả nhiên vô cùng khủng bố. Mà Diệp Thần thảm trọng hơn. Hắn quanh thân bao quanh một đoàn máu hắc chi khí. Máu hắc chi khí càng ngày càng nồng đậm, ngay tức thì che đậy Diệp Thần thế giới. Mà Diệp Thần trong mắt vậy rơi vào ngắn ngủi thất thần. Tống Trạch nụ cười cực độ dữ tợn, thằng nhóc, ngươi mặc dù thiên phú kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là so ta kém chút. Ta thừa nhận ngươi là một thiên tài. Nhưng là, ngươi phải hiểu rõ, ngươi đứng trước mặt là dạng gì tồn tại. Tới đây, để cho ta cướp đoạt huyết mạch ngươi. Bước kế tiếp, Diệp Thần lại bước ra. Mà luân hồi mộ địa bên trong, lão thương và lão cuồng nóng này. Bọn họ liều mạng ở Diệp Thần đầu óc kêu gọi Diệp Thần tên chữ. Nhưng là Diệp Thần thức hải bên trong lại có một đạo hắc tường cách trở. Tống Trạch thủ đoạn quá mạnh mẽ. Lão thương trong mắt ngưng trọng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên mũi tên thần mộ bia. Hắn chắp tay nói, Lăng Thiên mũi tên thần, hai người chúng ta thần niệm lực đã 10 không tích chữ 1, xin ngươi hãy ra tay một lần. Lăng Thiên mũi tên thần không trả lời. Ngay tại lão thương như đưa đám lúc. Vậy mộ bia cạnh cự cung, động. Không huyền kéo ra. Rồi sau đó bỗng nhiên buông ra. Một chuôi tràn đầy ngọn lửa hư mũi tên bỗng nhiên bắn. Xuyên phá liền luân hồi mộ địa. Xông vào ngoại giới. Nháy mắt tức thì, vậy bọc Diệp Thần thức hải và thân thể máu hắc chi khí, xé. Rất miễn cưỡng bị xé. Cái này là cấp bậc gì lực lượng? Không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên mở ra. Một đạo hàn ý lạnh như băng giống như mũi tên nhọn bắn ra. Cảm ơn tiền bối. Mà giờ khắc này, Tống Trạch bối rối. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, con người phóng đại. Kinh hãi nói, làm sao có thể? Mới vừa rồi ngươi lực, không thể nào, đây không phải là ngươi lực lượng. Bên trong cơ thể ngươi ở cái tồn tại gì ở? Có thể Diệp Thần, trên mặt nhưng là nâng lên một đạo nụ cười, lạnh giọng nói, ngươi xác định có cái này tư cách biết. Dứt lời, Diệp Thần bề mặt bộc phát ra 7 tầng huyết quang, tuyệt mạnh thần tính gào thét, sấm sét màu vàng lượn lờ, giơ tay lên một kiếm, chính là hướng Tống Trạch, ngay đầu chém xuống. Tựa như có thể chiếm đoạt thiên địa lực lượng, ngự khiến cho vô tận trọng lực sát kiếm, cuồn cuộn cự lực, giống như phải đem đúng phiến vũ trụ nuốt mất vô biên đợt sóng vậy, hướng Tống Trạch chút xuống ra. Chân võ ý, kích động ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, tự nhiên ở trên thân kiếm, màu máu phủ văn, kinh thiên lên, kiếm ý tràn ngập, cùng vậy cự lực lần lượt thay nhau, giao hội thành một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Một kiếm, đã đạt tới Diệp Thần trình độ cao nhất. Lần này, Tống Trạch sắc mặt, là thật thay đổi. Triệt để thay đổi. Vốn là khinh miệt, tàn nhẫn, âm u, trong phút chốc không còn gì vô tồn. Một kiếm này bên trong, Tống Trạch tựa như thấy được năm đó, mình bị vậy ba tên chí cường, trấn áp ngay tức thì. Hắn thân hình bạo lui, trong tay nhiều hơn một chuỗi âm khí bốn phía trường kiếm, vậy vô biên hung ác âm khí, tử khí, phóng lên cao, đem thần cực tông chung quanh một khối thiên địa. Cũng thổi phồng được giống như suối vàng địa ngục vậy.
vô số chết thảm ở Tống Trạch trong tay vong hồn, tựa hồ đều đang kêu rên, ở nguyền rủa, hy vọng thế gian hết thảy sinh linh, cũng cảm nhận được bọn họ đã từng lãnh hội qua thống khổ. Một kiếm chém ra, âm khí ngưng tụ, tựa như toàn bộ U Minh, cũng hội tụ đến nơi này chui trên trường kiếm. Hai kiếm đụng nhau, tựa như hai cái thế giới, điên cuồng đánh vào. Ầm một tiếng vang thật lớn, muôn vàn vong hồn, ở đánh uy lực còn lại bên trong, hóa thành khói xanh tiêu tán, vạn vật đều ở đây kinh khủng kia uy thế bên trong, không ngừng run rẩy. Diệp Thần cùng Tống Trạch bóng người, vừa chạm vào liền phân ra. Sắc sắc một tiếng vỡ vang lên, Tống Trạch trường kiếm trong tay, ầm ầm mà bể. Lại là liền Diệp Thần một kiếm, đều không cách nào chịu đựng. Mà theo trường kiếm bể tan tành, Tống Trạch cầm kiếm cánh tay, cũng là ở đó dưới cự lực, biến thành một hồi xương máu tiêu tán. Bất quá, lúc này Diệp Thần, nhưng là khẽ cau mày. Hắn sắc mặt tái xanh, trước ngực là một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm tổn thương, mà cuồn cuộn âm khí, tử khí, từ nơi này kiếm chỗ đau, xâm nhập trong cơ thể hắn. Lúc này, mất đi một cái cánh tay Tống Trạch, lại là phát ra một tiếng cười như điên, tựa như hoàn toàn không quan tâm vậy, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, ha ha ha, dọa bổn tôn giật mình, thiếu chút nữa, ngươi liền có thể uy hiếp được bổn tôn liền à. Đáng tiếc, hắn gương mặt bên trên, hiện ra vô cùng thâm độc vẻ nói, chỉ cần kém một chút, ngươi thì không thể hoàn toàn giết chết bổn tôn. Một khắc sau, làm người ta khó tin một màn, xuất hiện. Cuồn cuộn âm khí ngưng tụ ở Tống Trạch tay cụt chỗ, huyết khí lăn lộn bên trong, lại là sinh ra một cái mới tinh cánh tay. Mọi người thấy vậy, đều là ánh mắt trầm xuống. Quỷ vật, nếu như tu luyện đến Tống Trạch tầng thứ này, chính là gần như bất tử bất diệt tồn tại à. Năm đó, vậy ba tên sở trường trấn áp quỷ vật cường giả, hoặc là có chí dương lực, có thể cực lớn trình độ khắc chế âm khí, hoặc là có trừ tà lực, có thể đối với quỷ vật tạo thành bản chất tổn thương, nhưng dù vậy, ba người đem hết toàn lực, hy sinh sinh mạng, vậy chỉ bất quá có thể đem Tống Trạch trấn áp à. Mà không cách nào, chân chính đem chém giết. Như thế nào, có phải hay không rất không có sức? Tống Trạch hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi quả thật rất mạnh, nhưng, đối mặt một cái không giết chết đối thủ, ha ha, ngươi cũng chỉ có thể tuyệt vọng chứ. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt tà dị ánh sáng chớp mắt, hơi ngẩng đầu lên, trước mắt sát ý mắt nhìn xuống Tống Trạch, nhàn nhạt nói, giết không chết. Ta Diệp Thần cho tới bây giờ không tin có cái gì chân chính không chết. Tống Trạch nhìn Diệp Thần, sắc mặt chợt biến đổi. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần trước ngực vậy đạo giữ tợn kiếm tổn thương, lại là vô cùng thật nhanh khép lại. Mà trong cơ thể tử khí, âm khí, cũng ở đây trong phút chốc mất đi. Diệp Thần cười lạnh nói, theo ta so khôi phục. Ta đây muốn xem, ngươi theo ta ai có thể sống đến cuối cùng. Xích Trần thần mạch cho ta mở ra. Làm sao có thể, Tống Trạch ánh mắt run rẩy, không dám tin tưởng mình thấy được một màn. Hắn mặc dù có thể nhanh như vậy được khôi phục, là bởi vì là thời đại thượng cổ, hắn đã từng tàn sát vạn vật, hấp thu vô tận huyết khí, tức giận à. Chỉ cần hắn bản thể bất diệt, liền có thể lợi dụng những huyết khí này, tức giận, không ngừng trọng tố thể xác. Cái này, là chỉ có quỷ vật, mới có thần thông. Có thể Diệp Thần lại cũng có thể lấy kinh khủng như vậy tốc độ khôi phục. Đây là cái thịt gì thân và linh hồn. Hắn một kiếm tạo thành cũng không phải là thông thường vết thương à. Vậy vô tận tử khí, âm khí, cho dù sinh mệnh lực mạnh đi nữa vật còn sống, chỉ cần dính lên, sức sống cũng sẽ bị nhanh chóng ăn mòn mới đúng. Có thể Diệp Thần lại miễn dịch. Diệp Thần mặt hiện vẻ khinh thường. Hắn thể chất đặc thù, trong cơ thể lại có luân hồi huyết mạch, canh kim chi khí, cực sát chi khí, huyền diễm, máu thần vân. Vân, có thể khắc chế vậy âm khí tử khí vật, làm sao sợ hãi nơi này. Cực võ, thần chánh. Một khắc sau, thân hình hắn động một cái, lần nữa hướng Tống Trạch bay sông lên đi. Hắn biết, quỷ vật mặc dù có thể không ngừng khôi phục, là bởi vì là cắn nuốt nhiều huyết khí, có thể đây tuyệt đối không khác nào bất tử bất diệt. Tại sao? Cho dù, cái này Tống Trạch cắn nuốt sinh linh, huyết khí lại nhiều, chỉ cần không ngừng đem trọng thương, những máu kia khí cũng chỉ có hao hết thời điểm chứ. Khi đó, hắn lấy cái gì khôi phục, lấy cái gì không chết? Tống Trạch thấy vậy,
cả người máu thịt, thật nhanh khô đét trước, tứ chi vặn vẹo, đầu lâu xoay tròn, hóa là vô cùng là kinh khủng ác quỷ hình dáng, quanh thân âm khí sôi trào, phát ra vô cùng thê lương thét chói tai, nghênh hướng Diệp Thần. Hắn Tống Trạch thân là hơn cổ 10 sát đứng đầu, nhưng mà cắn nuốt hàng tỷ sinh linh lấy được danh hiệu à, chẳng lẽ còn không dây dưa hơn một cái 20 hơn tuổi chảm ách cảnh tiểu tử. Cái này Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, còn hơn được hàng tỷ sinh linh sinh mệnh lực tổng cộng. Hắn hung hăng một móng, hướng Diệp Thần lấy ra, đầy trời chảo ảnh hiện lên, tựa như thiên la địa võng vậy, hướng Diệp Thần ngay đầu chụp xuống. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, lại là tuyệt mạnh một kiếm, chém điên cuồng ra. Ầm một tiếng vang thật lớn, huyết quang chợt hiện, Tống Trạch thân thể bị chém được đảo phi nhi xuất, một đạo vết kiếm, xuyên qua hắn bụng, không chỉ có như vậy, vậy vô biên cự lực phun trào, lại là để cho Tống Trạch toàn bộ thân thể đều có khuynh hướng hư hỏng. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, huyết khí lăn lộn, ngay tức thì đem thương thế ổn định lại. Tống Trạch một đôi tràn đầy căm hận, oán độc, bị tia máu lấp đầy trong mắt, nhìn về phía Diệp Thần, khóe miệng hiện lên một chút cười âm hiểm. Lúc này, Diệp Thần cánh tay mảng lớn máu thịt bị hắn một móng biến dạng, liền xương cốt đều rõ ràng có thể gặp, hơn nữa, trong xương cốt còn trải rộng đạo đạo liệt ngân. Diệp Thần nửa người, đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng, lúc này Diệp Thần, thần sắc nhưng không có chút nào thay đổi, trên cánh tay máu thịt, vậy bắt đầu nhanh chóng khép lại. Thân hình hắn lại là một cái chớp động, cơ hồ không có thời gian cách nhau, lần nữa hướng Tống Trạch một kiếm chém tới. Một kiếm, một kiếm, lại một kiếm. Trong thoáng qua, Diệp Thần đã chém ra mấy trăm kiếm. Mà Kim Thiên Ngạc cùng Dương Xích Nguyên, trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi liền à. Lúc này Diệp Thần, cả người là máu, quanh thân vết thương vô số, nhưng, lại là chẳng ngó ngàng gì tới vậy, một mặt cùng Tống Trạch liều mạng, lấy tổn thương đổi tổn thương, hoàn toàn buông tha phòng ngự à. Cho dù, bọn họ đối với Diệp Thần vô cùng là có lòng tin, có thể lúc này, cũng không miễn sinh ra một chút dao động. Hắn hai người chúng ta cũng tới từ thượng cổ, vô cùng rõ ràng, Tống Trạch kết quả cắn nuốt nhiều ít sinh linh huyết khí à. Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, vậy chỉ là một người, thật có thể đem Tống Trạch vậy gần như vô cùng huyết khí, tiêu hao sạch sao. Bọn họ đều là không khỏi khẩn trương lên. Một khi, Diệp Thần trước không chịu nổi, như vậy, toàn bộ thần quốc cũng đều phải xong rồi à. Tống Trạch là chính cống tà ma, ác quỷ, thậm chí, rất khó nói hắn là người, đã trở thành một loại hoàn toàn do oán niệm biến thành tà vật. Nếu như hắn cắn nuốt Diệp Thần, khôi phục thực lực, nhất định sẽ không bỏ qua trong thần quốc, bất kỳ một người nào vật còn sống, đem vạn vật chiếm đoạt không còn một mống à. Nào đó loại ý nghĩa lên mà nói, cái này Tống Trạch thậm chí so với kia chút vực ngoại thiên ma càng kinh khủng hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Trạch trong mắt, thâm độc vẻ, bộc phát đậm đà, hắn nhìn cả người là máu Diệp Thần, tàn nhẫn cười. Diệp Thần có thể chống đỡ đến hiện tại, đã rất để cho hắn ngoài ý muốn, đổi thành phổ thông võ giả, đều đủ để chết mấy chục ngàn lần chứ. Xích Trần Thần Mạch. Tống Trạch có chút bừng tỉnh, Xích Trần Thần Mạch nhưng mà trong truyền thuyết thần mạch. Người bình thường căn bản không có thể nắm trong tay. Nếu như thằng nhóc này không có cái này nghịch thiên phòng ngự thần mạch, chỉ sợ sớm đã hóa là xương máu. Bất quá, bị như vậy nặng tổn thương, cho dù là Xích Trần Thần Mạch thiên tài, vậy sắp đến cực hạn chứ. Mặc dù, trận chiến này, hắn tiêu hao rất nhiều huyết khí, nhưng, chỉ muốn thành công cắn nuốt Diệp Thần, hắn tin tưởng không chỉ có thể khôi phục thực lực, liền những huyết khí này đều có thể bù lại. Hai người bóng người, ở trong hư không, không ngừng xuyên qua. Không gian vỡ vụn, võ đạo quy luật, xu hướng tại tan vỡ. Trên người của bọn họ, vô số máu tươi, hắt xuống, lại là ở toàn bộ trong thần quốc, giáng xuống một tràng máu vũ. Mấy ngàn kiếm, mấy chục ngàn kiếm, theo chiến đấu, Diệp Thần thương thế, vậy càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù lấy hắn nghịch thiên kia thể chất, khôi phục tốc độ, cũng là dần dần không cách nào đi theo à. Có thể thẳng đến lúc này, vậy Tống Trạch lại vẫn là một bộ hoàn hảo không hao tổn hình dáng. Đổi thành người bất kỳ, chiến đấu đến đây, đối phương còn là một bộ một chút tổn thương cũng không có dáng vẻ, cũng hiểu ý thần dao động, nổi lên ý rút lui, thậm chí, rơi vào tuyệt vọng chứ.
đổi thành người bất kỳ, cũng rất khó lại tiếp tục kiên trì chứ. Nhưng, Diệp Thần trong mắt chiến ý, nhưng liền một chút nào, cũng không có yếu bớt. Mấy ngàn kiếm, mấy chục ngàn kiếm, không cách nào đem đối thủ chém chết. Vậy, liền chém lên mấy trăm ngàn kiếm, mấy triệu kiếm, mấy chục triệu kiếm. Ở chém chết cái này viễn cổ 10 sát trước, Diệp Thần tuyệt sẽ không ngã xuống. Hắn giờ phút này đã người bị thương nặng, cơ hồ sắp đến ranh giới tử vong, nhưng, hắn công kích, nhưng là liền một giây, liền một cái hô hấp, cũng không có chậm lại. Cho dù hắn một giây kế tiếp, lại phải chết, cái này một giây, vậy tuyệt sẽ không cho Tống Trạch một chút thở dốc cơ hội. Luân hồi mộ địa bên trong, lão thương và lão cuồng kinh hãi, thậm chí tròng mắt ướt át. Bọn họ vậy coi như bá chủ một phương, nhưng thấy Diệp Thần, bọn họ phát hiện, mình kém một chút cái gì. Không chỉ cái này hai người, liền Lăng Thiên mũi tên thần vậy từ mộ bia bên trong đi ra. Vậy áp đảo thiên địa bóng người nhìn ngoại giới từng ly từng tí, rơi vào trầm tư. Hắn cự cung và trường thương tản ra cực mạnh đạo vận. Tựa như bởi vì Diệp Thần cử động, mà cảm ngộ cái gì. Giờ khắc này, ta đây là rõ ràng các ngươi vì sao nói người này là các ngươi hy vọng. Sợ rằng, dõi mắt toàn bộ thần quốc, có thể khiêu chiến Hiên Viên Mặc Tà, cũng chỉ có người này. Mấu chốt, người này còn chưa đầy 30 tuổi. Tuổi tác như vậy, đủ để dùng thiên kiêu hai hình chữ cho. Mà ngoại giới, Tống Trạch ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Diệp Thần điên cuồng, để cho cái này cắn nuốt vô số sinh linh, đã từng, làm cả thần quốc cũng làm run rẩy ác quỷ, cũng làm kinh sợ. Trên thế giới, tại sao có thể có như vậy điên cuồng người? Nguyên bản, hắn lấy làm đầu tuyệt vọng sẽ là Diệp Thần. Nhưng, hiện tại hắn nhưng phát hiện, trước tuyệt vọng là mình à. Hắn hai tròng mắt run run, ngưng mắt nhìn vậy cơ hồ hóa là người máu, cả người tàn tạ không chịu nổi bóng người. Đó mới là, tựa như tồn tại không chết à. Ầm lại một tiếng vang thật lớn. Tống Trạch gầm thét một tiếng, hắn nửa người dưới bị Diệp Thần một kiếm, chém thành nghiền. Vô số âm khí lăn lộn, ở hắn bị chém đứt thắt lưng ngưng tụ. Nhưng, lần này, Tống Trạch nhưng là sắc mặt cứng đờ, mặt hiện chấn động tủng vẻ. Lần này, Tống Trạch thương thế, không có khôi phục. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Trạch tròng mắt run run, cái này được gọi là một trong thượng cổ thập sát ác quỷ, lúc này trong lòng chợt trầm xuống. Hắn vừa cúi đầu, ngưng mắt nhìn mình nửa người dưới. Tại sao, không có khôi phục? Không thể nào đâu. Chẳng lẽ, hắn tích lũy hàng tỷ sinh linh huyết khí, đều bị Diệp Thần chém hết liền sao? Mình, lại trước một bước bị buộc tới tuyệt cảnh. Đây chính là tương đương với hàng tỷ cái tánh mạng à. Lại đang Diệp Thần ngã xuống trước bị hắn giết sạch. Trước mắt tên này cả người nhuốm máu, cuồng khí xông lên tiêu chàng thanh niên rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố à. Không thể nào, bổn tôn thân là một trong thượng cổ thập sát, làm sao có thể thua ở ngươi như vậy người phàm trong tay. Tống Trạch trên mặt hiện ra một chút sợ hãi vẻ, gần như điên cuồng gào thét. Âm khí sôi trào, lại là một móng, hướng Diệp Thần bắt đi. Chảo ảnh đầy trời, ngay tức thì đem hư không xé nát, liền không khí đều ở đây chảo mang bên trong mất đi. Diệp Thần trong mắt chỉ còn lại ngưng trọng. Hắn thương thế cực kỳ nặng. Cả người là máu. Không khỏi không thừa nhận, Tống Trạch rất mạnh, xa không phải mình bây giờ có thể địch. Nhưng là hắn biết nhận thua sao? Sẽ không. Diệp Thần bước ra một bước. Tay cầm sát kiếm, sát ý lãnh vực mở đến trình độ cao nhất. Hắn mới vừa muốn động thủ, đột nhiên, hắn phát hiện quanh thân lưu động một đạo cực mạnh võ đạo ý vận. Mình quanh thân tựa như dựng dục cực mạnh nhất kích. Đây là... Diệp Thần tròng mắt trợn to. Đây là Lăng Thiên mũi tên thần một phần chia lực lượng. Cảm ơn Lăng Thiên tiền bối. Diệp Thần cảm kích nói. Mà luân hồi mộ địa nhưng là không có bất kỳ đáp lại. Giờ khắc này, Diệp Thần khóe miệng nâng lên một chút cười nhạt, thượng cổ 10 sát. Quản ngươi cái gì 10 sát, 100 sát, ngăn ở ta người trước mặt, đều phải bị ta một kiếm chém chết. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, huyết quang sôi trào, cự lực mãnh liệt, chân võ ý, giống như phải đem cả thế giới chìm ngập sóng lớn vậy, hướng Tống Trạch gào thét đi.
ầm một tiếng vang thật lớn, vậy đầy trời chảo mang, trong phút chốc bị Diệp Thần kiếm quang chiếm đoạt, Tống Trạch sắc mặt cuồng biến, đến lúc này, Diệp Thần công kích, vẫn không có yếu bớt chút nào. Ngược lại mạnh hơn, lực lượng này hắn cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng lại không nói được. Đột nhiên, hắn trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là ở trên cao cổ thần nước liền tồn tại mũi tên thần. Một khung một mũi tên, áp đảo thiên. Ngươi là Lăng Thiên mũi tên thần hậu nhân, Tống Trạch kinh hô. Coi như là người này hậu nhân, vậy cũng quá biến thái đi. Vậy nhìn như, vô cùng nghiêm trọng, vô cùng thảm thiết thương thế, chẳng lẽ đối với hắn cây bản không có ảnh hưởng sao? Trong một cái chớp mắt này, một loại khác thường, cảm giác xa lạ, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, ở Tống Trạch trong nội tâm cuồn cuộn. Đây là cảm giác gì? Từ, hắn hóa thành ác quỷ tới nay, bên trong tim bên trong, liền chỉ có oán hận, ngập trời oán hận, cơ hồ, chưa bao giờ cảm thụ qua cái khác tâm trạng. Có thể giờ khắc này, một loại so với oán hận, càng thêm mãnh liệt cảm tình, đang Tống Trạch trong lòng tứ ngược. Tống Trạch chợt ngẩn ra, trong mắt tựa hồ lóe lên một vẻ bừng tỉnh. Cái này, chính là tuyệt vọng sao? Lúc này, vậy tựa như có thể đem vũ trụ mất đi kiếm quang, đã đi tới Tống Trạch trước mặt. Đã từng, bị vô số người sợ hãi, kiêng kỵ quỷ vương Tống Trạch, phát ra một tiếng vô cùng thê lương gầm thét, vô cùng âm khí, đều ngưng tụ ở vậy thây khô vậy hai tay bên trên, đường chéo chặn Diệp Thần một kiếm này. Một tiếng chấn thiên động địa vang lớn bên trong, huyết quang bạo bắn, cụm núi sụp đổ, gió lớn bốn cuốn, hư không tan vỡ. Một đạo xấu xí, khủng bố, thê thảm thanh âm, xuất hiện ở bụi khói bên trong. Tống Trạch cả người, trải rộng vô số vết thương kinh khủng, mà hắn dùng để ngăn cản Diệp Thần kiếm quang vậy một đôi tay, cũng đã hoàn toàn nổ tung, hóa thành xương máu tiêu tán. Lúc này Tống Trạch đã bị dồn đến tuyệt lộ. Coi như, lại hung lệ ác quỷ, không có tay, cũng không cách nào chiến đấu chứ. Lại còn một kiếm. Lại còn một kiếm, Diệp Thần là có thể hoàn toàn đem Tống Trạch chém thành phấn vụn. Kim Thiên Ngạc cùng Dương Xích Nguyên, mặt hiện vẻ khó tin, cái này thượng cổ mười sát lại thật muốn bị đánh bại à. Liên viễn cổ cường giả, đều không cách nào làm được chuyện, phải bị Diệp Thần thực hiện à. Diệp Thần cường hãn đã để cho bọn họ chấn động tủng đến suy nghĩ đều phải bạo tán. Cái này một người một cá sấu, trong mắt đều là lóe lên mừng như điên ánh sáng, vô cùng mong đợi nhìn Diệp Thần, bọn họ là ở làm chứng lịch sử, làm chứng một cái truyền thuyết quật khởi. Tống Trạch chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người, cả người bắp thịt cũng không bị khống chế khẽ run. Nhưng đột nhiên bây giờ, Tống Trạch trên mặt bỗng nhiên hiện ra vô cùng thần sắc dữ tợn, hướng về phía Diệp Thần cười như điên nói, ha 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 ha, thằng nhóc, ngươi lấy vì ngươi như vậy thì thắng. Ngươi lấy là, đem bổn tôn hàng tỷ huyết khí chém hết, hủy diệt bổn tôn thân xác, là có thể giết được chết bổn tôn. Bổn tôn, mặc dù bị gọi là hơn cổ mười sát, cũng không chỉ ước chừng, là dựa vào huyết khí này à. Dứt lời, Tống Trạch cả thân hơi thở, lại là ngay tức thì đổi được cuồng bạo, sao động lên. Dương Xích Nguyên Kim Thiên Ngạc đều là thần sắc cuồng biến. Tống Trạch lại muốn tự bảo. Vậy đạo thân thể không lành lặn, hóa thành hỏa tiễn vậy, phóng hướng Diệp Thần. Diệp Thần con người co giúp một cái, hắn nhìn ra được, cái này Tống Trạch là thật muốn tự bảo, căn bản không phải cái gì phô trương thanh thế. Sương mù hóa thần thông. Một khắc sau, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành cuồn cuộn xương trắng, vậy ngay tại giây phút này, ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thần quốc, làm chấn động. Vô cùng chói lọi, cuộn sạch bốn phía, chiếu sáng đúng phiến bầu trời, một đạo vô cùng to lớn mây hình nấm, hiện lên ở giữa thiên địa. Cái này loại cấp bậc tồn tại tự bạo, khủng bố như vậy. Tựa như 100.000 tấn bom nguyên tử, đồng thời nổ vậy à. Uy lực này, đều đủ để phá hủy một cái trái đất liền chứ. Kim Thiên Ngạc cùng Dương Xích Nguyên đều là miệng phun máu tươi, hơi thở nhanh chóng suy bại xuống, cho dù, bọn họ dùng hết thủ đoạn phòng ngự, vẫn bị trọng thương. Nhưng lúc này, hai người đối với mình thương thế, lại là không thèm để ý chút nào, bọn họ con người co rúm lại, thật nhanh quét nhìn bốn phía, vô cùng khẩn trương tìm kiếm Diệp Thần bóng người. Bọn họ tiếp nhận vẻn vẹn chỉ là dư âm à. Cũng đã trọng thương, thiếu chút xíu nữa, đều có thể trực tiếp chết.
mà Diệp Thần đâu. Hoàn toàn chịu đựng cái này nổ năng lượng, là bọn họ thừa nhận mấy ngàn lần, gấp mấy vạn uy lực chứ. Huống chi, Diệp Thần vốn là đang cùng Tống Trạch chiến đấu bên trong, bị thương không nhẹ à? Không có. Khắp nơi đều không có. Tâm thần hai người run lên, Diệp Thần sẽ không bị Tống Trạch tự bạo, mất đi liền chứ. Nhưng vào lúc này, một hồi xương trắng cuồng quyển, ngưng tụ, hóa là một đạo nam tử bóng người, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Diệp Thần thở hào hển, trước ngực, mở một cái lỗ thủng to, máu tươi giàn giụa. Vậy uy lực nổ tung, quả thực khủng bố, cho dù thi triển xương mù hóa thần thông, vẫn là bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Bất quá, loại trình độ này tổn thương, đối với Diệp Thần mà nói, cũng không coi vào đâu. Một đạo gần như trong suốt ảm đạm bóng xám, đang nổ hình thành khói mạc bên trong chợt lóe lên, hướng chân trời xa, phi độn đi. Vậy đạo bóng xám, chính là Tống Trạch bản thể. Hắn đầy mắt vẻ oán độc, cho dù, hắn toàn lực tự bạo, lại vẫn giết không chết Diệp Thần. Bất quá rất nhanh, hắn khóe miệng, liền nâng lên vẻ dữ tợn nụ cười. Hắn hóa là ác quỷ, hồn phách gần như bất diệt, cho dù vậy vô cùng kinh khủng tự bạo, cũng không có tổn thương đạt tới hắn căn nguyên, đây mới là Tống Trạch chỗ dựa lớn nhất. Cái này thế gian, cơ hồ không có thủ đoạn gì, có thể đem hồn phách của hắn mất đi. Không phải như thế, làm sao có thể bị gọi là hơn cổ mười sát đứng đầu đâu. Đây mới là quỷ vương Tống Trạch, chân chính chỗ đáng sợ. Bóng xám trong mắt chỗ, lóe lên yếu ớt ánh lửa, Tống Trạch trên mặt, hiện ra vô cùng âm ngoan vẻ. Diệp Thần, người cho bổn tôn thật tốt chờ đi, đối với ta đem cái này trong thần quốc chúng sanh chiếm đoạt, hoàn toàn khôi phục thực lực sau đó, bổn tôn nhất định sẽ làm cho ngươi vì ngươi hôm nay hành động đã thực hiện, trả giá thật lớn. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng nhìn bóng xám rời đi phương hướng, hắn quanh thân là máu. Hơi thở suy thoái đến mức tận cùng. Hắn biết mình không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Trạch rời đi. Người này rời đi, như gặp lại gặp, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ như vậy, người bên cạnh mình, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Tử Ngưng, Kỷ Lâm Vân. Vân đều có thể xảy ra chuyện. Cái này loại tà vật, phải chết. Nên làm cái gì? Một loại cảm giác vô lực xông lên đầu. Mà trên bầu trời, nhưng là vang lên Tống Trạch nụ cười. Diệp Thần, ha ha. Ta nói qua, ngươi giết không chết ta. Cho ta 3 tháng, ta sẽ cuốn đất tới, ta sẽ từng cái chiếm đoạt bên cạnh ngươi người. Để cho ngươi trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Nhớ, ta Tống Trạch sẽ trở thành vì ngươi cả đời ác mộng. Diệp Thần cắn răng, khạc ra một búng máu, từng bước một hướng Tống Trạch phương hướng đuổi theo, nhưng là quá chậm. Diệp Thần ném xuống đất. Diệp Thần ngẩng đầu lên, trong mắt dính máu, đột nhiên. Hắn vậy mơ hồ trong tầm mắt, thấy được một bóng người. Bóng người sau lưng khoác một cái cự cung cùng với một chuôi trường thương, hai tay chắp sau lưng, lăng nhiên đến mức tận cùng. Phảng phất là một tôn thần. Lăng Thiên mũi tên thần. Diệp Thần mở miệng nói. Lăng Thiên mũi tên thần lộ ra một đạo nụ cười. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên thấy Lăng Thiên mũi tên thần cười. Thằng nhóc, người rất tốt, tiếp theo giao cho ta đi. Hôm nay ta chỉ ngươi một chiêu, đây là thiên ma diệt hồn mũi tên. Một mũi tên ra, vạn ma diệt. Diệp Thần tròng mắt nhắm lại. Rồi sau đó, đột nhiên mở ra. Hắn đứng lên, nhưng là khí thế hoàn toàn thay đổi. Kim Thiên Ngạc, Dương Xích Nguyên hơi ngẩn ra, theo bản năng lui về sau một bước, thật là mạnh võ đạo ý. Làm sao đột nhiên tăng vọt. Diệp Thần không để ý tới sẽ hai người, hai tròng mắt bên trong. Hàn mang bạo tránh, ngưng mắt nhìn xa xa vậy đạo bóng xám, một chuôi toàn thân lưu quang, mình in vô số phủ văn cự cung hư ảnh đột nhiên xuất hiện nơi tay tim. Rồi sau đó, Chu Thiên Thần ma thương dược nhiên lên. Thời khắc này Diệp Thần ma ý thông trời, giống như sát thần. Diệp Thần dùng cự lực kéo ra dây cung, một đạo kinh ý trời xông phá vân tiêu. Nhưng vào lúc này, hóa thành bóng xám Tống Trạch mặt mũi cứng đờ, một đạo tuyệt cường khí tức. Đem vững vàng phong tỏa. Thiên ma diệt hồn mũi tên, mở. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cả người linh lực, nước chảy xiết vậy bơm vào trong tay cự cung chi huyền bên trong. Đột nhiên bây giờ, cự cung phát ra một tiếng thanh minh, một cổ kỳ dị ý vận,
lượn lờ Chu Thiên Thần ma thương. Cho ta đi. Hắn bắp thịt rung động, quanh thân huyết quang bùng nổ, sấm sét màu vàng lóng lánh, giống như thiên thần dáng thế vậy, tuyệt mệnh cự lực chút xuống ra, cầm trong tay Chu Thiên Thần ma thương, hung hăng hướng Tống Trạch bắn ra. Chu Thiên Thần ma thương bên trên, sát ý lưu chuyển, lại là giống như một đạo màu máu như tia chớp, hóa thành kinh thiên cầu vòng, hướng vậy bóng xám bay đi, so Tống Trạch toàn lực phi độn tốc độ, còn phải nhanh hơn gấp mấy lần, ngay chớp mắt, thì phải chém tới Tống Trạch sau lưng. Tống Trạch thấy vậy, chú ý tới Chu Thiên Thần ma thương phẩm cấp, thở ra một hơi. Cười như điên nói, thiếu chút nữa bị ngươi hù được, mới vừa rồi khí thế ngược lại để cho ta nghĩ tới thượng cổ một vị cường giả, suýt nữa cầm bổn tôn đều phải hù chết hà, nhưng mà, loại cấp bậc này trường thương, hữu dụng không? Rốt nát đồ, nếu như bổn tôn thân phận thật sự, như thế dễ dàng bị tiêu diệt mà nói, ngươi lấy là bổn tôn còn có thể sống đến hiện tại sao? Cho dù là chí dương lực, trừ tà lực, đều không cách nào tiêu diệt bổn tôn, chỉ bằng ngươi rác rưởi kia trường thương, có thể làm à? Ở bổn tôn xem ra, bất quá là một cười nhạo mà thôi. Ngay tại lúc này, Chu Thiên Thần ma thương biến thành màu máu cầu vòng, đánh trúng Tống Trạch thân phận thật sự. Thời gian, phảng phất có chốc lát ngừng. Nguyên bản, vẫn còn ở cười như điên Tống Trạch, vậy gần như trong suốt, hư ảo gương mặt bên trên. Nhưng là bỗng nhiên hiện ra một cổ vô cùng chân thật sợ hãi ý. Cái này Chu Thiên Thần ma trên ý vận, là cái gì? Liền vào giờ khắc này, Chu Thiên Thần ma thương võ đạo phù văn, ánh sáng rực rỡ lớn thả, tựa như hóa thành một cái hắc động vậy, điên cuồng cắn nuốt Tống Trạch vậy gần như bất diệt thân phận thật sự. Đây là thiên ma diệt hồn mũi tên. Không thể nào, ngươi chẳng lẽ là... Tống Trạch thân thể run rẩy, vặn vẹo. Phát điên vậy, liều mạng muốn chạy trốn vậy trường thương chiếm đoạt. Thiên ma diệt hồn mũi tên, nhưng mà hắn trên đời gian sợ nhất tồn tại à. Chuôi này trường thương mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng... đạo vận nhưng là lăng thiên mũi tên thần. Tống Trạch lúc này, nơi nào còn có cái gì thượng cổ mười sát đứng đầu, kinh thế ác quỷ hình dáng. Đã tuyệt vọng, sợ hãi đến hỏng mất à. Một cái hô hấp sau đó... cái này tồn tại ở truyền thuyết bên trong, gần như bất diệt thượng cổ quỷ vương, liền hoàn toàn bị thiên ma diệt hồn mũi tên cắn nuốt, từ thế gian biến mất, không có để lại một chút dấu vết. Diệp thần tay một chiêu, đem Chu Thiên Thần ma thương thu hồi, tự nhủ cảm ơn tiền bối. Kim Thiên Ngạc, Dương Xích Nguyên hoàn toàn si ngu. Tống Trạch, chết. Chết được không thể chết lại. Diệp thần bóng người, trong nháy mắt ở trong mắt của bọn họ. Đổi được vô cùng cao lớn lên, tựa như tay cầm mưa gió, quân lâm mặt đất thiên thần vậy à. Bất kỳ không thể nào, ở người thanh niên này trước mặt, tựa hồ, đều là không tồn tại. Hắn giống như những cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong cường giả vậy, có đem không thể nào hóa là có thể lực lượng. Một giây kế tiếp, Diệp thần ngã xuống, hoàn toàn ngất đi. Hắn quá mệt mỏi. Kim Thiên Ngạc, Dương Xích Nguyên hai người nhìn nhau. Trực tiếp đỡ Diệp thần, hướng trong thần cực tông đi. Mười mấy ngày sau đó, thiên đạo cung. Một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao. Chùm tia sáng đâm rách thương khung, vô tận đám mây phun trào. Nháy mắt bây giờ, lại hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy này hơi thở tựa như có thể diệt thế. Đi đôi với một đạo kinh thiên long ngâm, một mảnh yên tĩnh. Thiên đạo cung bên trong. Một cái bàn nằm ở trên thần long người đàn ông mở mắt ra. Trong mắt bên trong hàm chứa cực mạnh uẩn ý và uy nghiêm. Tựa như một cái ánh mắt là được tan biến vạn vật. Hắn ngưng mắt nhìn trước người một khối luân hồi huyền bi, lẩm bẩm nói. Xem ra lần này nhân họa đắc phúc, nhân quả nhuốm máu trận thất bại, ngược lại là cho ta rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng tu vi tiến thêm một bước. Phỏng đoán muốn không được bao lâu. Ta liền có thể phá ra Diệp gia và những tên kia bảy cấm chế. Mà ngay lúc này, Viêm Thiên Long thần lên tiếng, Hiên Viên Mặc Tà, mấy ngày nay, thần quốc rất nhiều dị biến. Cái này đối với chúng ta mà nói không phải có lợi tin tức. Hiên Viên Mặc Tà tròng mắt híp lại, nhàn nhạt nói, người nói đúng Nguyệt Hoàn dị tượng đi, cái này dị tượng ta đã biết là ai mở ra. Viêm Thiên Long thần ngẩn ra, người biết là ai? Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, những thiên ma đó cuối cùng là muốn kéo nhau trở lại à.
thần quốc từ viễn cổ bắt đầu, chính là một bàn rắc rối phức tạp cờ. Cuộc cờ lúc ban đầu do Diệp Gia nắm trong tay, nhưng mà Diệp Gia quyền lợi thực sự quá lớn, hắn không chỉ có nắm trong tay thần quốc, lại là nắm trong tay thượng giới lực lượng thần bí. Như bánh xe hồi đứng đầu muốn để cho thần quốc, muốn cho vạn giới yên lặng tới sâu, lại nữa có chiến tranh và tước đoạt. Muốn để cho thế gian không có lấn áp, muốn dùng cái gọi là luật pháp trói buộc hết thảy võ giả. Đây quả thực là thiên đại cười nhạo. Võ đạo thế giới, vốn là mạnh hiếp yếu, còn muốn lấy mình lực lượng, nắm trong tay hết thảy. Ngu muội, mấu chốt, cái này cường đại dã tâm, chạm đến một số người ích lợi. Bất quá, ta những ngày qua bế quan, nhớ lại đã từng là sự việc, luôn cảm giác vị kia luân hồi đứng đầu chết, có chút kỳ hoặc. Giống như hắn tử vong, ở hắn dự liệu bên trong. Chân thực không nghĩ ra. Viêm Thiên Long thần hơi treo lên, kinh ngạc nói, người phát hiện cái gì? Thiên Viên Mặc Tà lắc đầu một cái, không có, bất quá, ta muốn phái người đi thứ nhất thần quốc Diệp Gia Di chỉ đi xem. Nói không chừng, nơi đó có thể phát hiện cái gì? Mà vào thời khắc này, Viêm Thiên Long thần ngưng trọng thanh âm vang lên, Thiên Viên Mặc Tà, ta cảm thấy trước lúc này, phải phái người đi một chuyến Cửu Thiên Thần Long Điện. Ta cảm giác, nơi đó có một cổ cực hạn lực lượng muốn hạ xuống. Cái này làm cho ta ở trong sâu thẳm cảm giác được sợ hãi. Thiên Viên Mặc Tà thần sắc biến đổi, do dự mấy giây, gật đầu một cái, được. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là từ trên giường mở mắt ra. Hắn chợt ngồi dậy, từng ngụm hô hấp. Nhìn trước mặt chúng nữ, Diệp Thần kinh ngạc nói, ta ở thần cực tông nán lại bao lâu? Sở Doanh vội vàng trả lời, Diệp Thần, người hù giết chúng ta, người đã hôn mê 15 ngày. Nếu như không phải là trưởng môn nói ngươi không ngại, chúng ta cũng dự định. Còn nữa, ngươi lúc hôn mê, thật giống như đột phá mấy phần. Diệp Thần hơi kinh ngạc, hắn nhìn lướt qua tự thân. Quả nhiên, cảnh giới đã đột phá đến Trảm Ách tầng 5 thiên. Chẳng lẽ là bởi vì lúc ấy Lăng Thiên mũi tên thần khống chế mình thân thể thả ra một mũi tên? Chờ một chút. Diệp Thần nghĩ tới càng nghiêm trọng hơn sự việc. Mình lại hôn mê 15 ngày. Diệp Thần con người co giúp một cái, lập tức đứng dậy. Hắn và cực sát chi quốc ước định chính là 15 ngày. Cái này 15 ngày, sợ rằng Diệp Lăng Thiên hẳn đột phá xong rồi. Cũng không biết Diệp Lăng Thiên thế nào. Diệp Thần liền vội vàng đứng lên, và chúng nữ đơn giản trao đổi mấy phần, rồi sau đó chính là mang Kim Thiên Ngạc hướng cực sát chi quốc đi. Cực sát chi quốc. Diệp Thần quen việc dễ làm đi tới Diệp Lăng Thiên bế quan đột phá chi địa. Du Tuyền Nhi đã ở cửa chờ. Diệp công tử, ngày cuối cùng cũng tới. Du Tuyền Nhi thanh âm lại có chút nóng nảy. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, thế nào? Chẳng lẽ cực sát chi quốc xảy ra chuyện? Du Tuyền Nhi lắc đầu như trống lắc vậy, Diệp công tử, hắn rốt cuộc là ai à? Cái này 15 ngày, cực sát chi quốc sinh ra 27 lần chấn động. Động đất chập chờn cực kỳ lớn, nếu không phải hơn vị thánh sứ cùng nhau trấn áp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Bất quá cũng may, trước đây không lâu, chấn cảm liền biến mất. Ta sợ trì hoãn bên trong tiên sinh đột phá, vẫn không có đi vào. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp đẩy cửa ra. Làm đẩy cửa ra thời điểm, một cổ hoang cổ ý đập vào mặt. Coi như Diệp Thần chuẩn bị kỹ càng, cũng là không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Thật là bá đạo hơi thở. Mà cách đó không xa, một cái to lớn người đàn ông hướng Diệp Thần đi tới. Chính là Diệp Lăng Thiên. Để cho Diệp Thần kinh hãi phải, Diệp Lăng Thiên trên người bây giờ lại lưu chuyển hỗn độn ý. Diệp Lăng Thiên lại Trảm Ách đỉnh phong. Trong cảnh giới đã vượt qua mình. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Điện chủ. Diệp Lăng Thiên quỳ một chân xuống, quanh thân lưu chuyển hoang cổ ý. Lăng Thiên, người hơi thở. Diệp Thần kinh ngạc nói. Diệp Lăng Thiên lộ ra một đạo nụ cười, ta cũng không biết tại sao, nhưng là ta cảm giác và vậy tuyệt địa bia đá giấu tay có liên quan. Tổ tiên khí vận càng sâu. Hơn nữa ta hoang cổ huyết mạch có chút đặc thù, từ mang hoang cổ ý, có thể câu thông viễn cổ tổ tiên lực lượng. Lúc này mới đột phá nhanh như vậy. Còn nữa. Ta cảm giác bây giờ có thể đánh một trận hỗn độn nhất tầng thiên cường giả.
Cái này hoang cổ thần mạch quá đáng sợ. Nghe tổ tiên nói, đây là Lăng Thiên gia tộc bảo vệ Diệp gia lớn nhất dựa vào. Chỉ tiếc, ta biết điện chủ đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, ta còn chưa đủ cách. Bất quá, ta có biện pháp thay đổi mạnh hơn. Diệp thần con ngươi híp lại, ngươi nói, ngươi còn có thể trở nên mạnh mẽ. Ta trước thừa kế tổ tiên trí nhớ thời điểm, trừ hoang cổ thần mạch có thể nâng cao ta thực lực bên ngoài, còn có một loại biện pháp. À, nói nghe một chút. Cái biện pháp này chính là hấp thu tổ tiên tín ngưỡng lực, thông qua đối với từ trước tỏa ra ở thất đại thần quốc trong biên giới miếu thờ ở giữa tổ tiên tượng thần, có thể hấp thu được tổ tiên tín ngưỡng lực, lấy này để đề thăng thực lực. Diệp thần trầm tư một chút, bây giờ Diệp Lăng Thiên có lẽ có thể chống lại hỗn độn nhất tầng thiên cường giả, nhưng là đối với trợ giúp của mình vẫn là quá nhỏ, nếu như có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, đối với mình trợ giúp cũng không giống nhau. Hắn cần Diệp Lăng Thiên mạnh mẽ. Những thứ này miếu thờ cũng ở địa phương nào? Trí nhớ quá hỗn loạn, chỉ nhớ thứ một ngôi miếu hình như là ở đây, ở Hiên Ma Sơn Đỉnh. Nhớ lại trí nhớ lúc trước, thật giống như đối với Diệp Lăng Thiên có gánh nặng rất lớn, hồi lâu mới nói ra cái địa danh này. Hiên Ma Sơn sao? Nếu như Diệp thần nhớ không lầm, nơi này hẳn là Hiên Viên gia tộc bản đồ bên trên, cho tới nay bị Thiên Đạo Cung người canh giữ trước. Trăm ngàn năm qua cho tới bây giờ không có bất kỳ người đi vào. Không nói có người phòng thủ, ở vùng lân cận lại là có Hiên Viên Mặc Tà chỗ ở Hiên Viên gia tộc trấn giữ, bên trong có hỗn độn cảnh lão tổ tồn tại, thực lực không phải chuyện đùa. Diệp thần suy tư một phen, liền đối với Diệp Lăng Thiên nói, ta biết, chuẩn bị thật tốt, ba ngày sau, chúng ta đi sẽ một lát cái đó Hiên Ma Sơn. Diệp Lăng Thiên kích động nói. Diệp thần vốn dự định mang Kim Thiên Ngạc đi Hiên Viên Thành, cũng không ngờ Kim Thiên Ngạc muốn về lại một lần ban đầu và Diệp thần gặp nhau địa phương, xử lý xong một ít chuyện tình. Diệp thần tự nhiên đáp ứng, bất quá hắn cũng không có để cho Kim Thiên Ngạc xử lý xong sự việc sau đó đi Hiên Ma Sơn tìm kiếm mình, mà là để cho hắn trước canh giữ ở Thần Cực Tông. 15 ngày trước sự tình phát sinh, vẫn là trí nhớ như mới. Thần Cực Tông cần cường giả bảo vệ. Ba ngày sau, Hiên Viên Thành, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người vào thành, liền tìm người hỏi thăm. Nghe được đủ loại Hiên Ma Sơn truyền thuyết, trong đó nhất là đáng tin chính là nghe nói nơi đó từng là một cái cường đại gia tộc chỗ tu luyện, nhưng là ở phía sau tới đắc tội nhân vật nào, gia tộc biến mất, sau đó chỗ này chỗ tu luyện liền hoa phân làm cấm địa. Cái này mạnh gia tộc lớn, hẳn chính là Diệp gia. Mà làm Diệp thần hai người tiến vào Hiên Viên gia tộc nơi quản lý Hiên Viên thành sau đó, ở phủ thành chủ phương hướng, một cái cụ già bất an mở hai mắt ra, phân phó xuống nhân đạo tăng cường Hiên Ma Sơn người. Lão tổ. Gần đây không biết chuyện gì, hắn luôn có một loại ngồi lập khó an cảm giác, thật giống như có nguy hiểm gì muốn hạ xuống Hiên Viên thành, cho nên liền không yên lòng phân phó. Nhưng mà tỉ mỉ suy diễn một lần, nhưng lại không tìm được bất kỳ thiên cơ. Cái này thì kỳ quái, thăm dò một phen không có kết quả sau đó, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha. Hiên Viên Thành mặc dù hết sức phồn vinh, thành khu lại là khổng lồ dị thường, bất quá Diệp thần hai người cũng không vội, bởi vì nơi này có chuyên môn phi thuyền, có thể nhanh chóng bay đi khoảng cách Hiên Ma Sơn gần đây Hiên Ma Thành. Làm đi tới Hiên Ma Thành lúc đó, Diệp thần trong lòng sợ hãi cũng là càng ngày càng rõ ràng, hắn sở dĩ không tiếc mạo hiểm cũng phải đi tìm một chút tượng đá. Chính là bởi vì có lẽ có thể trợ giúp hắn tìm được luân hồi đứng đầu một ít dấu vết. Hiên Ma Sơn cao vút trong mây, cắm thẳng vào nhập trên bầu trời, đám mây cũng chỉ là bao trùm ở Hiên Ma Sơn giữa sườn núi, cực kỳ thần bí, để cho người không nhịn được sinh lòng hướng tới, nhưng là do Hiên Viên gia tộc nắm tay cấm địa, vì vậy, coi như hiếu kỳ đi nữa, cũng không có ai dám đi khiêu chiến bọn họ uy nghiêm. Đối phó những thứ này cái gọi là trọng binh nắm tay. Diệp thần cũng chính là ha ha cười một tiếng, dễ dàng liền mang theo Diệp Lăng Thiên chui vào Hiên Ma Sơn, những thủ vệ kia căn bản cũng không có phát hiện Diệp thần. Cũng không có tư cách phát hiện Diệp thần. Từ chân núi đến đỉnh núi tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, mỗi lần trước bậc thang, không gian thì càng vững chắc một phen, tựa hồ là vì phòng ngừa đại năng cường giả cầm nơi này không gian đánh nát. Xem ra từ trước Diệp ra, cường giả lớp lớp xuất hiện à. Lần này bút tích, tất nhiên là vô số hỗn độn cảnh cường giả thậm chí còn thiên thần cảnh cường giả hợp lực kết quả,
không nghĩ tới cái này nhóm cường giả vậy cam tâm tình nguyện đi theo luân hồi đứng đầu, Diệp Thần đối với Diệp Lăng Thiên tổ tiên lại là sinh lòng kính nể tình. Người nào lại dám xông vào Hiên Ma Sơn? Đột nhiên, một cái chảm ách đỉnh phong cường giả tay cầm một cái cự kiếm, chấn giữ ở Hiên Ma Sơn đỉnh, dò xét bốn phía, thấy Diệp Thần hai người, lúc này liền là quát lên. Giữa lúc Diệp Thần muốn thời điểm xuất thủ, Diệp Lăng Thiên nhưng là đã làm dùm. Man Hoang Thần Quyền. Diệp Lăng Thiên trong quả đấm có kim quang tách thả ra, hội tụ giữa trời đất vô số man hoang chi khí, thế đại lực trầm một quyền đột nhiên đánh ra, mục tiêu chính là ngồi đứng ở cao nhất trên bậc thang chảm ách đỉnh phong cường giả. Trung niên cường giả nhìn hờ hững, cự kiếm kiếm khí ở trước mặt tạo thành một cái tấm thuẫn, thầm nói, hai cái chính là chảm ách cảnh, cũng không biết dùng thủ đoạn gì phối hợp đến trên núi này tới. Bằng vào hắn tu vi, nghiền ép cái này cùng tên yếu không khác nào nghiền chết một con kiến. Nhưng mà làm man hoang thần quyền ép tới gần thân thể của hắn thời điểm, một cổ dung chuyển thiên địa quyền pháp tấn công tới, cũng như vô số nhọn đồ sắc bén liền hướng trên người hắn cắt rời, lực lượng còn chưa tới, hắn cũng đã nhận ra được nồng nặc nguy hiểm. Không tốt, làm nhận ra được thời điểm không đúng, đã quá muộn, thần quyền đánh nát cự kiếm, trực tiếp cầm tên này chảm ách cảnh đỉnh cấp người trung niên cho nổ thành hư không. Diệp Thần gật đầu một cái, xem ra huyết mạch ngươi quả thật không tệ, xưa không bằng nay, đi thôi. Nếu là có người nghe được Diệp Thần lời này, phỏng đoán cầm đều phải rớt xuống, một cái chảm ách đỉnh phong dễ như trở bàn tay tiêu diệt cùng cảnh cường giả, cái này là không tệ. Đây cũng là thiên tài trong thiên tài, dĩ nhiên, so với Diệp Thần cái này loại có thể sánh vai hỗn độn cảnh chiến lực mà nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là một câu cũng không tệ lắm. Tiếp tục đi lên. Hai người không hoa bao lâu liền đứng ở Hiên Ma Sơn đỉnh, đi xuống mắt nhìn xuống, xuyên thấu qua tầng mây, có thể thấy được chỉ còn lại một con kiến lớn nhỏ Hiên Ma Thành, cao độ cao, để cho hai người tựa như đem khắp thiên hạ thu hết vào mắt vậy. Chỉ bất quá hai người không có tiến hơn một bước, bởi vì trước mặt có một đạo cực mạnh trận pháp bảo vệ. Trận pháp này giống nhau tồn tại ở thượng cổ, không cho phép thế gian người bất kỳ đến quấy rầy. Diệp Lăng Thiên chau mày, điện chủ, trận pháp này. Thật giống như trở cách chúng ta, sợ là chúng ta vào không được. Nhưng mà Diệp Thần nhưng là lộ ra một đạo nụ cười, chụp chụp Diệp Lăng Thiên bả vai, nói tới trận pháp, ta đây là biết một cái chuyên nghiệp nhất tồn tại. Diệp Lăng Thiên nhướng mày một cái, chuyên nghiệp tồn tại. Một giây kế tiếp, một đầu đỏ xanh tia sáng cự thú xuất hiện ở trước mặt hai người. Không phải người khác, chính là Tiểu Hoàng. Giờ phút này, Tiểu Hoàng quanh thân lưu chuyển hỗn độn hơi thở, cực kỳ khủng bố. Phá trứng sau Tiểu Hoàng, tu vi lại đang luân hồi mộ địa không ngừng phi thăng. Tiểu Hoàng, người có thể đem trận pháp này nuốt vào sao? Diệp Thần nói. Tiểu Hoàng lộ ra dữ tợn răng nanh, không nói nhảm một câu, trực tiếp hướng trận pháp phóng tới. Đỏ xanh ánh sáng lóng lánh đến mức tận cùng. Nháy mắt tức thì. Vậy thượng cổ trận pháp lại bị rất miễn cưỡng cắn bể một cái chỗ rách. Coi như Diệp Thần có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị giật mình. Cái này Tiểu Hoàng chẳng lẽ là cái gọi là chiếm đoạt trận pháp thì trở nên mạnh. Theo Tiểu Hoàng tiến vào, cửu trọng đại trận bất ngờ xuất hiện ở hai người trước mắt, đại trận hấp thu thiên địa đại thế, cơ hồ là thuận thế mà là, đủ để nhìn ra người bày trận ở trận pháp một đạo lên thành tựu rất cao. Là ai? Lại dám xông vào cấm địa. Làm Tiểu Hoàng bắt đầu phá cái này hiên viên sát trận đồng thời, núp ở Hiên Ma Sơn mấy đạo thân ảnh đều là cả kinh, rối rít chạy tới, Diệp Lăng Thiên nhìn chăm chăm vừa thấy, bất ngờ là năm vị hỗn độn cảnh sơ kỳ ông già. Không nghĩ tới, hiên viên gia tộc đối với nơi này còn rất xem trọng sao, lại phái nhiều người như vậy tới. Diệp Thần khẽ mỉm cười, không quan tâm chút nào hai bên to lớn cảnh giới chênh lệch. Bọn họ giết hiên viên đình, cầm cái này hai cái tự tiện xông vào cấm địa người chém giết. Cầm đầu hiên viên gia tộc lão người mở miệng nói, coi như hai người cảnh giới không cao, nhưng năm người vẫn là có bao vây khuynh hướng, chút nào không lưu tay đối với hai người mở ra sấm sét sát thức. Đột phá chảm ách tầng 5 thiên diệp thần, chỉ cảm thấy được trước kia vô cùng cường đại hỗn độn sơ kỳ, hiện tại ở hắn trong mắt nhưng quá yếu, yếu đến liền mình nhất kích cũng không cách nào ngăn cản. Sát ý lãnh vực, mở. Ở Diệp Lăng Thiên cùng với năm tên hỗn độn sơ kỳ ánh mắt kinh hãi,
Diệp Thần sát ý lãnh vực trong nháy mắt liền đem bọn họ toàn bộ cho bao phủ ở bên trong, vô số sát ý từ trong không khí bay lên, tung lên ngập trời chi sóng. Oanh! Sát ý cuộn sạch, năm người mở ra mình phòng ngự mạnh nhất, hỗn độn sơ kỳ tu vi toàn lực bùng nổ, trong phút chốc sẽ để cho Diệp Lăng Thiên vậy cảm giác được áp lực. Nếu như một người hỗn độn sơ kỳ hắn có lẽ còn có thể đấu một trận, nhưng là năm tên, thua nhất định là hắn. Có thể cái này làm cho hắn cảm nhận được áp lực năm tên hỗn độn sơ kỳ, nhưng ở Diệp Thần sát ý lãnh vực bên trong khổ khổ vùng vẫy, phòng ngự không ra một hơi thở thời gian liền bị thiêu hủy đinh điểm không dư thừa, thể xác trực diện cái này vô tận sát ý, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho đến năm tên hỗn độn sơ kỳ hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa, Diệp Lăng Thiên cả người còn chưa phục hồi tinh thần lại, đối với hắn mà nói, Diệp Thần cho hắn đánh vào thật sự là quá lớn. Cái này, nguyên bản hắn lấy là Diệp Thần mạnh mẽ tới từ luân hồi đứng đầu, hiện tại mới rõ ràng, hắn không chỉ có luân hồi đứng đầu truyền thừa, bản thân chính là một cái yêu nghiệt, hỏi dò ai có thể chạm ách tầng năm thiên liền giết trong chớp mắt năm tên hỗn độn sơ kỳ, Diệp Thần cầm những thứ này không thể nào cũng thay đổi là sự thật. Còn đứng ngây ở đó làm gì, trận pháp đã phá, đi thôi. Ngươi cũng không muốn xem ngươi tổ tiên dáng vẻ. Lúc này, vậy cửu trọng trận pháp tất cả đã bị tiểu hoàng phá, đối với trận pháp, trời xanh liền bị tiểu hoàng khắc chế, đối với lần này, Diệp Thần sớm đã thành thói quen. Thân mật sờ một cái tiểu hoàng đầu, sau đó đem nó thu vào không gian, hai người tiếp tục đi về trước thăm dò. Mà đang ở trận pháp hoàn toàn bị phá thời điểm, xa ở thiên đạo cung Hiên Viên Mặc Tà cặp mắt mở ra. Thằng nhóc kia lại đi nơi nào? Hiên Viên Mặc Tà đứng lên suy nghĩ một chút. Rất nhanh liền phân phó, mau dùng truyền âm phù, để cho trấn giữ Hiên Ma Thành ba vị lão tổ cùng với 10 tên ẩn núp cường giả ra tay, nhất định phải đem xông vào Hiên Ma Sơn người cho giết chết. Diệp Thần hai người tiến về trước, phát hiện toàn bộ Hiên Ma Sơn đỉnh có đếm không hết di tích hài cốt, liếc nhìn lại, hiện ra hết thê lương vẻ, một ít nhà cửa thậm chí lấy tay phủ một cái sờ, liền biến thành bụi bặm bay về phía phương xa. Mà ở di tích bên trong, Diệp Lăng Thiên thấy được một bộ bảng hiệu, nhận ra phía trên chữ cổ, chính là viết lá chữ, xem tới nơi này đúng là ban đầu Diệp gia. Bất quá cái này Diệp gia không phải Diệp Thần Diệp gia, mà là Diệp Lăng Thiên chỗ ở dòng thứ Diệp gia chi địa. Chỗ này, từng là dòng thứ Diệp gia chỗ tu luyện. Bước qua một mảnh phế tích, ngay sau đó hai người thấy được một cái nhà hoàn chỉnh kiến trúc, chỗ tòa này tựa như miếu thờ kiến trúc hoàn hảo không rảnh. Tựa hồ coi như là thời gian vậy chút nào không thể dao động nơi này chút nào. Đi qua lâu như vậy, còn có thể gìn giữ tốt như vậy, không đơn giản. Nơi này, hẳn chính là Diệp Lăng Thiên nói miếu thờ, bên trong hẳn chính là có Diệp Lăng Thiên tổ tiên tượng thần. Cuối cùng đã tới. Diệp Lăng Thiên có chút kích động, tổ tiên đời đời đơn truyền, rất nhiều năm xuống, cũng sớm đã thất truyền rất nhiều tin tức, nhưng là vĩnh viễn có một cái là mỗi một cái Diệp gia hậu bối phải nhớ. Bảo vệ luân hồi đứng đầu. Đây tuyệt không phải một cái khẩu hiệu, đây là Diệp Lăng Thiên gia tộc tín niệm chỗ. Diệp Thần đi lên phía trước, nhưng phát hiện vô luận đi bao lâu, gần ngay trước mắt miếu thờ thì là không thể vào bước vào đi, tựa hồ có một loại lực lượng ở từ trong cản trở. Đây là tổ tiên sử dụng một loại cấm chế, chỉ có ta máu tươi mới có thể đi vào. Nói xong, Diệp Lăng Thiên trước tiên trước bước ra một bước. Đồng thời trong tay bắn ra hai giọt máu tươi nhỏ vào phía trước cấm chế, vô hình cấm chế liền biến mất, hai người thuận lợi tiến vào. Cấm chế mới vừa biến mất, miếu thờ bên trong liền đập vào mặt khí tức thần thánh, thật giống như có một tôn thần Phật cung phụng ở bên trong, để cho người không nhịn được sinh lòng tôn kính tình. Ban đầu Diệp gia tổ tiên đi theo luân hồi đứng đầu chinh chiến thiên hạ, vì vậy bị vô số người triều bái, tượng thần cũng có tín ngưỡng lực. Diệp Lăng Thiên một bên đi vào trong, vừa hướng Diệp Thần nói. Xuyên qua một bằng phẳng đại đạo, bước lên 4 tầng 19 nấc thang, hai người đứng ở miếu thờ trước, nhìn về phía trước, nhưng mà nơi đó cũng không phải là chỉ có Diệp gia tượng đá, tổng cộng có 2 tôn bất đồng tượng thần. Cái này một tôn, là ban đầu luân hồi đứng đầu sao? Diệp Lăng Thiên còn chưa nói, Diệp Thần cũng đã từ bên phải tượng đá lên cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, loại khí tức đó. Và ban đầu ở Cửu Thiên Thần Long Điện trong bí cảnh nhìn thấy tượng thần hơi thở giống nhau như đúc. Chỉ bất quá nơi này yếu ớt mấy phần. Tượng đá hai tay chắp sau lưng,
Quanh thân tựa hồ đang phác họa một cái huyền diệu phù văn, để cho Diệp Thần cảm thấy kinh hãi, nhưng là luân hồi đứng đầu thân thể, tựa hồ bị một đạo kinh thiên kiếm ý cho đâm thủng. Đúng vào lúc này, Diệp Thần cảm giác quanh thân truyền tới một hồi mơ hồ đau, mà đau đớn địa phương, tựa hồ chính là luân hồi đứng đầu bị một kiếm đâm thủng qua địa phương. Đời trước luân hồi đứng đầu, chính là chết như vậy sao? Coi như qua dù sao cũng năm, coi như bị hủy tượng thần, Diệp Thần loáng thoáng có thể từ tượng thần lên thấy ban đầu nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt luân hồi đứng đầu, đứng ở chúng sanh đỉnh, khiêu chiến vạn giới, để cho chúng sanh thần phục tư thái cao ngạo. Như vậy ngạo tuyệt thiên hạ, người nào dám cùng ta đánh một trận vô địch cùng cô quạnh, cũng sâu đậm để cho Diệp Thần rung động, bất quá hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn vậy sẽ biến thành như vậy tồn tại. Coi như là bất bại thần, cũng có thể đánh một trận. Vào giờ khắc này, Diệp Thần ý chí chiến đấu sôi sục, hai tròng mắt như tinh thần vậy sáng chói, không sợ hết thảy nhìn thẳng phía trước, lại là một loại tim chi lĩnh ngộ. Ngay tại Diệp Thần sửng sờ để gặp, Diệp Lăng Thiên một bước tiến lên trước, bất ngờ xuất hiện ở Diệp Lăng Thiên tổ tiên vậy tôn thần xem trước mặt, mặc dù không có luân hồi đứng đầu tượng thần như vậy rung động, nhưng vậy hết sức uy hiếp nhân tâm. Rồi sau đó, Diệp Lăng Thiên trực tiếp quỳ bái tại liền Diệp gia tổ tiên tượng thần trước mặt, rất cung kính dập đầu. Vo ve, ánh sáng phun trào, một đạo hư ảnh bắt đầu ở trước tượng thần ngưng tụ, không bao lâu, liền có một đạo người khoác chiến giáp to lớn hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người, sau đó đóng chặt ánh mắt chậm rãi mở ra. Đã bao nhiêu năm? Lời nói gian, có vô tận tang thương, hắn sao biết được hiểu bên ngoài Diệp gia đã hóa là một đoàn tiếp xúc tức diệt phế tích. Mở hai mắt ra, thấy được Diệp Thần ngay tức thì, hư ảnh liền quỳ một chân, thi lễ một cái, nói, bái kiến luân hồi đứng đầu. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mặt hư ảnh, ngược lại là không có nghi ngờ, cánh tay duỗi một cái, đứng lên đi. Mình đời trước thành tựu luân hồi đứng đầu. Hư ảnh thấy mình, đúng là nên thi lễ. Ừ, coi như là Diệp Thần hôm nay chỉ có chạm ách tầng 5 thiên tu vi, hư ảnh vậy không chậm trễ chút nào. Diệp Thần suy nghĩ một chút, hỏi, người có thể biết cái này tôn luân hồi đứng đầu tượng thần vết thương là chuyện gì xảy ra? Đây là Diệp Thần lớn nhất nghi ngờ. Cái này, luân hồi đứng đầu trước đã thông báo, không để cho thuộc hạ nói cho ngài. Có ít thứ, quá sớm biết, đối với ngài không phải chuyện tốt. Luân hồi đứng đầu, đã chết chi giá phải trả bố trí, bất kỳ một người nào khâu đều không thể bị lỗi. Diệp Thần cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, dẫu sao liên quan đến thượng cổ sự việc, vậy không nên cưỡng cầu. Nhưng là hắn mơ hồ đoán được cái gì? Trong trí nhớ, mình đã từng thấy qua một nơi bích họa mơ hồ bây giờ chính là mình, mà mình sau lưng bị một người cô gái xuyên thấu một kiếm. Người phụ nữ này không biết thân phận, không biết lai lịch. Chẳng lẽ và đời trước chết có liên lạc? Diệp Thần thần sắc ngưng trọng. Tiếp tục nói, ngươi có thể không nói cho ta luân hồi đứng đầu chết, nhưng ta chỉ muốn xác định, đời trước chết nhưng mà bởi vì là một người cô gái. Lời này vừa nói ra, hư ảnh kia thần sắc biến, không nói gì. Nhưng ở Diệp Thần xem ra, đây cũng là câu trả lời. Quả nhiên, đời trước mình chết, bởi vì là một người cô gái. Còn như người phụ nữ này là ai, vậy hắn có đầy đủ thời gian điều tra. Hư ảnh chẳng ngờ lại quá nhiều tiết lộ, ánh mắt nhìn về phía cái này thế gian duy nhất còn sót dòng thứ Diệp gia tiểu bối Diệp Lăng Thiên, nói, Diệp Lăng Thiên nghe lệnh, tiếp theo ta sẽ đem tất cả tín ngưỡng lực truyền bá đến ngươi trên mình, quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng muôn ngàn lần không thể hôn mê, nếu không sẽ công dã tràng. Cảm ơn tổ tiên. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái. Bọn họ bây giờ thời gian rất chặt. Sớm ở phá vỡ trận pháp một khắc kia. Diệp Thần liền đoán được Hiên Viên Mạc Tà đã phát hiện, sợ rằng hiện tại phải phái cường giả tới vây quét mình. Cho nên nói chỉ có thể bắt chặt thời gian hấp thu cái tín ngưỡng lực này, tự cựu sự việc đến khi tìm được khác miếu thờ thời điểm cũng không muộn. Nhưng mà đền bên ngoài, ba tên hỗn độn cảnh 7 tầng thiên Hiên Viên gia tộc đóng đời lão tổ mang 10 tên thức tỉnh cổ thần thể cường giả đem nơi này xúm lại. Vô tận sát ý phun trào. Người nào dám can đảm xông vào thiên đạo cung cấm địa, đi ra nhận lấy cái chết. Ba vị hỗn độn lão tổ cũng không biết là Diệp Thần ở bên trong, còn tưởng rằng là một vị hỗn độn cảnh cường giả cứng rắn xông tới. Lúc này hô lớn, trong thanh âm ẩn chứa hỗn độn lực,
vốn là nên đưa tới núi lở đất mòn sóng âm nhưng ở đạo quan bên ngoài bị lực lượng thần bí ngăn trở. Diệp Lăng Thiên thần sắc biến, vừa nhớ tới thân, Diệp Thần nhưng là đè xuống Diệp Lăng Thiên, tiếp theo giao cho ta. Diệp Thần để cho Diệp Lăng Thiên an tâm hấp thu tín ngưỡng lực, mình đi ra ngoài ngăn trở những người này. Đây là thuộc về Diệp Lăng Thiên cơ duyên. Diệp Lăng Thiên mạnh, thì cùng với mình mạnh. Làm Diệp Thần bước ra nháy mắt, ba vị hỗn độn cảnh lão tổ hơi ngẩn ra, để cho mình ba người xuất động nhân vật lớn, chính là trước mắt cái này Trảm Ách tầng 5 thiên tiểu tử. Thấy một màn này, 10 vị thức tỉnh cổ thần thể một vị trong đó cường giả, quanh thân lưu động màu xanh phù văn, đi về trước đạp một bước, nói cái này cùng đối thủ, không đáng giá được lão tổ cửa ra tay, liền do ta làm dùm đi. Sau đó liền cười lạnh hướng Diệp Thần ép tới gần, trong tay cầm chính là một cái tản ra khí tức uy nghiêm thiên đạo cung vũ khí, phía trên có một bộ phận thiên đạo lực, nói chính là con kiến hôi cũng dám xông vào nơi này, thật đúng là chán sống. Nếu không biết phải trái, đời sau tái hảo hảo nhận biết đường, nơi nào nên đi, không cần lại còn người dạy chứ. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, cười nhạt nói, những lời này nguyên si bất động vẫn còn cho ngươi. Thằng nhóc, tự tìm cái chết. Thiên đạo vũ khí lên thiên đạo lực bắt đầu sử dụng, kiếm trong tay hắn lên như có lôi hồ đang không ngừng quấn quanh, vậy là có thể để cho vạn vật sinh linh cũng cảm thấy sợ trời phạt sét đánh. Ra tay nhất kích, đương nhiên là muốn dứt khoát, cũng tốt ở lão tổ cửa trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Diệp Thần. Một cái căn bản không có thể theo lẽ thường độ chi người. Nam tử càng ngày càng gần, trời phạt sét đánh đã mở ra. Lấy tỷ võ khí nhanh hơn lên gấp mấy lần tốc độ trước một bước đánh phía Diệp Thần. Đi chết! Chàng trai trên mặt lộ ra dữ tợn, ở hắn trong mắt, Diệp Thần sợ là căn bản còn chưa kịp phản ứng. Thôi, vì Diệp Lăng Thiên, ta liền ra tay một lần. Sát kiếm hiện thế, Diệp Thần ôn hòa mặt toàn bộ hóa là lạnh lùng, nhàn nhạt khạc ra mấy chữ, chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Kiếm quang chớp mắt, huyết quang sôi trào. Cự lực mãnh liệt, chân võ ý bộc phát ra. Không phản ứng kịp người kia, nhưng cũng không phải là Diệp Thần. Cuồng bạo võ đạo ý đánh vào hết thảy, nam tử lộ ra khó tin ánh mắt, muốn há miệng nói gì, nhưng là mở ra đến một nửa cũng đã ngã xuống, mọi người nhìn sang lúc đó, đã đầu người chia lìa. Diệp Thần thực lực cùng nghiêm trọng không xứng đôi cảnh giới đưa tới ba vị lão tổ cẩn thận, có thể như vậy tùy tiện chém chết một người cổ thần thể thiên tài, người này thực lực. Sợ rằng đã không thấp hơn hỗn độn cường giả. Nhưng mà, điều này sao có thể, rõ ràng hắn chính là Trảm Ách tầng 5 thiên. Vừa động thủ một cái, chu diệt người này. Theo một cái khác lão tổ dày, còn sót lại 9 tên cổ thần thể thiên tài rối rít tiến lên, đem Diệp Thần cho vây ở chính giữa, trong tay cầm thiên đạo vũ khí, phát động mình một kích mạnh nhất, vô tận uy áp đều là công hướng Diệp Thần. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng. Sát kiếm đứng ở trước người, phát ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Lục đạo kiếm, 6 kiếm quy nhất. Diệp Thần thi triển cực võ thần chánh, lục đạo kiếm mở ra, 6 đạo kiếm quang thoáng qua, Lăng Tiêu kiếm ý giống như một đầu cự long càn quét. Trước mắt 9 người ngay tức thì hóa là xương máu. Không chịu nổi một kích. Cho đến Diệp Thần thu cất kiếm, bọn họ vậy không rõ ràng mình là làm sao bại. Thật là đáng sợ kiếm ý. Thật là bá đạo võ đạo ý vận. Một vị trong đó hỗn độn lão tổ thầm nói, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bất quá, vậy đến đây chấm dứt, coi như mạnh hơn nữa, không có đạt tới hỗn độn cảnh, cũng chỉ có thể là phí công. Ba vị hỗn độn cảnh lão tổ nhìn nhau, không do dự nữa, đều là đi về trước bước ra, trong cơ thể hỗn độn lực dâng trào ra, ba đạo mạnh mẽ lãnh vực ngay tức thì liền vây lại Diệp Thần. Đây chính là Hiên Viên gia mấy đời truyền thừa thiên đạo lãnh vực. Thiên đạo lãnh vực vừa ra, Diệp Thần cảm giác được thân thể trầm xuống, trên mình phảng phất có một ngọn núi lớn đè. Đè nén hơi thở tựa như che đậy hết thảy. Chiếu lý mà nói, luân hồi huyết mạch hẳn không bị hết thảy ảnh hưởng. Nhưng là ở nơi này tòa Hiên Ma Sơn bên trên, thật giống như tất cả áp lực vào giờ khắc này hội tụ. Dậy! Diệp Thần cắn răng, rất miễn cưỡng đứng lên. Ánh mắt kiên định nhìn ba vị lão tổ. Ngươi lấy là cũng chỉ có các ngươi có lãnh vực sao? Sát ý lãnh vực, huyền diễm đánh vào, mở. Nháy mắt tức thì, dị tượng nổi lên.
thiên đạo lãnh vực bên trong, bị một cổ huyền diệu lực lượng chiếm lĩnh, do thuần túy sát ý ngọn lửa tạo thành lãnh vực, tự thân tự có một bộ vận chuyển quy luật, hừng hực sát ý đem ngoại giới áp lực cản trở, không hề bị đến ảnh hưởng. Ba vị lão tổ ở trên trời đạo lãnh vực bên trong cũng như thần linh, khoác trên người thánh khiết ánh sáng, trong tay cầm thiên sứ thánh kiếm, trong ánh mắt mang vô tình, xem con kiến hôi giống vậy mắt nhìn xuống Diệp Thần. Giờ khắc này, bọn họ đã sớm vượt qua tự thân cảnh giới, đủ để chu diệt hết thảy. Nhưng là Diệp Thần sát ý lãnh vực xuất hiện thời điểm, ba người cũng không nhịn được nữa, trong mắt lộ ra nồng nặc rung động, chưa tới hỗn độn cảnh liền có thể có lãnh vực lực, thật là chưa bao giờ nghe. Nhưng cái này càng thêm kiên định ba người muốn giết chết Diệp Thần ý tưởng, người này không chết, ngày sau lớn lên, sợ rằng sẽ là Hiên Viên gia tộc một cái đại họa trong đầu. Thánh quang nghiêng giết, ba người kiếm to trong tay dung hợp vào một chỗ, tạo thành một cái đủ để che đậy cái này phiến thiên ngút trời cự kiếm, mang vô tận uy lực chém về phía Diệp Thần, một kiếm này, tựa hồ có thể chém hết trời chăng sao. Lôi hoàng phách tinh kiếm. Diệp Thần trong tay sát kiếm cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thân kiếm bắt đầu vui sướng run run, đồng thời, cũng là phát ra uy lực không kém chút nào ba người kiếm ý. Bởi vì lãnh vực lực lẫn nhau triệt tiêu, làm cho hỗn độn cảnh và chảm ách cảnh chênh lệch ở trình độ lớn nhất giảm nhỏ, Diệp Thần chưa chắc không thể cùng ba người đấu một trận. Keng! Kiếm cùng kiếm đụng nhau gian, để cho Hiên Ma Sơn cũng không nhịn được nhẹ lay động một cái, man hoang cùng thánh khiết đối kháng, để cho bầu trời cũng không nhịn được ảm đạm thất sắc. Ba vị lão tổ đều là trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, bởi vì bọn họ phát hiện, mình các người lại bị Diệp Thần áp chế, lãnh vực lên có thể cùng bọn họ địa vị ngang nhau, nhưng ở kỹ xảo lên, là bọn họ thua. Thánh quang kiếm không ngừng bị bức lui, Diệp Thần sát kiếm lại càng vào một phần, liền cả thiên đạo lãnh vực, đều bị Diệp Thần bức cho co đầu rút cổ tới ba trước mặt người. Ba vị hỗn độn hậu kỳ lão tổ, lại vây công một cái chính là chảm ách cảnh, nói ra ta cũng vì các người mất mặt. Diệp Thần lời nói để cho ba người sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh lơ, thậm chí mơ hồ biến thành đen. Một vị trong đó lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, hai vị, người này không chết, sợ rằng ngày sau ta Hiên Viên gia lại không yên ngày, toàn lực ra tay, cháy máu tươi, nhất định phải chém giết. Hai người khác đều là ngưng trọng gật đầu, như vậy thực lực, không thể không để cho người lo âu. Ba vị lão tổ đều là hai mắt nhìn nhau một cái, máu tươi sử dụng, hồn nhiên cháy, giờ khắc này, lãnh vực lực kích thích. Thiên đạo lãnh vực trận. Ba vị lão tổ phân biệt đứng ở vị trí bất đồng, tạo thành một cái cổ quái trận pháp, vô tận trận pháp lực và thiên đạo lực ngưng tụ đến mức tận cùng. Thiên đạo trận pháp ý tứ tuân theo vạn vật tự nhiên quy luật, hoàn toàn có thể làm được tướng lãnh vực thi triển thành mạnh hơn lãnh vực trận. Diệp Thần cau mày, cái này đích xác là rất phiền toái. Ba vị hỗn độn cảnh hậu kỳ hợp lực cũng không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Bất quá hắn Diệp Thần, vậy không sợ chút nào. Sát ý lãnh vực, lăng tiêu phá thiên. Huyền diễm, ra. Một khắc sau, Diệp Thần trong tay, oanh, một tiếng. Một đóa không giống với lãnh vực bên trong ngọn lửa xuất hiện ở bàn tay hắn bên trong, chính là huyền diễm. Huyền diễm bên trong bao gồm là một đoàn cực kỳ sát khí ngọn lửa. Thái cổ sát diễm. Một chút thái cổ sát diễm liền đủ để đốt diệt hết thảy. Cho ta dung. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trong tay ngọn lửa dần dần cuồng bạo, nhiệt độ của ngọn lửa kịch liệt lên cao, nguyên bản còn không đỡ được sát ý lãnh vực nhưng tại bắt đầu dung nhập vào thái cổ sát diễm sau bộc phát. Oanh oanh. Vô tận ngọn lửa khắp nơi tàn phá, vậy cuồng bạo năng lượng nhân tử ở không quy tắc di động, coi như là ba vị hỗn độn cảnh hậu kỳ lão tổ hợp lực. Vậy chút nào không làm gì được Diệp Thần. Diệp Thần khóe miệng móc một cái, lãnh vực lực bắt đầu khuếch trương, mà mỗi khuếch trương một phần, thiên đạo lãnh vực liền thu nhỏ lại một phần. Nếu như lãnh vực lực lượng không phải kém nhau quá nhiều mà nói, căn bản không đạt tới như vậy hiệu quả, chỉ có thể nói, Diệp Thần sát ý lãnh vực ở gia nhập huyền diễm sau đó, uy lực lớn không biết nhiều ít lần, mới có thể làm được loại trình độ này. Điều này sao có thể? Một cái chính là chảm ách cảnh tiểu tử, làm sao có thể cầm hỗn độn cảnh mới có thể làm được lãnh vực lực vận dụng đến như vậy trình độ. Một cái lão tổ không cam lòng gầm thét, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, Diệp Thần không chỉ có ở võ lên thắng nổi liền bọn họ, lại đang lãnh vực lực lên vậy so bọn họ mạnh,
cái này thật to ngoài bọn họ ý liệu. Hiện tại, trên mặt bọn họ biểu tình hoảng sợ, và lúc ban đầu xem con kiến hôi giống vậy khinh thường, hình thành mãnh liệt so sánh. Ba vị lão tổ khổ khổ chống đỡ, cơ hồ sắp không nhịn được, thằng nhóc này cũng quá biến thái một chút, thực lực căn bản không phải một cái chạm ách cảnh nên có. Cho đến hiện tại, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, tại sao Hiên Viên Mặc Tà muốn bọn họ nhiều người như vậy tới vây quét một cái như vậy nhìn qua tầm thường tiểu tử, như nếu không phải nhiều người như vậy, bọn họ đã sớm chết thảm tại chỗ. Đột nhiên, nơi này hư không ba động một chút, ba vị hỗn độn cảnh ông già đều là đại hỉ, cái này thuyết minh bọn họ viện binh tới, sớm ở trước khi lên đường, bọn họ còn vô cùng là ngăn chặn viện binh, giờ phút này trở thành bọn họ sau cùng rơm giả cứu mạng. Diệp Thần vậy phát giác không đúng, nơi này có không gian ba động, vậy chắc là có người muốn biến dạng hư không, từ ngoài vạn dặm hoành độ tới đây. Thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là vậy đến đây chấm dứt. Một đạo thanh âm già nua truyền tới, rồi sau đó, hư không vỡ ra một vết thương, vô số hư không chảy loạn tràn ngập cửa hang xuất hiện. Cửa hang bên trong, bước ra một người, người mặc thiên đạo cung màu trắng đạo bào, tóc trắng bực mày râu. Quanh thân phun trào ra cực kỳ ưu việt hơi thở. Thực lực cực mạnh. Tiếp đó lại là bước ra một người, sau đó, cho đến cái thứ 10 ông già đi ra cửa hang mới chậm rãi đóng cửa. Một mắt quét tới, nhưng ước chừng là 10 vị hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả, trong ngày thường khó gặp hỗn độn cảnh, giờ phút này khắp nơi đều là, cái này thiên đạo cung nội tình, quả thực để cho nhân tâm kinh. Diệp Thần cũng là nhíu mày một cái. Cái này 10 vị hỗn độn cảnh cường giả thực lực, dõi mắt toàn bộ thần quốc, đều là không thể coi nhẹ tồn tại, thiên đạo cung thật là ra tay thật lớn. Mặc dù đối phương thực lực cường đại, nhưng Diệp Thần vậy không sợ chút nào, thiên đạo cung vì chém chết ta, hao phí giá lớn như vậy, thật đúng là để mắt ta. À, xem ra ngươi chính là cái này vừa đảm nhiệm luân hồi đứng đầu. Cầm đầu một vị hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả ánh mắt lạnh nhạt quét qua Diệp Thần, mở miệng nói. Cái khác lão tổ nghe luân hồi đứng đầu danh tự này, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Thần, trước nhất đến ba tên Hiên Viên gia tộc lão tổ lại là thầm kinh hãi, nguyên lai là luân hồi đứng đầu, vậy thì không kỳ quái. Nhớ năm đó luân hồi đứng đầu mạnh mẽ, lật tay gian liền đem hỗn độn cảnh như con kiến vậy nghiền chết, coi như đi qua nhiều năm như vậy, từng màn kia vẫn là khắc ấn ở sâu trong nội tâm, thật lâu khó quên. Ha ha, muốn giết ta liền giết. Cần gì phải dính dấp cái gì luân hồi đứng đầu, ta xem các ngươi là sợ chứ. Diệp Thần không thèm để ý chút nào những thứ này hỗn độn lão tổ bị tức xanh mét mặt, thản nhiên nói. Hắn hiện tại muốn làm chính là Diệp Lăng Thiên trì hoãn thời gian. Được, nếu ngươi một lòng muốn chết, lão phu kia thành toàn cho ngươi. Nói là như vậy, nhưng mà hạ một màn cũng có chút để cho người mở rộng tầm mắt. Bày trận. 13 người thiên đạo lãnh vực đồng loạt phóng thích, trận pháp ngưng tụ, ý đồ phải đem Diệp Thần cho trực tiếp vây giết ở bên trong. Nói ra chỉ sợ cũng có thể trở thành thiên cổ đề tài câu chuyện, 13 tên hỗn độn cấp cường giả khác, đang đối mặt một cái chảm ách cảnh tầng 5 thiên lúc đó, lại vẫn cần phải toàn lực bày trận. Hơn nữa còn dùng là mạnh nhất lãnh vực lực lượng bày ra trận pháp, quả thực để cho Diệp Thần biến sắc. Lần trước nhân quả nhuốm máu trận thất bại. Sợ rằng để cho Hiên Viên Mặc Tà ngưng trọng. Diệp Thần nhìn một cái tận cùng bên trong Diệp Lăng Thiên. Tín ngưỡng lực vẫn chưa kết thúc. Hắn phải tiếp tục trì hoãn. Hắn bước ra một bước, thiên đạo cung các lão cẩu, ra mặt này sợ rằng so tường thành đều phải dày. Ta xem thiên đạo cung danh tự này vậy chớ kêu, liền kêu Tengu Tông như vì sao. Diệp Thần vừa dứt lời, liền khơi dậy đám này thật ngoan cố lửa giận, thằng nhóc lại dám làm nhục ta thiên đạo cung. Lửa giận hừng hực dâng lên, bọn họ vậy rõ ràng, lại để cho Diệp Thần nói một chút, sợ rằng mình các người còn không có ra tay, sẽ bị tức chết. Lúc này trận pháp phát động, một đạo thánh quang sóng trùng kích hướng Diệp Thần tấn công tới, uy lực kinh người vô cùng. Ngoài miệng ầm ĩ, nhưng là Diệp Thần có thể không khinh thường chút nào, cuồng bạo ngọn lửa hừng hực cháy, bọc lại đánh vào tới thánh quang, ý đồ đem chi hoàn toàn thiêu hủy, có thể cái này dẫu sao là 13 vị cường giả hợp lực vây công. Tùy tiện khó phá. Vô luận ngọn lửa như thế nào mãnh liệt, vậy thánh quang vẫn hướng Diệp Thần tấn công tới, kinh khủng năng lượng ba động để cho Diệp Thần không thể không toàn thân tim đưa vào. Không còn kịp rồi,
Lôi hoang phách tinh kiếm. Kể cả lãnh vực lực, Diệp Thần tay cầm sát kiếm, không lùi mà tiến tới, cùng thánh quang đối kháng chung một chỗ. Thánh quang đã hoàn toàn phong tỏa lại hắn, không có đường lui, chỉ có thể tiến về trước. Phịch! Hai cổ năng lượng đánh vào chung một chỗ, liền liền hai bên lãnh vực cũng nho nhỏ ba động một chút, Hiên Ma Sơn đỉnh lại là không chịu nổi kịch liệt lay động, năng lượng to lớn hiển nhiên đã vượt qua đỉnh núi có thể chịu đựng phạm vi. Mà làm ánh sáng trắng tản đi, một đạo thân ảnh bất ngờ thẳng đứng tại chỗ. Diệp Thần trên mình máu tươi đầm đìa, coi như là có lãnh vực lực, bất quá tu luyện thời gian ngắn ngủi, chớ nói chi là hắn cũng không bước vào hỗn độn cảnh, không có hỗn độn lực thành tựu chống đỡ, ở đây sao hơn hỗn độn cảnh dưới sự vây công, khó tránh khỏi lộ vẻ được nghèo rất mồng tơi. Cũng may hắn thân xác cực kỳ biến thái, vết thương trên người đang không ngừng khôi phục. Thằng nhóc này rốt cuộc không chịu nổi. Gặp Diệp Thần bị thương, một người ông già lộ ra vui mừng, bất ngờ là trước bị Diệp Thần cho làm sợ. Một đạo lại một đạo thánh quang hướng Diệp Thần tấn công tới, tiểu hoàng muốn đi ra trợ trận, lại bị Diệp Thần ngăn cản, đối thủ chân thực quá mức mạnh mẽ, nhiều người trận pháp thế, đã tương đương với hỗn độn đỉnh cấp. Tiểu hoàng xuất hiện, cũng không thể chậm tách ra quá nhiều. Còn không bằng lưu lại tiểu hoàng, ở thời khắc mấu chốt, bảo vệ Diệp Lăng Thiên hấp thu tín ngưỡng lực. Luân hồi đứng đầu, ban đầu ngươi là rất uy phong, phách tuyệt thiên hạ. Không nghĩ tới hôm nay vậy sẽ rơi vào kết quả như thế này. Một cái ông cụ đồ trắng thản nhiên nói. Một khắc sau, hắn uống một viên đan dược, hơi thở lại là cực độ leo lên. Những người này đều là thiên đạo cung hậu thủ, giờ phút này đối với Diệp Thần không có bất kỳ nương tay, ra tay một cái, chính là toàn lực. Bởi vì bọn họ lấy được Hiên Viên Mặc Tà mệnh lệnh. Hôm nay, xông vào Hiên Ma Sơn người, phải chết. Không phải người này chết, chính là bọn họ chết. Diệp Thần vết máu trên người càng ngày càng nhiều, thiên đạo cung phái ra nhiều cường giả như vậy, cái này làm cho Diệp Thần rất là ngưng trọng. Hắn tuy có thể lấy dễ như trở bàn tay đối kháng hỗn độn 7 tầng thiên. Thậm chí còn hỗn độn tầng 8 thiên cũng có thể đánh một trận. Nhưng là nhiều như vậy hỗn độn cảnh hậu kỳ, đánh như thế nào? Như biết như vậy nguy hiểm, hắn liền không nên mang Diệp Lăng Thiên xông vào nơi đây. Đường cùng thánh tài. Một luồng kiếm quang từ cái này lãnh vực trận bên trong xuất hiện, mới vừa xuất hiện, liền phát ra một đạo liền mảnh thiên địa này cũng cho chiếu sáng ánh sáng, thiên ma trên đỉnh núi ánh sáng mở rộng, giống như một ngôi sao vậy. Mà ở cách đó không xa hiên ma trong thành người thấy mà một màn này, rối rít kinh là thần hành động, có tại chỗ quỳ xuống, không ngừng màng bái. Diệp Thần biết, bọn họ là cuối cùng không có kiên nhẫn, đây là chuẩn bị sử dụng một kích mạnh nhất tới kết thúc mình. Ta Diệp Thần, cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo cửa thiên đạo cung làm chịu tội thay. Diệp Thần đem lăng tiêu võ ý và sát ý lãnh vực phóng thích đến mức tận cùng. Đồng thời máu thần, thần ma luân hồi quyết, đại đạo lực không ngừng tràn vào, sát ý lĩnh vực uy lực lập tức lại tăng cường gấp mấy lần. Thậm chí cô đọng thành một đoàn so mặt trời nhiệt độ cao hơn quả cầu lửa đánh vào hướng đường cùng thánh tài. Kiếm ánh sáng và lửa cầu đụng nhau, để cho hiên ma sơn đỉnh rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu phát ra oanh thanh âm ùng ùng, vô số đá lớn đi dưới chân núi hết đi, trên đất vậy xuất hiện đếm không hết vết rách, từ chiến đấu nơi trung tâm đi bên ngoài lan truyền, quả thực kinh người vô cùng. Nếu không phải nơi này bị vững chắc không gian, sợ rằng toàn bộ đỉnh núi đã sớm bị đánh bể. Diệp Thần khổ khổ chống đỡ, thân thể cơ hồ không nhanh được, nhưng là hắn biết mình một khi buông tay, kiếm quang thoáng qua lúc tới, chính là mình bỏ mình lúc. 13 vị hỗn độn hậu kỳ cường giả cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại như thế có thể vác, lúc này mỗi một người cũng bùng nổ mình toàn bộ hỗn độn lực, để cho kiếm quang sáng lên mấy phần, Diệp Thần quả cầu lửa cũng ở đây kế cận bể tan tành bên bờ. Không ngăn được sao? Diệp Thần nhìn cơ hồ sắp đem mình cắn nuốt hết kiếm quang. Trong mắt không có tuyệt vọng, ngược lại là một loại khinh thường và tự diễu. Thiên đạo cung không phải gần đây tự xưng là danh môn chánh phái sao, làm sao hôm nay cái này điệu bộ. Đột nhiên, một đạo như băng hàn vậy thanh âm vang lên. Rồi sau đó một đạo thân ảnh liền từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Một vị người mặc tuyết cô gái đầm trắng dài, bất quá trên mặt che cái khăn che mặt, không thấy rõ cụ thể dung mạo. Nhưng nhìn một cái, giống như tiên nữ hạ phàm vậy.
Cái khăn che mặt cô gái mắt đẹp đảo qua mọi người. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người là cảm giác được dùng mình bức người. Bọn họ phát hiện đi đôi với cô gái mà đến, là Lãnh Triệt hàn cốt hàn băng lực, băng tuyết tựa hồ theo cô gái rơi xuống mà chậm rãi bao phủ ở Hiên Ma Sơn, vô số hoa tuyết bay xuống, thật là nguy nga vô cùng. Tuyệt hàn lãnh vực, mở. Tuyệt hàn cấm thuật, mở. Cực hạn băng hàn, cực hạn lãnh vực lực từ cô gái trong thân thể phô triển mở ra, lại là có một đầu do băng tuyết tạo thành băng xương cự long gầm thét ở kiếm quang trước mặt, ngăn cản ở Diệp Thần trước mặt. Phịch, băng long biến mất, vậy đạo giết hướng Diệp Thần kiếm quang vậy hoàn toàn tiêu tán. Là ngươi? Diệp Thần hơi kinh hãi. Cái này thiếu nữ khăn che mặt hắn quá quen thuộc. Từ Linh Võ Đại Lục, thậm chí còn bây giờ Thần Quốc, người này luôn là ở mình cần nhất thời điểm xuất hiện. Rồi sau đó lại là thần bí mất tích. Tựa như không muốn để cho mình biết thân phận chân thật của nàng. Diệp Thần vô số lần hỏi mình, thiếu nữ tại sao phải giá cao như vậy cứu mình. Nhưng là hắn cũng không có câu trả lời. Quỷ dị hơn phải, thiếu nữ mỗi một lần xuất hiện, thực lực đều sẽ có động trời thay đổi. Hắn chưa bao giờ gặp qua có người có thể cũng như này tốc độ tu luyện. Chỉ có toàn bộ thần quốc tài nguyên tu luyện toàn bộ chất triệt ở trên người một người mới có thể. Hắn càng không tin, cái này có cao siêu thiên phú và tươi đẹp thực lực thiếu nữ sẽ vô duyên vô cớ tốn thời gian ở trên người mình. Tuyệt hàn cấm thuật, tuyệt hàn đế cung, làm sao có thể? Thần bí thiếu nữ xuất hiện, dễ như trở bàn tay hóa giải bọn họ nhất kích. Những cái kia ông già sắc mặt ngay tức thì ngưng trọng, quăng một cái Diệp Thần, sẽ để cho bọn họ dốc hết thủ đoạn mới thiếu chút nữa đánh chết, hiện tại lại tới một cái, bọn họ có sắc mặt tốt mới là lạ. Diệp Thần tổng cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc, không nhịn được nói, đa tạ cô nương ân cứu mạng, như thế nhiều lần, còn chưa thỉnh giáo cô nương tên chữ. Nhưng mà, thiếu nữ liền xem cũng không có xem Diệp Thần một mắt, nói thẳng, chuyên tâm đối địch, ta cũng không cách nào bảo đảm. Mà giờ khắc này, miếu thờ bên trong, hư ảnh cảm giác được đạo quan bên ngoài chiến đấu, trên mặt lộ ra mỉm cười, không hổ là luân hồi đứng đầu, chảm ách tầng năm trời, là có thể có hỗn độn oai, thế gian chỉ có hắn có thể làm được. Còn có cô gái kia, vì sao ta cảm giác nàng khí tức trên người có chút quen thuộc? Nếu thật là tuyệt hàn đế cung hậu nhân, vậy thì có ý tứ. Có lẽ đời trước luân hồi đứng đầu, khám phá hết thảy, biết rõ. Cái này nhất thế, mới có thể hóa giải vậy cướp. Sau đó, ánh mắt lại tiếp theo chuyển tới Diệp Lăng Thiên trên mình, tiểu bối này vô luận là tư chất và tâm tính cũng không tệ lắm, hơn nữa đi theo luân hồi đứng đầu, cái này làm cho hắn yên tâm. Diệp gia cuối cùng sẽ lần nữa quật khởi, những địch nhân kia, đều đưa ngã ở luân hồi đứng đầu dưới chân. Lăng Thiên, ngươi trên người bây giờ còn lưu lại ta một phần chia lực lượng. Chỉ có 5 phút thời gian. Đi bảo vệ luân hồi đứng đầu đi. Hư ảnh tiêu tán, mà điều này cũng làm cho đại biểu tín ngưỡng lực truyền hoàn thành, Diệp Lăng Thiên đóng chặt cặp mắt vậy chợt mở ra. Giờ phút này, hắn tu vi đã nâng cao đến hỗn độn cảnh nhất tầng thiên. Đây không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là, thời khắc này hắn quanh thân lưu chuyển tổ tiên một phần chia lực lượng. Mặc dù chỉ có 5 phút, nhưng vậy là đủ rồi. Trên bầu trời xuất hiện vô số dị tượng, sấm sét vần quanh, dị thú gầm thét, hết thảy đều ở đây ký hiệu có cái gì không phải sự việc phát sinh. Diệp Thần thấy một màn này khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra là Diệp Lăng Thiên thành công. Vậy không uổng phí mình lớn như vậy khí lực mang hắn tới nơi này. Những thứ này hỗn độn các cường giả hiển nhiên nhìn ra cái gì không đúng, lúc này không do dự nữa, chuẩn bị chiêu cũ lặp lại, lại tới một chiêu, đường cùng thánh tài. Có hỗn độn lão tổ thậm chí không tiếc hao phí máu tươi, muốn cưỡng ép đem Diệp Thần chém giết ở chỗ này, vì vậy lần công kích này, so với lần trước càng cường đại hơn. Sát ý lãnh vực, tuyệt hàn cấm thuật, hai đạo có thể nói là đối lập lãnh vực giờ phút này hợp hai là một, lại không có phát sinh bao nhiêu bài xích, cơ hồ ngay chớp mắt liền ngăn cản ở trước mặt, bất quá so sánh tại đối phương 13 người toàn lực, hay yếu liền một nước. Còn có ta. Cực đạo man hoang quyền. Diệp Lăng Thiên thanh âm từ đạo quan bên trong vang lên, rồi sau đó, một cái mang man hoang hơi thở quả đấm đột nhiên trở nên lớn, mãnh xông lên ra.
Diệp Lăng Thiên mặc dù nhìn như tu vi yếu hơn 13 người, có thể cái này công kích, không kém chút nào có lĩnh vực hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả. Vô tận man hoang ý biến dạng hư không. Cuồng bạo uy áp, lại rất miễn cưỡng để cho 13 người rối rít lui về phía sau 10 bước. Mới vừa một gia nhập, Diệp Thần bên này liền chiếm cứ cực lớn ưu thế, nguyên bản thấp thế cục ngay tức thì xoay ngược lại. Công kích bị phá, 13 vị hỗn độn ông già đồng loạt phun ra một búng máu, thân thể ngã về phía sau, tình cảnh ngược lại là hết sức quỷ dị. Một ít hỗn độn ông già ngón tay dáng vẻ run rẩy chỉ Diệp Thần ba người, muốn nói gì, nhưng chậm chạp nói không ra lời. Nếu để cho mọi người biết, mình lấy đánh nữa thiếu, còn rơi được cục diện như vậy. Đó chính là thiên đạo cung sỉ nhục. Điện chủ, ta hiện tại quanh thân có thể ngắn ngủi kéo dài tổ tiên một phần chia lực lượng. Ta đi giết bọn họ. Diệp Lăng Thiên vừa nghĩ tới mới vừa rồi điện chủ thiếu chút nữa thì chết tại đây những người này trong tay, liền lửa giận đằng sinh, một đôi thần quyền hàm chứa vô biên uy lực, mơ hồ có hỗn độn lực ở trong đó di động. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên bầu trời xuất hiện dị tượng. Một đạo nhàn nhạt hư ảnh tựa hồ ở trên trời thành hình, vậy uy nghiêm tư thái để cho chúng sanh không nhịn được màng bái. Không tốt, là Hiên Viên Mạc Tà hư ảnh. Diệp Thần mấy người lúc này đã kiệt lực, quả thật không thích hợp và đối phương cứng đối cứng. Dù là Diệp Lăng Thiên bây giờ có một phần chia tổ tiên lực, cũng không cách nào và Hiên Viên Mạc Tà hư ảnh đối kháng à. Mấu chốt, bọn họ còn phát hiện, lần này, Hiên Viên Mạc Tà hơi thở mạnh hơn. Không nghĩ tới đối phương sẽ lần nữa lựa chọn cái này loại tự tổn căn cơ cách làm, vượt qua như vậy khoảng cách rất xa cũng phải chu diệt mình, xem ra cái này Hiên Viên Mạc Tà đã không nhịn được, thuyết minh hôm nay mình đã đối với hắn sinh ra uy hiếp cực lớn. Diệp Thần, đi! Cái khăn che mặt xuống Ngụy Dĩnh Thần sắc ngưng trọng, sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Một khắc sau, nàng lại trực tiếp nắm Diệp Thần tay. Diệp Thần thân thể ngẩn ra. Cảm nhận được vậy nhẵn nhụi mang nhàn nhạt dùng mình tay, hắn tạm thời bây giờ lại có chút bất ngờ. Ngụy Dĩnh vậy hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ ở giờ khắc này như vậy. Nếu như cái khăn che mặt vạch trần, tất nhiên sẽ phát hiện nàng vậy trong trẻo lạnh lùng gương mặt đã đỏ ửng. Diệp Lăng Thiên hoàn toàn không có chú ý tới quỷ dị hai người, thúc giục điện chủ, chớ do dự. Đi à! Nghe được Diệp Lăng Thiên thanh âm, Ngụy Dĩnh và Diệp Thần mới hoàn toàn kịp phản ứng. Ngụy Dĩnh trong tay sử dụng một cái tuyết liên. Tuyết liên ngay tức thì phóng đại, lại bao phủ lại 13 người. Bị thương 13 người tuyệt đối không có thể còn sống rời đi. Chỉ vì là, bọn họ biết Diệp Thần thân phận. Tuyết liên phóng thích, trong phút chốc, tuyệt hàn ý hóa là ngút trời sát ý. 13 tia máu sương mù đồng loạt bùng nổ. Hoàn toàn bỏ mình. Mà Ngụy Dĩnh cũng là đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên. Phóng thích vậy đạo tuyết liên cực kỳ hao tổn nàng lực lượng. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, Ngụy Dĩnh nói thẳng, đi mau, Hiên Viên Mạc Tà hư ảnh còn chưa ngưng tụ, ta tâm huyết thực liên chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian. Ba người không do dự nữa, thật nhanh thoát đi nơi này, cùng hư ảnh ngưng tụ lúc đó, mở hai mắt ra nhưng phát hiện tỏa định mục tiêu đã sớm thoát đi ra xa nhất phạm vi. Luân hồi đứng đầu, lần kế, bổn tôn nhất định phải ngươi bụi đất bay chôn vùi. Một cái bàn tay đột nhiên vỗ vào Hiên Ma Sơn lên, cao vút trong mây Hiên Ma Sơn bị một trưởng này trực tiếp đánh tan, cưỡng ép bị lột một nửa nhiều cao độ. Mà vậy đền vậy mất đi năm xưa lực lượng, một hồi gió nhỏ tấn công tới. Hóa là một phiến hoàng sa. Mà Hiên Ma Sơn hạ vô số người thấy một màn này, kính sợ không dứt, khẩn cầu trời xanh tha. Hai tiếng sau đó, ba người bước chân dừng lại. Diệp Thần nhìn yếu ớt thiếu nữ khăn che mặt, lấy kim châm ra, nói thẳng, cô nương, ta có chút y thuật, người thương thế rất nặng. Diệp Thần mới vừa dự định châm cứu, Ngụy Dĩnh vậy mảnh khảnh tay nhưng là nhẹ nhàng đẩy ra, cố tốt chính ngươi, ta không cần. Nói xong, thiếu nữ nhắm mắt lại, quanh thân lưu động một đoàn đặc thù trói lọi. Tựa như đang kêu gọi cái gì. Diệp Thần khá để ý bên ngoài, vì sao thiếu nữ này biến hóa nhanh như vậy. Chẳng lẽ có cái gì khó nói tri ẩn? Ngay tại lúc này, trên bầu trời, một đạo hỏa diễm cuốn tới. Một con cự thú đạp ngọn lửa cuồng bạo, uy phong lẫm lẫm hạ xuống. Để cho Diệp Thần kinh ngạc chính là,
đây chính là hắn ở linh võ đại lục thuần phục ma thú, ô mang. Chỉ bất quá, hiện tại đâu còn là đã từng là ô mang à. Bỏ mặc huyết mạch vẫn là khí thế, cũng chênh lệch 108.000 dặm. Diệp Thần cổ quái nhìn thiếu nữ, chẳng lẽ thiếu nữ thân trong lòng nghịch thiên cơ duyên? Thậm chí vượt qua luân hồi mộ địa. Nếu không làm sao có thể có sức lực cầm ô mang biến thành như vậy? Ô mang hiển nhiên vậy nhận ra Diệp Thần, vốn định hướng Diệp Thần chạy đi, nhưng chú ý tới Ngụy Dĩnh thương thế, lại là trở lại Ngụy Dĩnh bên người. Ngụy Dĩnh không nói nhảm, một bước bước lên ô mang, quanh thân dùng mình cuốn lên trước. Nàng không có lập tức lên đường, mà là đưa lưng về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói, Diệp Thần, ô mang tuy là yêu thú của ngươi, nhưng ta rất thích, lại do ta chiếu cố một ít thời gian đi. Ta cần nó. Diệp Thần khẽ mỉm cười, người cứu ta như thế nhiều lần, đừng nói ô mang, người coi như là muốn ta lấy thân báo đáp, ta cũng đáp ứng. Ngụy Dĩnh thân thể hơi ngẩn ra, cái khăn che mặt xuống tuyệt mặt lạnh lùng bàng lại đỏ mấy phần. Một giây kế tiếp, nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ mở miệng nói, được, vậy thì một lời đã định. Ta chờ ngươi lấy thân báo đáp. Dứt lời, ô mang chân đạp ngọn lửa, tiêu tán ở Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên trong tầm mắt. Diệp Thần nhìn thiếu nữ thân ảnh đi xa, hơi thất thần. Hắn bất quá là một câu đùa giỡn. Thiếu nữ này lại tưởng thật. Muốn hắn lấy thân báo đáp. Diệp Lăng Thiên đi tới Diệp Thần bên người, cau mày, mở miệng nói, điện chủ, có đôi lời không biết có nên hay không nói. Nói, Diệp Thần nói. Diệp Lăng Thiên cười một tiếng, gãi đầu một cái, ta cảm giác cái này sợi bông cô gái thật giống như thích ngươi. Một người phụ nữ nguyện ý vì ngươi đứng ra, đại biểu quan tâm ngươi. Mà một người phụ nữ bởi vì ngươi bị thương rời đi, thuyết minh nàng dè đặt. Diệp Thần liếc một cái Diệp Lăng Thiên, mở miệng nói. Ngươi biết cái gì, đi thôi, hồi thần cực tông. Phi thuyền khởi động, phía dưới quang cảnh càng ngày càng nhỏ, thành phố vậy cơ hồ biến thành một cái điểm nhỏ, ngồi ở đây phi thuyền bên trên, ngược lại cũng coi là rất tốt một phen quang cảnh. Lăng Thiên, sau này có cái gì dự định, ngươi vậy không nhất định phải đi theo ta, ngươi có thể có mình sinh hoạt. Diệp Thần thuận miệng hỏi. Diệp Lăng Thiên nhưng là không có bất kỳ do dự, nói, Lăng Thiên chỉ muốn trở thành ngài cánh tay phải cánh tay trái, sau đó trọng trấn thần quốc Diệp gia. Điện chủ, Lăng Thiên từ sanh ra được bắt đầu liền quyết định cái này sứ mạng. Diệp Thần biết nói nhiều vô ích, liền ừ một tiếng, cặp mắt nhìn trời bên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, một cái bóng đen thoáng qua. Mà Diệp Thần vậy chợt đứng lên. Đạo thân ảnh kia hơi thở lại và Tư Đồ Tân rất giống. Không đúng, thậm chí so Tư Đồ Tân còn muốn đậm đà. Xem ra ngươi vậy phát hiện. Chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Lúc này, thương cổ y thần thanh âm ở Diệp Thần trong cơ thể vang lên, đưa tới Diệp Thần chú ý. Lão thương, ta đã đáp ứng ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Toàn lực thúc giục phi thuyền, rất nhanh, phi thuyền liền xa xa đi theo màu máu quang ảnh sau lưng. Mà màu máu bóng người tựa hồ có phát giác, tốc độ nâng cao, muốn thoát khỏi sau lưng theo dõi, bất quá rất hiển nhiên hắn cách làm là phí công. Trước mặt bóng người tựa hồ cũng biết mình tình cảnh, liền ở một nơi cổ điện vòng ngoài dừng lại, chờ đợi bay người trên thuyền xuống. Hắn có thể cảm giác được, thực lực đối phương không tính là quá cao, mặc cho đối phương có âm mưu quỷ kế gì, hắn cũng không biết sợ. Là người phương nào, lại dám theo dõi ta huyết quỷ? Rất hiển nhiên, huyết sắc này bóng người kêu huyết quỷ. Một khắc sau, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người liền đạp không tới. Đáp xuống huyết quỷ trước mặt. Trước mặt hai người cái được gọi huyết quỷ người, ăn mặc đồ đỏ, liền liền tóc và con ngươi đều là hiện lên màu đỏ, cực kỳ cổ quái, bất quá sắc mặt nhưng là dị thường trắng bệch, u ám hình dáng, ngược lại là lạnh người. Huyết quỷ bản tên gọi Lâm Ảnh, bất quá bởi vì trên tay dính máu tươi đậm đà, bị người kính sợ gọi là huyết quỷ, hắn vậy một mực lấy này làm vinh. Lâm Ảnh lần nữa quát lên, thằng nhóc, hỏi các ngươi đâu? Được, nếu không nói, vậy thì đem lời mang tới địa ngục bên trong đi nói đi. Diệp Thần đứng ở Lâm Ảnh trước mặt, đúng là một cổ đậm đà tinh khí đập vào mặt. Người này và Tư Đồ may mắn có rất lớn khác biệt, phải cùng vị kia quan hệ không cạn, hai người hơi thở thật sự là quá tương tự. Thương cổ thần y ngưng trọng nói,
Lâm Ảnh gặp hai người câm như nhau, cũng không nhịn được nữa, một cổ hàm chứa vô số tử thi sát khí hướng Diệp Thần đánh thẳng tới, tầm thường hỗn độn cảnh sơ kỳ cường giả đang đối mặt như vậy chèn ép, sợ rằng tại chỗ liền sẽ bị lạc ở đó núi thây biển máu bên trong. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, loại trình độ này công kích lại xa xa không đủ xem. Diệp Thần ý chí võ đạo có thể so với ngoan thạch, một lòng trở nên mạnh mẽ, vô luận bất kỳ chuyện, đều không cách nào xóa sạch hắn trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Ý chí võ đạo vừa ra, không chỉ có Lâm Ảnh sát khí đối với Diệp Thần không có dùng, ngược lại bị Diệp Thần ý chí võ đạo cho ảnh hưởng, cường đại tinh thần năng lượng đánh thẳng vào Lâm Ảnh, trực tiếp đem chi đánh bay vài mét xa, máu loãng phún ra ngoài. Ta tới hỏi ngươi, có thể biết hay không Mạc Huyết Minh người này? Diệp Thần trên cao nhìn xuống, từng bước một đi về phía huyết quỷ, cha hỏi nói. Mà đây Mạc Huyết Minh, chính là ban đầu tàn sát mấy triệu người lão thương trong lòng tâm ma. Ta cùng các hạ không thù không oán, các hạ vì sao phải? Huyết quỷ còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Thần một kiếm đâm thủng, loại người này không đáng giá được thương hại, lần nữa hỏi ta hỏi ngươi có biết hay không Mạc Huyết Minh? Huyết quỷ sắc mặt đổi một cái, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn rất tốt bị Diệp Thần cho bắt được. Rất tốt, xem ra ngươi biết. Nắm chặt tại Mạc Huyết Minh hết thảy nói cho ta, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái. Diệp Thần nói huyết quỷ phảng phất không nghe thấy, chỉ là oán hận nhìn Diệp Thần, không nghĩ tới lần này hắn lại nhìn lầm. Đối phương cảnh giới mặc dù chỉ có chạm ách cảnh tầng 5 trời, nhưng thực lực nhưng là xa cao hơn cảnh giới bản thân, nói không chừng dùng bí pháp gì che lại cảnh giới. Các hạ cùng Mạc Điện Chủ có thủ oán. Huyết quỷ thận trọng thử dò xét nói, bất quá mặc hắn nói xé trời, Diệp Thần cũng chỉ là lạnh lùng đưa mắt nhìn. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi, Mạc Huyết Minh ta biết, không quá ta và hắn quan hệ là. Huyết quỷ cố ý kéo dài giọng, đợi Diệp Thần bị hắn nói hấp dẫn tới sau đó, khóe miệng liền không tự chủ được miệng nhếch một cái mỉm cười, còn quá trẻ. Huyết bức vạn tượng. Đột nhiên. Huyết quỷ sau lưng xuất hiện một đạo quỷ dị con rơi chi ảnh, tiếp theo, vô số huyết bức từ cánh hạ bay ra, mang mùi máu tanh xông về Diệp Thần. Diệp Thần nhưng không có động tĩnh, ngược lại đứng tại chỗ, giống như xem thằng hề vậy nhìn máu này quỷ, hắn đã sớm biết xem cái này loại tà đạo người sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chỉ cần có thể giết đối phương, biện pháp gì bọn họ đều dùng đi ra. Bất quá những thứ máu này rơi thật sự là quá nhỏ bé. Đối với Diệp Thần chút nào không tạo được uy hiếp, trước người huyền diễm sử dụng, những thứ máu này rơi ngay tức thì hóa là khói xanh. Mà ở huyết bức phía sau, huyết quỷ thanh âm truyền tới, ha ha, người trúng kế, chân chính kịch hay còn ở phía sau đó. Từ rậm rạp chằng chịt để cho người không thấy rõ phương hướng huyết bức phía sau, đi đôi với máu quỷ tiếng nói vừa dứt, một đạo màu máu trường thương đâm tới đây, mục tiêu chính là Diệp Thần. Trường thương ở trên đầu thương hàn mang phun trào, huyết quỷ tự tin, coi như là hỗn độn sơ kỳ, ở một kích này hạ vậy được bỏ mạng, Diệp Thần mạnh hơn nữa, hắn không tin vẫn có thể ngăn cản ở. Diệp Lăng Thiên ở một bên cũng không ra tay, bởi vì máu này quỷ đừng bảo là ở Diệp Thần trong mắt, coi như là ở hắn trong mắt, cũng có thể chống lại. Sự thật vậy quả thật như vậy, Diệp Thần sử dụng Chu Thiên Thần Ma Thương, quanh thân có ma khí tụ lại, ở trên đầu thương. Tối om om một chút giống vậy hướng về phía huyết quỷ đã đâm đi, thế đại lực trầm nhất kích để cho huyết quỷ trực tiếp bị càn quét mà bay, thân thể không chịu nổi đổ xuống đất. Diệp Thần đi huyết quỷ đi về phía, bị trọng thương huyết quỷ bò dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Thần, người đàn ông này thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là sử xuất mình một kích mạnh nhất, vẫn là đang đánh lén dưới tình huống, đều bị đối phương đánh bại dễ dàng. Hiện tại huyết quỷ rốt cuộc ý thức được. Mình chọc phải nhân vật dạng gì, cái này Diệp Thần tất nhiên là ẩn núp hỗn độn cảnh cường giả. Hơn nữa không phải vậy hỗn độn cảnh, ít nhất là hỗn độn hậu kỳ. Đáng ghét, lại làm bộ như là chảm ách tầng 5 trời, huyết quỷ cho tới bây giờ không có gặp qua vô sỉ như vậy người. Đầu thương theo Diệp Thần di động đi tới huyết quỷ trước mặt, nhắm ngay hắn cổ, nhàn nhạt nói, ta không tin lời ngươi, cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi thi triển một ít đặc thù thủ đoạn. Sau đó, ta chờ ngươi nói thật. Thương cổ y thần y thuật có thể đem người từ quỷ môn quan kéo ra, dĩ nhiên cũng có thể đem đưa đến quỷ môn quan, y thuật tu luyện tới chỗ cao thâm, liền cũng là một cái có thể làm cho người hỏng mất sát thủ. Cái này bộ thái cổ đốt hồn kim,
có thể cháy hắn thần hồn, hơn nữa lấy một loại vô cùng là chậm rãi tốc độ đang cháy, nhưng là so vạn kiến phệ tim còn thống khổ hơn gấp vạn lần, chân chính sống không bằng chết. Diệp Thần trong đầu nhớ lại châm cứu trình tự, không nghĩ tới lão thương có một ngày vậy sẽ đảm nhiệm loại nhân vật này, coi như là tương đối hiếm thấy, bất quá huyết quỷ coi như không có tàn sát triệu người, bất quá y theo hắn phán đoán, hơn 10.000 người là tuyệt đối có, chỉ có thể nói ác hữu ác báo. Diệp Thần trong tay xuất hiện ba cái châm cứu. Ngươi muốn làm gì? Máu quỷ lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mình nhúc nhích không được, hơn nữa trong đầu thật giống như có vật gì đang động. Ngay sau đó, hắn liền cảm ứng được, mình thần hồn tại bắt đầu tự cháy, mà làm một nắm ngọn lửa, ở hắn trong óc oanh dâng lên, một tiếng hét thảm vậy vào lúc này truyền khắp thiên địa. Đau, coi như là đã từng bị người thiếu chút nữa chém đứt cánh tay, tự xưng là trải qua được bất kỳ khảo nghiệm hắn, lúc này mới phát hiện, đây mới thật là thống khổ. Là tim đau, đau đớn tấn công tới, để cho huyết quỷ cơ hồ muốn đã hôn mê. Nhưng là mỗi tương ứng mau đã hôn mê thời điểm, Diệp Thần liền sẽ kích thích hắn huyệt vị, để cho hắn từ đầu đến cuối giữ thanh tỉnh trạng thái. Thỉnh thoảng còn sẽ giúp hắn để ra nâng cao tinh thần, điều lớp 10 hạ cảm giác đau mà thôi. Diệp Thần nhàn nhạt cười, hơn nữa cầm châm cứu cắm vào trên người hắn không biết tên địa phương, cảm giác đau đột nhiên tăng lên, tuyệt đối là huyết quỷ cả đời này khó quên nhất sự việc, như vậy không biết làm sao hình dung cảm giác đau. Cộng thêm không thể hôn mê, dùng so chết thống khổ hơn đều không thể tới hình dạng hắn lúc này. Thả qua ta. Huyết quỷ hình dáng hết sức thê thảm, cả người đã mất vùng vẫy ý. Ta trước hỏi vấn đề, còn cần lặp lại một lần nữa sao? Đồng thời, Diệp Thần trong tay lại xuất hiện một cây châm cứu. Không, không muốn. Ta nói, ta cái gì cũng chịu nói, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, không. Cho ta một con đường chết. Rất tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó yên tĩnh nghe huyết quỷ nắm chặt tại Mạc Huyết Minh sự việc toàn bộ nói ra. Ta là Mạc Điện Chủ ngoại môn đệ tử, Nguyệt Hoàn dị tượng, Điện Chủ an bài chúng ta đi thần quốc tìm bí cảnh. Một khi có bí cảnh và thượng cổ cường giả tỉnh lại, liền muốn thời gian đầu tiên mang về. Bởi vì ta ở trong điện thân phận không cao, vì vậy đối với sư phụ tin tức, ta biết không hề nhiều. Chỉ biết là hắn hàng năm ở thần quốc các nơi âm thầm đi đi lại lại, nghe sư huynh nói sư phụ muốn mật mưu một đại sự, quan hệ đến toàn bộ thần quốc tương lai. Chuyện này, huyết quỷ còn chuẩn bị cầm mình biết nói ra, nhưng mà bỗng nhiên, huyết quỷ giữa trán có một đạo dấu vết hiện ra, thần hồn không bị khống chế kịch liệt bốc cháy, cái này loại cháy lan truyền đến toàn thân các nơi, một lát sau, huyết quỷ thì đã biến thành bụi bặm. Ngọn lửa tắt chỗ. Một cái bóng đen trôi lơ lửng ra, đứng ở giữa không trung, xoay người nhìn về phía Diệp Thần. Bóng đen ánh mắt cực kỳ lạnh người. Là máu thêm u ám. Coi như Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, cũng là cảm giác được nguy cơ. Bóng đen bộ mặt bình thường không có gì lạ, nhìn như tựa hồ không giống cái gì người xấu. Nhưng Diệp Thần nhưng từ hắn đôi tròng mắt kia bên trong, thấy được so với huyết quỷ còn kinh khủng hơn dù sao cũng lần máu tanh. Mà lão thương vậy vào lúc này kịch liệt rung rung, bởi vì chính là người trước mắt này, chu diệt trên 1 triệu người. Như lão thương không cứu người này, lúc đó thần quốc cũng sẽ không rơi vào dầu sôi lửa bỏng bên trong. Đây là lão thương vĩnh viễn tâm ma. Ngay tại lúc này, bóng đen lên tiếng. Thằng nhóc, ngươi trên người có để cho ta quen thuộc hơi thở, bất quá, ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Ta chỉ cảnh cáo một lần. Sau đó bóng đen tản đi, vô hình xương máu tựa hồ vậy biến mất ở trong không khí, cái này Mạc Huyết Minh, chỉ là một đạo hư ảnh liền tương đối đáng sợ. Kích động đi qua lão thương nhưng lại yên lặng xuống. Hồi lâu mở miệng nói. Diệp Thần, buông tha đi, ở trên cao cổ hắn liền quá mạnh mẽ, càng không cần phải nói hiện tại, chuyện này vốn cũng không ngươi nên quản, đều là chính ta phạm sai lầm. Thương cổ y thần sắc ảm đạm. Coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng không đánh lại cái này ma đầu, hắn không muốn để cho Diệp Thần là hắn mạo hiểm, cái này cũng không đáng. Chẳng lẽ cái này Mạc Huyết Minh đã đến thiên thần cảnh? Nếu là như vậy mà nói, quả thật hết sức khó giải quyết. Bất quá, đây cũng không phải là Diệp Thần lùi bước lý do. Diệp Thần lăng tiêu võ ý, liền là không thể lùi bước. Nếu như sợ hãi,
vậy thì trở thành hắn tâm ma. Con đường võ đạo, thì như thế nào tiếp tục tiến về trước? Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác, Mạc Huyết Minh trên mình cũng có luân hồi đứng đầu liên quan. Đây là trực giác của hắn. Lão thương, dọc theo con đường này tới nay, ngươi trợ giúp ta quá nhiều, nếu không phải ngươi, ta căn bản là không có cơ hội đứng ở nơi này thần quốc, có lẽ đã sớm chết rồi, cho nên, cái này Mạc Huyết Minh, ta giết định. Lần này, đổi ta tới giúp ngươi. Diệp Thần thần sắc kiên định nói. Nếu như tham sống sợ chết, vậy hắn cái này luân hồi đứng đầu cũng chỉ quá hữu danh vô thực một ít. Sớm lúc trước, Diệp Thần cũng đã bắt được máu này quỷ chiếc nhẫn chữ vật, phát hiện vậy không có vật gì tốt, liền là một khối lệnh bài để cho hắn có chút hiếu kỳ, trên đó viết Minh Điện hai chữ. Làm Diệp Thần tỉ mỉ dùng thần hồn cảm giác thời điểm, vẫn có thể dò thám biết đến tựa hồ tồn tại Minh Điện một cái như vậy địa phương, có một cái vô hình đường dây ở chỉ dẫn Diệp Thần đi. Xem ra cái này Minh Điện chỉ sợ là thường xuyên đổi vị trí. Biết được Minh Điện vị trí cụ thể, Diệp Thần liền và Diệp Lăng Thiên một đường theo dõi đi, không bao lâu, liền đi tới một nơi thập vạn đại sơn bên trong, địa thế nơi này rất là hung hiểm, nếu không phải là có trước lệnh bài chỉ dẫn, căn bản khó mà phân biệt cụ thể phương vị. Rất nhanh, Diệp Thần liền tìm được Minh Điện lối vào, đang thì ở vào cái này thập vạn đại sơn cao nhất đỉnh ngọn núi kia phía dưới, phía trên chính là có một cái trận pháp che giấu hơi thở, chỉ cho phép cầm lệnh bài người tiến vào. Ồ, điện chủ, ta phát hiện nơi này có tổ tiên hơi thở. Giữa lúc Diệp Thần suy tư lúc đó, Diệp Lăng Thiên một mặt kích động nói. Diệp Thần vậy là tò mò hỏi, là Diệp gia tổ tiên lưu lại tượng thần sao? Nếu như có thể hấp thu nữa một lần tín ngưỡng lực nói, chỉ sợ sẽ làm cho Diệp Lăng Thiên thay đổi mạnh hơn. Không phải. Bất quá nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là tổ tiên đã từng đề cập tới một kiện vũ khí, chính là tổ tiên đã dùng qua thần binh, đặc biệt là hoang cổ thần mạch sử dụng. Một lần thượng cổ đại chiến, bất ngờ lưu ở chỗ này. Diệp Lăng Thiên tổ tiên, chính là luân hồi đứng đầu bên người đắc lực chiến tướng, hắn đã dùng qua binh khí, vậy nhất định không phải là phàm vật, vậy giống vậy có thể đề cao thật lớn Diệp Lăng Thiên chiến lực. Vậy ngươi đi tìm vật này, ta đi trước Minh Điện điều tra một chút tình huống. Diệp Thần hướng về phía Diệp Lăng Thiên nói, không cùng Diệp Lăng Thiên nói nhiều, liền chỉ một thân một mình đi Minh Điện. Diệp Lăng Thiên rời đi nơi này sau đó, liền y theo trước Diệp gia đặc thù theo dõi thuật, một đường thăm dò đến thập vạn đại sơn bên bờ, mới như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn phía trước. Dựa theo hơi thở biểu hiện, hẳn chính là ở phụ cận đây. Nhưng mà đừng nói cái gì binh khí, hoàn toàn chính là một phiến cây xanh, hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không tới lộn chỗ, luôn mãi sau khi xác nhận không có sai lầm. Lúc này mới bắt đầu một chút xíu không buông tha nơi này mỗi một chi tiết. Thập vạn đại sơn thuộc về thần quốc Thiên Thanh trong dãy núi, là một nơi địa phương thần kỳ, chính là trình độ nguy hiểm có thể so với cấm địa, nhưng là đồng thời cơ hội cũng là để cho người đổ xô vào. Nơi này từng có tuyệt thế cường giả động phủ xuất thế, còn có thể đủ tái tạo xương thịt người chết thần dược, nhưng là cũng có cắn người khác khủng bố dị thú, cơ hội cùng nguy cơ cùng tồn tại, thần bí khó lường. Đây cũng là nổi tiếng xa gần thập vạn đại sơn. Diệp Lăng Thiên thừa kế tổ tiên truyền thừa trí nhớ, cũng có liên quan tới thập vạn đại sơn trí nhớ, hình như là nơi này phát sinh qua một ít việc lớn, nhưng là cụ thể không nhớ rõ. Dù sao thập vạn đại sơn hẳn là một người vô cùng là chỗ đặc biệt, tổ tiên đem vũ khí để ở chỗ này, chắc cũng là có đạo lý của hắn. Tìm nửa ngày, Diệp Lăng Thiên phát hiện mình cái gì cũng không tìm được, tâm tình có chút như đưa đám. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ đầu một cái, đúng vậy, hẳn là như vậy mới đúng. Hắn lúc này mới nhớ tới, nếu như đây tuyệt đời thần binh như thế tùy tiện sẽ để cho người phát hiện, đây chẳng phải là đã sớm bị người cho đoạt đi. Nhất định là có cái gì chỉ có thân là Diệp gia đệ tử mới có thể chạy phương pháp. Diệp Lăng Thiên bắt đầu thử đi dẫn dắt trên người mình còn sót lại tín ngưỡng lực, chính là Diệp gia tổ tiên hấp thu chúng sanh tín niệm mà đến lực lượng. Cổ năng lượng này mới vừa xuất hiện, lập tức sẽ để cho không khí bốn phía lưu động phát sinh biến hóa. Thấy một màn này, Diệp Lăng Thiên đại hỉ, quả nhiên như vậy. Theo tín ngưỡng lực thâu suất gia tăng, không khí lưu động vậy bắt đầu tăng nhanh, rất nhanh, một cái khổng lồ trận pháp từ trong hư không trốn ra, trận pháp có chục nghìn mét chi chiều rộng,
cao đến mấy trăm mét, hoàn toàn đem cái này một phiến đất trống cho bao phủ. Cái này, thật là ra tay thật lớn. Nếu không phải bảo bối nói, rất khó tưởng tượng, chỉ là một kiện binh khí, liền bày ra như vậy thông thiên trận pháp, quả thực làm người ta kinh hãi. Bất quá, càng như vậy, Diệp Lăng Thiên đối với mà món bảo vật này mong đợi lại càng lớn, Diệp gia tổ tiên chinh chiến vạn giới bảo bối, hôm nay do hắn cái này hậu bối tới thừa kế. Trận pháp sau khi xuất hiện, theo Diệp Lăng Thiên tín ngưỡng lực truyền tống, nguyên bản ẩn chứa vô số sát chiêu trận pháp vậy chậm rãi tan rã, rồi sau đó, một tòa cúng tế đài xuất hiện ở trận pháp trung ương. Diệp Lăng Thiên ánh mắt nhìn sang, con người chợt co rúm một cái, ở đó trên đài, có một cái để cho hắn xem một chút, liền khó quên tuyệt thế thần binh. Mà nó tên chữ, gọi là Thâm Uyên Đoạn Tội Thương. Súng thần toàn thể phơi bày màu đỏ nhạt, nhìn như bình thường, nhưng để cho Diệp Lăng Thiên kinh ngạc chính là, cái này cầm trường thương ẩn chứa máu tươi, tuyệt không phải số ít. Hắn có một loại dự cảm, cái này cầm bắn chết người, sợ rằng sẽ không yếu hơn Mạc Huyết Minh cái đó ma đầu. Mỗi đi tiến một bước, Diệp Lăng Thiên cũng có thể từ phía trên cảm nhận được to lớn áp lực truyền tới, đó là Thâm Uyên Đoạn Tội Thương ở hướng hắn làm áp lực. Vô luận là vì sao binh khí, một khi có linh, quả quyết sẽ không chọn phế vật ký chủ, nếu như không có được nó đồng ý, liền khó mà phát huy ra súng bản thân uy lực. Diệp Lăng Thiên cảm giác mình thật giống như tiến vào một cái viễn cổ chiến trường, ở chỗ này, hắn là một người tướng quân, vượt mọi chông gai, một đường giết mù quáng, máu tươi ở tung tóe, hội tụ thành sông, thi thể bị trà đạp, chất đống thành núi. Vô số chiến sĩ người trước gục ngã người sau tiến lên, vì còn sống, đã không có đường lui, duy nhất còn sót hy vọng chính là giết, cho đến giết sạch đối diện tất cả mọi người, mình là có thể sống. Ở nơi này trận không ngừng nghỉ giết chóc, trên bầu trời xuất hiện một vòng huyết nguyệt, màu đỏ trở thành nơi này chủ sắc thái. Diệp Lăng Thiên biết đây là một cái khảo nghiệm, nếu như không thể thông qua, sợ rằng cuộc đời này liền cùng cái này Thâm Uyên Đoạn Tội Thương hoàn toàn vô duyên. Giết hại, vừa mới bắt đầu, mà Diệp Lăng Thiên nhưng không biết vì sao mà giết, rốt cuộc muốn giết hướng phương nào. Mê mang bắt đầu hiện lên, càng nghi ngờ, càng để cho hắn hoài nghi mình. Ta không nên tiếp tục như vậy, ta sẽ chết, ta còn có việc phải đi làm, ta phải bảo vệ điện chủ, không thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Diệp Lăng Thiên thần sắc lại leo lên mấy phần hy vọng. Ta không muốn chết, là bởi vì là ta cũng có muốn phải bảo vệ đồ, luân hồi đứng đầu, còn có Diệp gia, ta muốn bảo vệ hết thảy các thứ này. Diệp Lăng Thiên con người dần dần tách ra sáng lên, hắn ở chỗ này, không phải đơn thuần vì giết hại mà giết hại. Hắn có mình phải bảo vệ đồ, cho nên cuộc chiến tranh này, hắn muốn phải thắng, vậy phải thắng lợi. Con người màu máu rút đi, từ tiến vào tràng này cổ xưa chiến tranh bắt đầu, Diệp Lăng Thiên tim liền rối loạn, bị giết lục vây khốn cặp mắt mình, mà hiện tại, hắn thanh tỉnh, hắn biết mình muốn cái gì, cùng với đang làm gì. Giết hại màu máu, tràn ngập phía trước, Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, màu máu nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Mà Diệp gia tổ tiên hư ảnh người khoác chiến giáp, mặt lộ hiền hòa nhìn Diệp Lăng Thiên. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm, từ đây, Thâm Uyên Đoạn Tội Thương là tài sản của ngươi. Diệp Lăng Thiên đồng dạng cũng là khẽ mỉm cười, trong tiếng cười, cũng không phải là đắc ý, mà là đồng ý, còn có một loại trách nhiệm ở đáy lòng này sinh lên. Ngươi rất tốt, không bị giết hại che kín cặp mắt, như vậy, ở sau này, ngươi mới có thể chân chính xem biết mình muốn cái gì. Vĩnh viễn không nên quên mình dự tính ban đầu. Hư ảnh vậy dần dần tiêu tán, trận pháp này cũng không biết tồn tại bao lâu, hư ảnh đã sớm nên biến mất ở giữa trời đất, chỉ bất quá bởi vì trận pháp này che đậy một ít ngày cơ hội, để cho hư ảnh được kéo dài đến nay. Tiến lên giọt máu sau đó, Thâm Uyên Đoạn Tội Thương liền cùng hắn huyết mạch hòa hợp, quơ múa gian, như cánh tay sai khiến, ác liệt sức lực gió để cho chung quanh đại sơn cũng kinh không chịu nổi, xuất hiện vô số vết rách. Cùng lúc đó, Diệp Thần cầm ra cả người áo bào đen mặc vào, lại là che đậy mặt mũi. Sau đó, liền đi tới cổ điện vòng ngoài, cũng không lâu lắm, thì có người đi ra ngăn lại nói, người tới người nào. Diệp Thần không nói lời nào, lấy ra vậy viết minh điện hai chữ lệnh bài. Thấy lệnh bài kia, người này lúc này cung kính nói, huyết quỷ đại nhân. Bất quá để cho người này có chút kỳ quái phải,
hôm nay huyết quỷ đại nhân thật giống như có điểm không giống nhau, nhưng cũng không nói lên được. Một đường đi vào, Diệp Thần cũng là phát hiện, nơi này thật đúng là có động thiên khác, hoàn toàn có thể so với một thành phố lớn, vô số kiến trúc khi tiến vào đại sơn sau phơi bày ra, minh điện kiến trúc ngược lại là có khác một phen phong cách. Bất quá toàn thể mà nói, vẫn là phơi bày một loại màu đỏ nhạt, để cho người cảm giác hết sức kiềm chế, tựa hồ là bị vô số máu rửa sạch một phen, trên đường phố cơ hồ không thấy tức giận, đều là tới đi vội vàng, ăn mặc quần áo đen người đi đường. Đột nhiên, luân hồi mộ địa run động, để cho Diệp Thần sững sốt một chút. Chẳng lẽ, nơi này có vật gì và luân hồi mộ địa có liên quan? Diệp Thần mặt không đổi sắc, nhưng là hướng luân hồi mộ địa chỉ dẫn phương hướng đi trước. Luân hồi mộ địa là Diệp Thần cường đại nhất lá bài tẩy, có thể câu động dậy luân hồi mộ địa đồ, tất nhiên không phải là phàm vật, vô luận như thế nào, Diệp Thần cũng phải đi điều tra một phen, dĩ nhiên, hắn vậy sẽ thời khắc chú ý động tĩnh bên cạnh. Diệp Thần còn hoàn toàn không biết Mạc Huyết Minh phải chăng ở chỗ này, cho nên không thích hợp bứt dây động rừng, âm thầm điều tra, tìm được cơ hội Diệp Thần sẽ không chút do dự ra tay. May mắn, tựa hồ cũng không có người nào chú ý tới hắn, Diệp Thần một đường thuận lợi đi tới cái này làm cho luân hồi mộ địa kịch liệt run rẩy địa phương, lúc này mới dừng lại bước chân, nhìn tới. Một tòa cao ngất cung điện tọa lạc tại cái này minh điện chỗ sâu nhất, nơi này, tựa hồ đã đi tới cuối. Xem kích thước này, chỉ sợ là tương đương với phủ thành chủ vậy tồn tại, nếu như Mạc Huyết Minh là ở minh điện bên trong mà nói, vậy nơi này khả năng lớn nhất. Ở Diệp Thần cầm ra lệnh bài sau đó, rất dễ dàng liền lăn lộn đi vào, bất quá hắn phát hiện, mình là bị phong tỏa, mấy đạo chỗ tối ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Quả nhiên, không như thế dễ dàng. Coi như mượn luân hồi mộ địa đem mình tu vi cho che giấu, nhưng sợ rằng cho người một loại hết sức khả nghi cảm giác. Diệp Thần ngược lại cũng không vội vã đi tìm Mạc Huyết Minh, trước không nói có gọi hay không được qua, hiện tại trên tay hắn không có một chút liên quan tới minh điện tình báo. Nếu như tùy tiện đánh ra, sẽ để cho mình thân vùi lấp hiểm cảnh, đến lúc đó muốn chạy ra khỏi nơi này, thì không phải là một chuyện dễ dàng. Đó là, làm Diệp Thần đi tới minh điện một chỗ vắng vẻ lúc đó, tầm mắt xuyên thấu qua mở cửa, thấy bên trong đang để một ngôi sao quang bao trùm sáng chói đá lớn. Mà chính là cái này một viên đá, để cho luân hồi mộ địa đang run rẩy, đúng như dự đoán, chính là luân hồi tinh thạch. Cái này một viên luân hồi tinh thạch, lại so Hạ Linh Thu lấy được luân hồi tinh thạch còn to lớn hơn. Thậm chí năng lượng nguyên còn muốn thuần túy. Luân hồi tinh thạch là luân hồi mộ địa xây dựng cơ sở. Thần quốc ít chi lại càng ít. Minh điện lại vì sao sẽ xuất hiện? Mấu chốt vẫn là một viên như vậy sáng chói luân hồi tinh thạch. Giờ khắc này, Diệp Thần thần sắc hoàn toàn ngưng trọng. Viên này luân hồi tinh thạch, bất kể như thế nào nhất định phải đạt được. Bất quá để cho hắn bất ngờ phải, trọng yếu như vậy địa phương, vì sao lộ vẻ được không có trọng binh canh giữ? Mạc Huyết Minh rốt cuộc đang làm gì? Sợ rằng sau lưng không đơn giản như vậy. Diệp Thần cưỡng ép kềm chế mình kích động tim, cố ý làm bộ như là trong vô tình đi tới nơi này, bắt đầu đi đường cũ trở về, yên lặng cầm nơi này tuyến đường nhớ, dù sao luân hồi tinh thạch không gấp tại tạm thời. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lên đường lúc đó, hắn con người đông lại một cái, dừng lại. Hắn phát hiện mình lại bị một đạo tuyệt mạnh hơi thở phong tỏa. To gan, dám xông vào U Minh Điện, chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là Minh Điện cấm địa sao? Diệp Thần lúc xoay người, một cái ông già xuất hiện ở hắn trước mắt, ông già như ưng chim cắt giống vậy cặp mắt phát ra ánh sáng sắc bén, trên dưới quét nhìn Diệp Thần, sau đó cười lạnh nói, không có ta Minh Điện công pháp chập chờn. Ta đây là kỳ quái rốt cuộc là cái nào không có mắt, nguyên lai, người cũng không phải là minh điện người. Ông già nói xong, một cổ cực hạn huyết khí chập chờn từ trong tay hắn phát ra, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, thì có mười mấy tên cường giả xúm lại, cầm Diệp Thần khốn ở chính giữa. Mà đây mười mấy tên cường giả, bất ngờ đều là hỗn độn cảnh cường giả. Người này không phải ta minh điện người, cầm hắn bắt lại cho ta, tiến hành nghiêm hình đánh khảo. Ép hỏi ra hắn biết bất kỳ tin tức nào. Ông lão địa vị tựa hồ rất cao, hừ lạnh một tiếng, tất cả hỗn độn cảnh cường giả liền hướng Diệp Thần tới gần, trong mắt đều là sát ý ngưng tụ. Cái này mười trên người mấy người phun trào ra nồng đậm huyết khí.
mỗi trên người một người cũng dính không ít người mệnh. Thậm chí có thể, tự tay giết mình chí thân. Diệp Thần biết giấu giếm không nổi nữa, cũng sẽ không phải che che giấu giấu, áo bào đen tháo xuống, tu vi hiển lộ, cả người nhất thời bại lộ ra, để cho được không khí chung quanh tựa hồ đều yên lặng mấy giây. Chính là chảm ách tầng 5 trời, lại cũng có thể lẫn vào ta minh điện. Cầm ngày hôm nay người trông coi đưa đi ao máu, tỏ vẻ trừng phạt. Tà hộ pháp. Những cái kia hỗn độn cảnh cường giả trên mặt lộ ra cười nhạt, chảm ách tầng 5 thiên dõi mắt thần quốc, chẳng qua là phổ thông trình độ. Huống chi nguyệt hoàn dị tượng xuất hiện, để cho thần quốc võ giả tu vi không ngừng lên cao. Cảnh giới như vậy, đối với bọn họ mà nói, thật sự là thật quá thấp. Thấp đến bọn họ khinh thường tại ra tay, bất qua tả hộ pháp mệnh lệnh bọn họ vậy không dám chống lại. Lúc này một cái mang trên mặt tà người cười đi ra, hướng Diệp Thần đi tới. Để cho ta tới dậy một chút ngươi, cái này minh điện cũng không phải là tốt như vậy xong. Vị này đứng ra minh điện cường giả, bất ngờ có hỗn độn cảnh 7 tầng thiên tu vi. Vậy cường hãn hơi thở chập chờn, cho dù là chảm ách cảnh đỉnh cấp cường giả cũng không cách nào chịu đựng. Nhưng Diệp Thần nhưng chút nào không chịu ảnh hưởng tựa như, võ đạo ý nổi lên, quy luật lực ở trong người ngưng tụ, đồng thời trong tay xuất hiện một đạo huyết quang, sát kiếm bị hắn cầm ở lòng bàn tay. Thanh kiếm này không tệ, ta muốn. Sai Vân trưởng lão, chớ có lỡ tay hủy. Tả hộ pháp thấy sát kiếm, nhất thời trước mắt sáng lên, nói. Hắn mặc dù nhìn không thấu sát kiếm, nhưng là trên thân kiếm lộ ra hơi thở, tuyệt không bình thường. Diệp Thần trong lòng cười nhạt, sát kiếm cũng không phải là người bình thường có thể nắm trong tay. Cái này trong minh điện cường giả mạnh thì mạnh vậy, nhưng là ngồi giếng quan thiên, thật lấy là ăn chắc hắn. Tả hộ pháp yên tâm là được. Sai Vân trưởng lão cười gần một tiếng, tiếp theo đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi tự tiện xông vào minh điện cấm địa, ta xử ngươi tội chết. Hỗn độn chi khí phun ra. Ở Diệp Thần trên đỉnh đầu không ngưng tụ ra một cái giả thiên tay khổng lồ, một trưởng này oai, bất ngờ là phải đem Diệp Thần trực tiếp đập bể. Diệp Thần trong mắt lãnh sắc chớp mắt, vận chuyển đốt máu quyết, lấy sát kiếm đánh ra lôi hoang phách tinh kiếm võ, màu máu ánh sáng thẳng xông về đỉnh đầu bàn tay lớn. Cái này một cái đối chiêu, hỗn độn cảnh 7 tầng thiên đối với chảm ách cảnh tầng 5 trời, tà hộ pháp cùng cái khác minh điện hỗn độn cảnh cường giả ở một bên chỉ điểm cười nói. Đối với kết quả đã sớm như vậy tại tim, cũng cảm thấy sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Chính là một cái chảm ách cảnh tiểu bối, có thể mò tới cái này hạch tâm cấm địa, xem ra chúng ta môn nhân đệ tử cuộc sống qua thật là an giật chút, lại như vậy không chịu trách nhiệm. Chân chúng ta thủ nơi đây mấy ngàn năm, thằng nhóc này là nhiều năm như vậy bên trong cái đầu tiên xông tới đây, ngược lại là cho chúng ta cái này nhàm chán thời gian tăng thêm chút vui thú. Sai trưởng lão cũng có phần quá mức tâm từ thủ nhuyễn, một trưởng đập chết hắn quá tiện nghi tiểu tử này, chiếu ta nói, hẳn đem hành hạ 7749 ngày sau sẽ đi xử tử. Nhiều người cường giả ngươi một lời ta một lời, cho rằng Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Màu máu ánh sáng sáng lên nháy mắt, vậy tà hộ pháp nhướng mày một cái, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Không tốt, sai trưởng lão chú ý. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, sát kiếm đánh tan bàn tay lớn, dự uy vẫn còn, ở Diệp Thần điều khiển hạ quay lại chém về phía vậy Sài Vân trưởng lão. Sài Vân trên mặt cười gần vẫn còn ở, ánh mắt nhưng là chợt co rúm một cái, trong lòng khí lạnh đại mạo, trên mình tràn ngập hơi thở càng mênh mông khủng bố, đang muốn hai tay kết ấn hướng kiếm quang kia nghênh đón. Kiếm quang kia nhưng mau không tưởng tượng nổi, từ hắn vai trái không có vào. Rồi sau đó từ bên phải nơi hông trốn ra. Ngươi! Sài Vân đôi mắt trợn tròn, chỉ kịp nói ra một chữ, liền ầm ầm ngã xuống, hơi thở dần dần tiêu tán. Một kiếm trong nháy mắt giết hỗn độn cảnh 7 tầng thiên cường giả. Đây cũng là bây giờ Diệp Thần chân thật chiến lực, cảnh giới cùng hắn mà nói, đã sớm mất đi ý nghĩa. Thậm chí Diệp Thần còn chưa sử dụng mình lăng tiêu võ ý. Vượt cấp giết địch. Đối với Diệp Thần mà nói, bất quá là chuyện thường ngày. Cảnh giới chênh lệch, ngược lại sẽ để cho địch nhân đối với hắn sinh ra khinh địch. Cái này Sài Vân trưởng lão chính là một cái ví dụ tốt nhất, nếu như hắn đối với Diệp Thần chiến lực có chút biết rõ, Diệp Thần muốn giết hắn, vậy cần được phí một ít công phu. Dễ dàng như vậy giải quyết một cái cường địch,
Diệp Thần ra tay lúc liền làm xong dự định, hành tung bị đoán được, muốn xông ra cái này Minh Điện chỉ sợ là khó khăn trùng trùng, nhất định sẽ có một phen ác chiến. Vậy thì lấy thủ đoạn lôi đình xuất kỳ bất ý trước diệt hết một cái, đối đãi kẻ địch, không thể mềm lòng chùn tay. T. Một phiến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, tả hộ pháp các người đều sợ ngây người, khiếp sợ tại Sài Vân trưởng lão chết, kinh hãi tại Diệp Thần mạnh mẽ. Cái này, điều này sao có thể? Sài Vân trưởng lão, lại chết như vậy? Một vị Minh Điện trưởng lão tự lẩm bẩm, như là không tiếp thụ nổi loại kết quả này. Tả hộ pháp hít sâu một cái, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt vô cùng băng hàn. Hừ, ngược lại là khinh thường người này, bất quá đường đường hỗn độn cảnh cường giả, lại ngụy trang thành trảm ách cảnh tiểu bối, như vậy hành vi, làm người ta khinh thường. Tả hộ pháp lại kìm nén, quanh thân phun trào ra màu máu, nhàn nhạt nói. Diệp Thần sững sốt một chút, trong lòng dở khóc dở cười. Cái này tả hộ pháp lại sẽ nghĩ như vậy. Bất quá ngược lại cũng là nhân chi thường tình, dẫu sao mình lộ ra chiến lực quá mạnh mẽ, coi như Diệp Thần tận lực giải thích, bọn họ vậy sẽ không tin tưởng Diệp Thần thật chỉ là trảm ách cảnh tầng 5 thiên tu vi. Ta đuổi thời gian, các ngươi cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Mặc dù Minh Điện lần này cũng không tổn thất cái gì, nhưng trước có rừng ảnh chết, hiện tại lại giết đối phương một vị hỗn độn cảnh trưởng lão, thù này, đã là không chết không thôi. Hơn nữa, xông vào Minh Điện hạch tâm cấm địa, đối phương quả quyết là sẽ không thả hắn đi, cho nên một tràng ác chiến không thể nào tránh. Các vị trưởng lão bày trận, ta cùng liên thủ đem bắt giữ, giao cho điện chủ đại nhân xử trí. Tả hộ pháp một tiếng quát lên, ném ra một mặt trận kỳ. Cái khác mười mấy vị hỗn độn cảnh bên trong hậu kỳ Minh Điện trưởng lão mỗi người kéo ra khoảng cách, bày ra trận hình cầm Diệp Thần vây vào giữa đồng thời, ném ra trận kỳ linh bảo vật. Bất quá mấy cái hô hấp, một tòa đại trận liền đem Diệp Thần vây khốn, nhiều người Minh Điện trưởng lão tất cả thủ một khối. Hơn 10 đạo cường đại lực lượng, hoặc là pháp bảo, hoặc là thần thông, hướng trong đại trận giữa Diệp Thần đánh tới. Trận pháp gia trì dưới, cái này hơn 10 vị trưởng lão hợp lực, cho dù là hỗn độn cảnh bên trong hậu kỳ đại năng giả cũng phải suy vi. Nhưng Diệp Thần bình thản không sợ, lăng tiêu võ ý và quy luật lực quanh quẩn người. Mấy đoàn thần hỏa ngưng tụ ra phiêu tại thân thể bốn phía, tất cả loại vũ khí cường đại thần thông đánh ra, tiếp những công kích này. Hơn 10 chiêu sau này, giao thủ như cũ kịch liệt, hơn 100 chiêu sau đó, Diệp Thần như là hóa thân là ma thần, chiến lực không giảm mà lại tăng, bộc phát hung mãnh. Tả hộ pháp cùng Minh Điện các cường giả quả thật càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là sợ. Nếu như một đối một giao thủ, trong những người này, coi như là tả hộ pháp vị này người mạnh nhất, vậy tự nhận là tuyệt đối không địch lại Diệp Thần, thậm chí cảm giác, chính diện giao phong toàn lực ra tay dưới, hắn không chống nổi 10 chiêu. Đây là nơi nào nhô ra cường giả, xem hắn công pháp thần thông, như là giả thiên ma đế nhất mạch. Nhưng cho dù là bây giờ giả thiên ma đế, nguyệt hoàn dị tượng dưới, không bước vào đỉnh cấp, vậy không như thế mạnh đi. Kéo, lớn như vậy động tính. Sớm muộn sẽ kinh động trong điện mạnh hơn tồn tại, đây là chúng ta Minh Điện đại bản doanh, chỉ phải kiên trì tạm thời nửa khắc, cùng cường viện tới, người này tất bại. Tả hộ pháp nghĩ đến điểm này, âm thầm truyền âm các trưởng lão khác, cái này hơn 10 vị Minh Điện các cường giả bắt đầu thay đổi lối đánh, đổi công làm thủ. Đại trận bao phủ dưới, chỉ cần Diệp Thần không phá được trận, bọn họ liền không lo lắng hắn có thể chạy khỏi. Ngay tại lúc này, lão thương thanh âm ở Diệp Thần đáy lòng vang lên, thằng nhóc, tốc chiến tốc thắng, trong Minh Điện đầm rồng hang hổ, đặc biệt là vậy Mạc Huyết Minh, nếu như kinh động hắn, ngươi là chắp cánh khó thoát. Diệp Thần trong lòng cảnh giác, từ như vậy cuồng nhiệt trong trạng thái chiến đấu nhất thời tỉnh hồn lại. Việc cần kíp không phải chiến đấu, mà là rời đi Minh Điện, nếu không tánh mạng kham yêu. Đối mặt cái này mọi người trận pháp, Diệp Thần đột nhiên ngừng lại. Hai tay chắp sau lưng, trong mắt nhắm lại. Giờ khắc này, cả thế giới tựa như yên tĩnh lại. Thằng nhóc này lại không phản kháng. Hơn nữa nhìn dáng dấp, tựa hồ buông tha. Tả hộ pháp và mọi người nhìn nhau, mới vừa muốn nói cái gì. Đột nhiên, một đạo hét lớn vang tận mây xanh. Tiểu hoàng, nuốt cái này trận pháp. Một khắc sau, một đạo đỏ xanh ngọn lửa phóng lên cao. Rồi sau đó,
một con cự thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu hoàng thiên phú một trong, chính là phá trận, nói chính xác, là chiếm đoạt trận pháp. Linh thú và chủ tâm ý người tương thông, tiểu hoàng tất nhiên biết được Diệp Thần thả hắn đi ra ngoài mục đích là cái gì, chạy thẳng tới vậy tạo thành trận pháp linh cờ linh bảo đi. Chỉ gặp tiểu hoàng miệng to dương ra, tất cả phun ra một miệng đặc thù lực lượng bao phủ hướng trận kỳ, chỉ gặp trận kia cờ ngay tức thì ảm đạm, giống như là bị ô nhiễm, mất đi lực lượng. Tiểu hoàng miệng to lại là hút một cái, trận kia cờ liền thẳng không có vào hắn trong miệng, món pháp bảo này, lại trực tiếp bị hắn nuốt. Tiểu hoàng hơi thở hơi tăng lên chút, trận pháp này lực đối với nó mà nói là lớn bổ, nuốt càng nhiều, hắn cảnh giới thực lực tăng trưởng lại càng mau. Tả hộ pháp đám người nhất thời cả kinh thất sắc, không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ có cái này cùng năng lực đặc thù linh thú. Mau, giết cái này con linh thú. Bổ toàn trận pháp, chứ có để cho người này nhân cơ hội chạy. Một khắc sau, vậy lưu động cực mạnh năng lượng ba động trận pháp, lại dần dần phong bế. Mắt xem thì phải hoàn toàn đóng cửa, Diệp Thần lại không có rời đi. Hiện tại trận pháp đã xuất hiện lỗ hổng, nếu như mình muốn đi tất nhiên có thể đi, nhưng tiểu hoàng nhưng là không để ý tới, đem ở lại chỗ này hậu quả, đó chính là tiểu hoàng liền gặp nguy hiểm. Tiểu hoàng trừng mắt nhìn chằm chằm mọi người, mở miệng nói, chủ nhân, đi mau, những người này ta có thể giải quyết. Nhưng mà Diệp Thần không có rời đi. Tiểu hoàng không chỉ là hắn linh thú, lại là đồng bạn, cùng nhau đồng sanh cộng tử sông sáo chư thiên, trải qua rất nhiều nguy hiểm, cái này loại ném xuống bạn đồng đội chuyện, hắn Diệp Thần là quả quyết không làm được. Giết! Diệp Thần lần nữa cuồng bạo, cục diện bây giờ lại trở thành minh điện tất cả trưởng lão tập trung hỏa lực định tiêu diệt tiểu hoàng, Diệp Thần đem mọi người công kích chặn toàn bộ. Tiểu hoàng phá trận càng lúc càng nhanh, tả hộ pháp các người áp lực càng ngày càng lớn, loại thời khắc mấu chốt này, hơn 10 vị minh điện các cường giả cũng đều bày ra liều mạng tư thái. Coi như trả giá lớn bằng máu, cũng không thể để cho Diệp Thần chạy. Rất nhanh, đại chiến đi qua một chung trà thời gian, không biết giao thủ nhiều ít chiêu, đại trận lỗ hổng càng ngày càng lớn, đối với Diệp Thần trói buộc lực càng ngày càng nhỏ, mắt xem thì phải đại trận tan vỡ. Tả hộ pháp các người vậy đều rối rít bị thương, trong đó hai người thậm chí trọng thương, nhưng không một người rút đi. Rối rít cháy máu tươi và tu vi, thậm chí là cháy đại đạo lực. Diệp Thần vậy bị thương, bất quá so với kẻ địch, chút thương thế này ngược lại cũng không tính là cái gì. Hắn vết thương lại đang dần dần khôi phục. Năng lực khôi phục có thể nói nghịch thiên. Tả hộ pháp các người đẫm máu liều mạng, nhưng là trong lòng càng ngày càng nặng nề. Thiên Phượng trưởng lão, Đinh Nguyên trưởng lão, người hai vị tự bạo đi. Yên tâm đi. Các người hy sinh sẽ không uổng phí, ta sẽ hướng điện chủ đại nhân vì các người thỉnh công, bảo đảm ở trong vòng ngàn năm khôi phục hai vị thần hồn. Tả hộ pháp trong mắt tàn khốc chớp mắt, truyền âm vậy hai vị bị thương nặng nhất minh điện trưởng lão. Thiên Phượng, Đinh Nguyên hai vị trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, ngừng đối với Diệp Thần công kích, các trưởng lão khác cửa áp lực càng thêm. Các người còn đang chờ cái gì? Nếu như không muốn, người này thoát đi minh điện tội trách. Người hai người muốn toàn bộ gánh vác. Đến lúc đó, các ngươi lấy là còn có thể giữ được tánh mạng sao? Tả hộ pháp chúng Diệp Thần nhất kích, sát kiếm chặt đứt hắn nửa bàn tay, gặp Thiên Phượng, Đinh Nguyên nhị trưởng lão do dự bất quyết, vì vậy uy hiếp nói. Minh điện là tà đạo thế lực, trong môn phần nhiều là hạng người lòng dạ ác độc, cái này tả hộ pháp địa vị rất cao, thực lực lại là trong những người này mạnh nhất tồn tại. Bọn họ không có khả năng cự tuyệt. Tả hộ pháp, ngươi có thể phải tin thủ cam kết. Chúng ta hậu bối, liền nhờ ngươi chiếu cố. Thiên Phượng, Đinh Nguyên nhị trưởng lão con ngươi đông lại một cái, lưu lại chăn chối sau đó, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa, hai luồng lực lượng cường hãn xông về Diệp Thần. Hỗn độn cảnh trung hậu kỳ cường giả tự bạo một kích tối hậu, may là hỗn độn cảnh đỉnh cấp cường giả, cũng không dám cùng cứng rắn hám mạnh tiếp. Tự bạo thì như thế nào, xích trần thần mạch mở. Hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi gặp vừa gặp vì sao là đồ thần phá thiên. Diệp Thần quát khẽ cả người kim quang mãnh liệt, toàn thân giống như mạ kim vậy, phá thiên lực, kích thích đến trình độ cao nhất, cực hạn lực lượng, ở một phần vạn cái hô hấp bên trong, tự nhiên ra, bơm vào ở vô cùng nặng nề sát kiếm bên trên. Lăng tiêu võ ý, kinh thế lên. Vô tận kiếm quang, hóa.
hóa thành hàn mang. Một chút hàn tinh, mang vô tận khí tức hủy diệt, ở nơi này minh điện bên trong, cực nhanh bay lên. Ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm ảnh hàn tinh, ầm ầm đụng nhau. Vô tận uy lực còn lại, hoành tỏa ra bốn phía, toàn bộ minh điện đều là kịch liệt chấn động, thậm chí không thiếu minh điện tu vi thấp cường giả, đều ở đây cái này vét sạch hết thảy dư âm dưới sự xung kích, miệng phun máu tươi, kinh hãi vô cùng nhìn về phía một cái hướng khác. Vô biên cự lực cuồng trào, tả hộ pháp vậy già nua cặp mắt bên trong, bộc phát ra vô cùng kinh hãi thần sắc, cả người xương cốt. Bộc phát ra rắc rắc vỡ vang lên, xương máu tràn ngập, cả người đạp hư không, bạo thối lui ra 10 bước, mới ngưng được thân hình. Mà Diệp Thần cũng là thân thể cho dù bay ra. Chủ nhân, Tiểu Hoàng phát ra một tiếng kêu gào, tức giận gầm thét, không tiếc cháy huyết mạch, tăng nhanh chiếm đoạt trận pháp lực. Một tiếng nổ ầm, Diệp Thần bị chìm ngập ở hai luồng hỗn độn lực hình thành năng lượng chi trong biển. Chết chứ? Hẳn không chết, bất quá. Không chết cũng tàn tật. Tả hộ pháp và còn dư lại minh điện các cường giả dừng lại tay, đều khẩn trương nhìn Diệp Thần chỗ ở phương hướng. Hụ hụ hụ. Tiếng ho khan truyền ra, Diệp Thần thân hình xuất hiện lần nữa, bất quá bây giờ hắn, hơi thở uể oải, trong miệng tràn ra máu tươi nhiễm đỏ xiêm áo, cầm kiếm tay cũng là gan bàn tay nổ tung. Diệp Thần, người bị thương nặng. Trong hỗn độn hậu kỳ cường giả tự bạo oai, quá mức khủng bố. Hắn vốn định câu thông luân hồi mộ địa lăng thiên mũi tên thần, nhưng là thời khắc này lăng thiên mũi tên thần không có động tĩnh chút nào. Diệp Thần biết, chỉ có thể dựa vào mình. Ha ha, con kiến hôi, chịu chết đi. Tả hộ pháp vui mừng quá đổi, chào hỏi các trưởng lão khác một tiếng, hướng Diệp Thần lần nữa phát động công kích. Vô tận kiếm ý giống như một đầu hung thú, hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Ngươi cùng rắn chuột hạng người, coi như ta bị thương. Cũng không phải các ngươi có thể khi dễ. Diệp Thần đổi tay cầm sát kiếm, lăng tiêu võ ý bùng nổ, hình thành lãnh vực đặc thù, lại là áp chế hơn 10 vị hỗn độn cảnh cường giả liên thủ uy áp. Diệp Thần và tả hộ pháp giao thủ một chiêu, tả hộ pháp thân hình đảo phi nhi xuất, ở giữa không trung phun ra một cổ suối máu, bị Diệp Thần nhất kích trọng thương. Phải biết, Diệp Thần tổng hợp chiến lực, rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện dưới. Có thể so với hỗn độn cảnh hậu kỳ đại năng giả. Bây giờ bị khốn, chủ yếu là trận pháp lực đối hắn hình thành áp chế, mà theo đại trận bị Tiểu Hoàng phá hư càng nhiều, đối với hắn áp chế lại càng nhỏ, Diệp Thần có thể phát huy chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Cho nên, mặc dù Diệp Thần người bị thương nặng, mất đi hai đại hỗn độn cảnh cường giả đối với trận pháp duy trì, Diệp Thần bộc phát hung mãnh, tả hộ pháp các người, nhất định chính là tự chói mình. Mắt xem đại chiến hồi sinh, hơn nữa chỉ cần lại hơn 10 cái hô hấp thời gian, trận pháp cũng sẽ bị Tiểu Hoàng phá vỡ. Ngay tại lúc này, hai đạo cường hãn hơi thở thật nhanh đến gần nơi đây. Diệp Thần trước nhất cảm giác được, sắc mặt nhưng là biến đổi. Hai đại hỗn độn cảnh hậu kỳ, ít nhất là hai vị hỗn độn cảnh tầng 8 thiên cường giả, tới. Cái này minh điện nội tình vậy quá đáng sợ đi. Âm U Nhị Hoàng rốt cuộc đã tới. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi chết chắc. Tả hộ pháp từ dưới đất bò dậy, cả người run rẩy, miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vô cùng oán độc. Hận không phải đem Diệp Thần ăn sống nuốt tươi như vậy. Người nào lại dám xông ta minh điện cấm địa? Tả hộ pháp, ngươi cùng thật là càng sống càng trở về, chính là một cái chảm ách cảnh tầng 5 thiên tiểu bối cũng không thu thập được. Người chưa đến tiếng tới trước, ngay sau đó. Hai vị mặc tím kim trường bào ông già thân hình xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta bái kiến Tiếu Hoàng Đại Nhân, Trắng Hoàng Đại Nhân. Tả hộ pháp các người rối rít ngưng công kích, đối với tới hai ông cụ khom người thi lễ. Minh điện bên trong, có thể bị tôn xưng là Hoàng, đều là hỗn độn cảnh hậu kỳ đại năng. Cái này hai vị mới là trấn thủ cái này cấm địa người mạnh nhất, chỉ bất quá ngày thường hai vị Hoàng giả đều ở đây cấm địa chỗ sâu hơn bế quan tiềm tu. Hai đại hỗn độn cảnh bên trong hậu kỳ trưởng lão tự bảo, lúc này mới kinh động bọn họ. Trong minh điện thượng hạ tôn ti rõ ràng, quy củ nghiêm khắc, tả hộ pháp các người đối mặt Tiếu Hoàng và Trắng Hoàng, thở mạnh cũng không dám. Lúc này, bọn họ lại nữa lo lắng Diệp Thần chạy trốn, có cái này hai vị hoàng giả ở đây, hắn không trốn thoát. Diệp Thần đưa tay một chiêu, thu hồi Tiểu Hoàng, lúc này trận pháp đã bị Tiểu Hoàng hoàn toàn phá vỡ.
nhưng tiếc là, biến cố cũng tới. Diệp Thần mặt lộ vẻ ngưng trọng, nếu như khỏe hẳn dưới trạng thái, cái này hai cái ông già hắn ngược lại là có thể miễn cưỡng chống cự, có thể hiện tại. Nguy hiểm. Các vị, ta chỉ là sông lầm này đất mà thôi, các ngươi lại không tổn thất cái gì, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Diệp Thần lấy ra một viên thuốc nuốt vào, đối mặt hai vị ông cụ áo bào tím nhìn như không có một chút khẩn trương, nhàn nhạt nói. Trì hoãn thời gian, khôi phục thực lực. Tự tiện xông vào ta Minh Điện cấm địa, đây chính là tội chết, thằng nhóc, nể tình ngươi là cái thiên tài, bó tay chịu trói đi, nói không chừng ta chờ lát tha ngươi một cái mạng nhỏ. Ta đây là đối với ngươi tiểu bối này dậy hứng thú, chính là một cái chảm ách cảnh tầng 5 thiên tiểu tử, lại có như vậy chiến lực, thật đúng là yêu nghiệt à. Một vị khác hoàng giả vậy ánh mắt âm lạnh đánh giá Diệp Thần, như là muốn đem Diệp Thần giải phẫu tựa như. Cái gì, hắn thật chỉ là chảm ách cảnh tầng 5 thiên. Điều này sao có thể? Thằng nhóc này, chẳng lẽ là một vị kinh thiên động địa nhân vật lớn chuyển thế không được? Tả hộ pháp cùng các vị các trưởng lão rối rít khiếp sợ, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Nhưng hai vị hoàng giả đại năng nói, nhưng do không được bọn họ không đi tin tưởng. Chỉ có thể nói, Diệp Thần tồn tại, thật là có chút nghịch thiên, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Bó tay chịu trói, ở ta trong mắt, tuyệt không thể nào. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, lạnh lùng nói. Máu thần kích hoạt đến mức tận cùng, thần ma luân hồi quyết, xích trần thần mạch kích hoạt, võ đạo ý vận bùng nổ, đan điền linh khí không ngừng tiêu tán, Diệp Thần chuẩn bị liều mạng. Nếu ngươi như vậy hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đem ngươi bắt, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt, chiều đãi, ngươi, biết chờ đợi ngươi sẽ là cái gì sao? Cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Tiếu Hoàng và Trắng Hoàng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chợt quát một tiếng, đồng loạt hướng Diệp Thần công tới. Hỗn độn cảnh tầng 8 thiên đại năng ra tay, tự nhiên không phải tả hộ pháp các người có thể so sánh. Vậy lực lượng cường hãn trực tiếp phong tỏa Diệp Thần, hai đạo đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần huy động sát kiếm, chém ra xúc thế đã lâu hai đạo kiếm mang, nghênh hướng hai người công kích. Tuyệt mệnh kiếm ý, kích động lên, nháy mắt tức thì, thiên địa biến sắc, tựa hồ, toàn bộ Minh Điện đều ở đây Diệp Thần bùng nổ kiếm ý bên trong run rẩy. Phịch! Diệp Thần thân hình bạo lui ba đại bước, sát kiếm vậy kiếm ngân vang không nghỉ. Tiếu Hoàng và Trắng Hoàng hai người nhưng là không nhúc nhích tí nào, giơ tay lên hai đạo thần thông lại công hướng Diệp Thần. Chỉ là giao thủ một cái, Diệp Thần liền rơi vào hạ phong. Cái này làm cho một bên xem cuộc chiến tả hộ pháp các người rối rít thở phào nhẹ nhõm, mỗi người cười nhạt, chờ Diệp Thần bị bắt lại, sau đó lối ra ác khí. 10 chiêu sau này, Diệp Thần lâm vào khổ chiến, Tiếu Hoàng và Trắng Hoàng hai người hoàn toàn nắm giữ chiến đấu tiết tấu. Đem Diệp Thần toàn lực áp chế. Lại là mấy chiêu giao thủ, Diệp Thần trên mình lại thêm mới tổn thương, hơi thở bắt đầu không yên, đã là lâm vào nguy cơ. Hắn đã sớm bị hai vị hỗn độn cường giả tự bạo bị thương nặng. Cố nhiên năng lực khôi phục nghịch thiên. Nhưng hiện tại vậy không kịp khôi phục à. Diệp Thần khạc ra một búng máu, vô tận chiến ý phun trào. Dù là thực lực bây giờ không đạt tới đỉnh cấp, hắn cũng phải rất miễn cưỡng mở một đường máu. Hắn võ đạo ý vận, là không ý kỵ hết thảy. Nếu như ngăn trở, vậy thì mở một đường máu tới. Diệp Thần chuẩn bị liều mạng. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lúc động thủ, bỗng nhiên một đạo cổ xưa thê lương hơi thở từ trên trời hạ xuống. Cái này thê lương ý tựa như đem mọi người dẫn tới viễn cổ. Thậm chí có một loại không cách nào xóa nhòa ý chí. Đây chẳng lẽ là viễn cổ cường giả hạ xuống sao? Diệp Thần và Tiếu Hoàng Trắng Hoàng hai người ngay tức thì tách ra, đều bị đột nhiên này xuất hiện hơi thở kinh động đến. Nháy mắt tức thì, một đạo kinh thiên vang lớn truyền tới. Chỉ gặp một chuôi trường thương cắm trên mặt đất, cái này cầm súng giật tản ra chập chờn, may là hỗn độn cảnh hậu kỳ hai đại minh điện hoàng giả cũng là làm hoảng sợ thất sắc. Thật là mạnh vũ khí. Diệp Lăng Thiên bái kiến điện chủ. Một đạo thân ảnh theo sát cái này cầm súng xuất hiện ở chỗ này, chính là trước đi tìm tổ tiên vật đã có đã lâu Diệp Lăng Thiên. Bây giờ Diệp Lăng Thiên, bất ngờ không còn là trước khi tu vi, quanh thân phun trào ra cực mạnh hơi thở.
Xem ra hắn thu hoạch không nhỏ, được tổ tiên lưu lại vật, có chút kỳ ngộ. Diệp Lăng Thiên đến, để cho Diệp Thần khá cảm thấy ngoài ý muốn, đối hắn gật đầu sau này, Diệp Thần nhìn về phía thanh kia súng. Đây là... Cái này cầm súng, cho Diệp Thần một loại vô cùng hắn cảm giác đặc thù, thấy cái này cầm súng, hắn lại cảm giác được thân thiết và một loại vô hình quen thuộc. Thâm Uyên Đoạn Tội Thương. Chúng ta Diệp gia tổ tiên còn sót lại vật, vật này bàn về thuộc về, Ứng Trúc Điện Chủ, ban đầu là Điện Chủ ban cho tổ tiên, dưới mắt vật này lấy ta thực lực không cách nào phát huy nhất chỗ đại dụng, Điện Chủ ngươi như để ý, vậy thì cầm đi. Vo ve. Cái này cầm cực kỳ cường đại Thâm Uyên Đoạn Tội Thương lại có mấy phần thông linh, Diệp Lăng Thiên lời này vừa nói ra miệng, thương này liền tự đi nhô lên, sau đó bay về phía Diệp Thần, rơi vào hắn trong một cái tay khác. Cái này Thâm Uyên Đoạn Tội Thương mặc dù không bằng sát kiếm cấp bậc, nhưng không giống nhau phải, sát kiếm không cách nào phóng thích toàn lực, cái này súng nhưng là cất giữ toàn bộ uy năng. Thậm chí cơ múa bây giờ, liền có thể tăng lên mấy cảnh giới thực lực. Thân là luân hồi đứng đầu, thương này dù chưa bị Diệp Thần nhận chủ, nhưng nó nhưng đem Diệp Thần nhận làm thứ nhất chủ nhân. Một cái hoàn chỉnh nghịch thiên vật, coi như là hỗn độn cảnh đỉnh cấp đại năng vậy sẽ làm động tâm. Nhưng Diệp Thần nhưng vuốt ve thương này một lát sau, đem đầu thủ ném về phía Diệp Lăng Thiên. Vừa là ta dành cho ngươi tổ tiên, vậy thì thuộc về ngươi. Dùng cái này cầm súng, đi chinh chiến, đi hồi phục ngươi tổ tiên đã từng là quang vinh đi. Diệp Thần hành động này, lời này, để cho Diệp Lăng Thiên kích động hơi thở hỗn loạn không nghỉ. Hắn vốn là Diệp Thần thuộc hạ, đối với Diệp Thần đã tuyệt vọng rồi, mà Diệp Thần, vậy hoàn toàn chưa từng bạc đãi qua hắn. Cần tuân điện chủ mệnh lệnh. Diệp Lăng Thiên một thương nơi tay, chiến ý dâng trào, nhìn về phía một vị trong đó Minh Điện Hoàng giả, đó là Trắng Hoàng. Diệp Lăng Thiên nhắm mắt lại, rồi sau đó đột nhiên mở ra, nhắm thẳng vào hướng đối phương. Lấy ngươi máu, tế thương này tái hiện thiên địa niềm vui. Nếu như là trước kia, Diệp Lăng Thiên căn bản không có đối kháng tư cách. Nhưng Thâm Uyên Đoạn Tội Thương có một cái đặc thù tồn tại. Đó chính là huyết tế ban đầu, sẽ phóng thích một phần chia trong đó tổ tiên lực. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên tay cầm Thâm Uyên Đoạn Tội Thương, hắn có cái này cùng sức lực và tự tin. Trắng Hoàng thốt nhiên giận dữ, cảm giác được mình tôn nghiêm gặp phải khiêu khích. Cười gằn một tiếng, cái này Thâm Uyên Đoạn Tội Thương ngược lại là thích hợp ta, giết ngươi, cái này cầm súng chính là của ta. Diệp Lăng Thiên đối với Trắng Hoàng, hai người nhanh chóng đánh nhau, đưa tới dư âm, liền tà hộ pháp cùng hỗn độn cảnh cường giả cũng không dám chính diện tương đối, vội vàng phi thân trốn xa xa. Trên trận gặp Diệp Lăng Thiên lại có thể lực địch Trắng Hoàng, vẫn còn chiếm cứ thượng phong, Diệp Thần hơi ngẩn ra, sau đó yên lòng. Sau đó nhìn về phía vậy còn dư lại Tiếu Hoàng. Hiện tại đến ngươi. Mới vừa rồi hai chọi một, Tiếu Hoàng và Trắng Hoàng hai người đánh vô cùng uy phong, để cho Diệp Thần rất là chật vật. Một đối một dưới, Diệp Thần có nắm chắc đem toàn diện nghiền ép. Nên là tìm về mặt mũi lúc. Hừ, liền tính ra người trợ giúp thì như thế nào? Dám can đảm ở ta Minh Điện quát tháo, ngươi chết chắc. Tiếu Hoàng cũng đúng Diệp Thần kiêng kỵ. Ra tay gian chính là sát chiêu, hai người vậy chiến thành một đoàn. Bốn đại cường giả giao phong, uy thế kinh người, dư âm vang trời. Bất quá nơi đây không hổ là Minh Điện cấm địa, không gian vô cùng vững chắc, tuy có nhiều kiến trúc bị làm tổn hại, giật tản ra lực lượng tràn vào vậy cấm địa chỗ sâu sau liền biến mất nhị không còn một mống. Nếu là ở ngoại giới, nhất định đã sớm là trời long đất lỡ, không gian bể tan tành. Không quá nửa thời gian chung trà sau này, Minh Điện Tiếu Hoàng và Trắng Hoàng hai người liền bị Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người áp chế hoàn toàn, hai người cũng bị thương không nhẹ. Cho dù hai người bắt đầu liều mạng lối đánh, cũng không phải Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đối thủ. Phịch, phịch, hai đạo thân hình cơ hồ là đồng thời bị đánh bay, cái này hai người chính là Tiếu Hoàng và Trắng Hoàng. Tả hộ pháp các người rối rít hoảng sợ, nhưng là cắn răng một cái. Tiến lên đem Tiếu Hoàng và Trắng Hoàng hai người bảo hộ ở giữa, bày ra tư thế chiến đấu. Bọn họ biết rõ, nếu như Tiếu Hoàng và Trắng Hoàng gặp nạn, bọn họ vậy tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Diệp Lăng Thiên mái tóc dài bay lượn, giống như chiến thần vậy dũng mãnh, thân hình phóng lên cao, đang muốn truy kích tới, Diệp Thần thanh âm vang lên. Đi thôi,
không muốn ham chiến, chúng ta mau rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Giải quyết những người này không khó, nhưng Diệp Thần lo lắng chậm thì xanh biến, như đã tới mạnh hơn kẻ địch, vậy thì thật không đi được. Diệp Lăng Thiên đối với Diệp Thần nói gì nghe nấy, lạnh lùng nhìn lướt qua tả hộ pháp các người, sau đó theo sát Diệp Thần sau đó, hướng bên ngoài cấm địa chạy đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới Minh Điện lối ra. Đáng tiếc khối kia luân hồi tinh thạch, nếu như đạt được, tất nhiên có thể thức tỉnh càng nhiều mạnh hơn nghĩa địa đại năng giả. Diệp Thần trong lòng ngầm thán, cảm thấy rất là đáng tiếc, chỉ có lần sau tìm lại cơ hội. Đối với Minh Điện cấm địa chỗ sâu khối kia luân hồi tinh thạch, hắn thế ở tất được. Điện chủ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Diệp Lăng Thiên hỏi. Rời đi trước cái này Minh Điện nói sau. Diệp Thần dĩ nhiên là dự định hồi thần cực tông, nhưng việc cần kíp là thoát khỏi Minh Điện phạm vi thế lực bên trong. Cho dù là từ Minh Điện sơn môn bên trong thoát đi, Diệp Thần vẫn là cảm thấy không an toàn. Phải biết, hỗn độn cảnh đỉnh cấp và thiên thần cảnh đại năng một cái hô hấp gian là có thể ngang dọc dù sao cũng bên trong, nắm trong tay không gian lớn đạo cường giả kinh khủng hơn. Cái này mảnh xứ sở không gian bị phong tỏa, Diệp Thần đã thử qua lại không gian nhưng không thể thành công. Diệp Lăng Thiên có thể đuổi kịp lúc chạy tới, nhưng là bởi vì Diệp Thần luân hồi huyết mạch duyên cớ, Diệp Lăng Thiên men theo huyết mạch kia ở giữa minh minh liên lạc, từ là có thể tìm được hắn. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đang muốn lên đường, thi triển độn pháp rời đi, ngay tại lúc này. Diệp Thần tâm thần căng thẳng, điềm báo xuất hiện, cảm giác được có cực lớn nguy hiểm sắp hạ xuống. Một đoàn bóng mờ đem nơi đây bao phủ, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời con ngươi làm co rúm một cái. Không biết lúc nào, một người lại hạ xuống ở đỉnh đầu bọn họ ngay phía trên. Cái này, liền Diệp Thần cũng chút nào không nhận thấy được hơi thở chập chờn, người này tu vi nhất định vô cùng khủng bố. Thậm chí có thể, vượt qua hỗn độn cảnh, thậm chí vượt qua thiên thần cảnh. Đây chính là sừng sững ở chư thiên vạn giới đỉnh cấp siêu nhiên tồn tại. Hắn là Mạc Huyết Minh, Diệp Thần ngươi không muốn lo lắng, hắn tới chỉ là một đạo ý niệm ngưng tụ hư ảnh. Thương cổ y thần thanh âm ở Diệp Thần đáy lòng vang lên. Lại là hắn. Diệp Thần tâm thần chấn động một cái, trong Minh Điện chuyện phát sinh, quả nhiên vẫn là kinh động vị này tồn tại. Và giữa không trung Mạc Huyết Minh yên tĩnh đối mặt, Diệp Thần cảm giác sâu sắc người này mạnh mẽ, chỉ là ý niệm hạ xuống, nếu không phải thương cổ y thần nhắc nhở. Hắn suýt nữa liền cho rằng tới là thật thân. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao xông ta Minh Điện cấm địa, tổn thương ta Minh Điện người? Không trung Mạc Huyết Minh hư ảnh lên tiếng, giọng lạnh như băng trình độ cao nhất. Mỗi một câu nói tiếng nói thậm chí hàm chứa thiên địa uy áp. Đây chỉ là một đạo ý niệm, nhưng đối mặt hắn, Diệp Thần lại cũng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Diệp Thần không đáp, trong lòng cấp tốc chuyển động rất nhiều ý niệm. Bị Mạc Huyết Minh phát hiện, hắn nên như thế nào chạy trốn. Gặp Diệp Thần không đáp, không trung Mạc Huyết Minh hư ảnh cau mày, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, hướng Diệp Thần nhẹ bỗng vỗ xuống. Nếu không nói, vậy thì xóa đi đi. Một trưởng này không cảm giác được chút nào lực lượng, nhưng bị tỏa định Diệp Thần lại giống như đối mặt cửu tiêu tử lôi cướp cuối cùng ba đạo lôi kiếp lúc như vậy cảm giác, nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Ở 0,1% giây ngay tức thì, dị biến nổi lên. Ông, luân hồi mộ địa chấn động, một đạo hư ảnh hiện lên ở Diệp Thần trước người, hư ảnh này tay trái cầm một chuôi cự cung, trên tay phải lại là kéo động không huyền. Không huyền động một cái, một đạo như lửa bóng tên tự nhiên ra. Lăng Thiên mũi tên thần. Luân hồi mộ địa đại năng một trong, ở Diệp Thần nhất là thời khắc nguy hiểm, hắn lực lượng ngưng tụ ra, trợ giúp Diệp Thần đối địch. Lăng Thiên mũi tên thần thủ lên chi kia hư mũi tên chất phác không màu mè, nhưng khoác lên trên dây cung sau đó, toát ra chói mắt chi mang, bốn phía thiên địa linh lực bị ngay tức thì chiếm đoạt không còn một mống, mũi tên quang bộc phát hung thịnh, để cho Diệp Thần cũng tâm thần chập chờn. Mũi tên đối mặt Mạc Huyết Minh vậy đã vỗ xuống bàn tay hư ảnh, sau đó dây cung buông, mũi tên này đánh về phía bàn tay kia. Lăng Thiên mũi tên thần, phá ngày mũi tên, một kích mạnh nhất. Bị phong ấn không gian cũng tạo nên từng cơn rung động, từng cổ một hỗn độn lực từ trong tràn ra, mũi tên mang trùng tiêu hán, biến mất ở viễn không. Cùng lúc đó, vậy Mạc Huyết Minh hư ảnh chậm rãi tiêu tán.
Ừ. Đang tiêu tán trong đó, Mạc Huyết Minh vốn có chút lạnh nhạt, ánh mắt bỗng nhiên dâng lên thần quang, hắn mắt nhìn xuống liền Diệp Thần một mắt, phát ra một tiếng kinh dị, như là nhìn thấy gì vô cùng không phải đồ. Giờ khắc này, Mạc Huyết Minh thân phận thật sự vậy chú ý tới nơi này, hắn, tự mình nhìn một cái Diệp Thần. Chỉ là cái nhìn này, Diệp Thần cũng cảm giác mình tựa hồ bị nhìn thấu, tất cả bí mật đều bị ra ánh sáng tựa như. Huyền diệu hơi thở chập chờn từ luân hồi mộ địa bên trong giật tán ra, che lại Mạc Huyết Minh thân phận thật sự đối với Diệp Thần theo dõi. Sau đó, vậy Mạc Huyết Minh hư ảnh hoàn toàn biến mất, Diệp Thần thở dài một cái, lau cầm mồ hôi lạnh trên trán. Đi, đi nhanh lên. Diệp Thần chào hỏi Diệp Lăng Thiên một tiếng, mở ra độn pháp, cực nhanh chạy đi. Mới bắt đầu lúc Mạc Huyết Minh hư ảnh, hẳn chỉ là Mạc Huyết Minh nhận ra được cấm địa dị thường sau tùy ý ra tay, đối với Diệp Thần cũng không quá nhiều coi trọng, chỉ là cầm Diệp Thần làm giống vậy con kiến hôi, muốn xuất thủ đem xóa bỏ thôi. Nhưng cuối cùng, Lăng Thiên mũi tên thần ra tay đánh tan hắn vậy đạo ý niệm, dẫn phát Mạc Huyết Minh thân phận thật sự đối với nơi này coi trọng, vì vậy xem Diệp Thần một mắt. Chính là cái nhìn này, hắn phát giác Diệp Thần không bình thường, hơn nữa, hắn rốt cuộc có hay không nhận ra được Diệp Thần luân hồi đứng đầu thân phận, Diệp Thần và Lão Thương trao đổi qua sau đều không cách nào khẳng định. Bị Mạc Huyết Minh cái này cùng tồn tại cho để mắt tới, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, Minh Điện phạm vi thế lực bên trong, cái này phiến bị phong tỏa không gian, đối với Diệp Thần mà nói không một chỗ an toàn chi địa. Mau rời khỏi nơi đây, chỉ cần có thể vận dụng không gian chi lực, mới tính giải trừ nguy hiểm. Minh Điện cấm địa chỗ sâu nhất nơi nào đó không gian, Mạc Huyết Minh từ trong nhập định tỉnh lại, mở cặp mắt ra. Đây là một đôi dạng gì ánh mắt? Cực độ là máu, băng lãnh như vạn niên hàn băng, nhưng lại rửng rưng đến mức tận cùng. Đây tựa hồ là, luân hồi hơi thở, thật giống như còn có vị người quen, có chút ý tứ. Xem ra Nguyệt Hoàn dị tượng xuống thần quốc cục diện, càng ngày càng có ý tứ. Mạc Huyết Minh lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó đứng lên, lại là kết thúc bế quan, đi ra Minh Điện. Không biết qua bao lâu, một nơi núi gian lương đình, Diệp Thần tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Nơi đây khoảng cách Minh Điện Sơn Môn đã có xa vạn dặm, nhưng vẫn là không cách nào vận dụng không gian chi lực. Liên tục ác chiến sau không làm nghỉ ngơi, lại đi đường nửa ngày, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đều đã là mệt mỏi đan xen. Hai người tất cả nuốt vào chữa thương và khôi phục khí huyết mấy viên thuốc sau đó, ở chỗ này ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Diệp Thần tâm phân hai dùng, tâm thần tiến vào luân hồi mộ địa, đặc biệt đi cảm ơn Lăng Thiên mũi tên thần sau này, lại tìm đến Lão Thương. Diệp Thần, lần này ngươi mạo hiểm tiến vào Minh Điện, đều là bởi vì ta chi cố, khổ ngươi. Chớ nếu lại được hiểm dơ, mau rời đi nơi này thì tốt hơn. Lão Thương nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy cảm động và áy náy. Diệp Thần liền nói không dám, tuy tiến vào Minh Điện mới đầu nguyên do là muốn giúp Thương Cổ Y Thần tháo ra tư tưởng, nhưng sau khi tiến vào thấy vậy luân hồi tinh thạch, Diệp Thần đối với Minh Điện là hoàn toàn nhớ nhung. Một ngày nào đó, hắn còn sẽ lại tới nơi đây, lại vào Minh Điện. Không chỉ là vì Thương Cổ Y Thần, còn vì vậy luân hồi tinh thạch, Diệp Thần cảm giác, vậy đối với hắn mà nói là trận cơ duyên lớn lao. Chú ý Minh Điện, nơi đó bên tràn ngập lực lượng nào đó, để cho ta có loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Vậy Minh Điện cấm địa nơi trọng yếu, tuyệt đối cất giấu động trời bí mật. Lão Thương dặn dò Diệp Thần nói. Diệp Thần vội vàng hẳn là, Lão Thương lại nói, Diệp Thần, không muốn nhúng tay nữa chuyện ta, buông tha báo thủ đi, vậy Mạc Huyết Minh đã là xưa không bằng nay. Hắn và Minh Điện tuyệt đối thu được thiên đại cơ duyên, hắn bây giờ, sợ rằng chỉ có thiên đạo cung có thể trói buộc. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, tuy im lặng không lên tiếng, không cùng Lão Thương cãi lại, có một số việc, biết rõ không thể là mà thôi, cầu được không chỉ là không thẹn lương tâm, cũng là vì báo đáp Lão Thương đối với hắn thiên đại ân tình. Lão Thương, vậy Minh Điện rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thời đại thượng cổ liền tồn tại đến nay. Hơn nữa thực lực nội tình như vậy khổng lồ, nhưng vì sao thần quốc bên trong cơ hồ không nghe được qua có liên quan Minh Điện tin đồn đâu? Diệp Thần tò mò hỏi. Nghe được vấn đề này, Thương Cổ Y Thần nhất thời cau mày, đối với Diệp Thần khoát tay áo nói, Minh Điện lai lịch ta vậy không rõ ràng lắm, tóm lại cái thế lực này vô cùng nguy hiểm,
người chớ có lại đi trêu chọc. Diệp thần có loại trực giác, trong chuyện này, thương cổ y thần đối với hắn tuyệt đối có giữ lại. Nhưng thương cổ y thần không nói, hắn cũng không tiện lại bào căn cứu để, tâm thần rời đi luân hồi mộ địa, Diệp Lăng Thiên lúc này vậy đã chữa thương xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.